Chương 1 Vào thời điểm tôi bắt đầu tìm hiểu bà Ngô Đình Nhu thì bà đã sống lưu vong hơn bốn chục năm rồi. Năm 1963, ở đỉnh cao danh vọng của bà, tờ New York tham gọi vị đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam 39 tuổi này là người đàn bà, quyền lực nhất, ở châu Á và so sánh bà với Lucrezia Borgia. Nhưng chính cái tiếng tăm rồng cách của bà đã mang đến cho bà sự khác biệt đích thực. Khi các nhà sư tự thiêu trên đường phố Sài Gòn, phản ứng của bà Nhu là tàn bạo không thể tả, cứ để họ tự thiêu, rồi chúng ta sẽ vỗ tay, bà mỉm cười nói. Nếu các Phật tử muốn có thêm một cuộc nướng thịt, tôi sẽ hân hoan cung cấp dầu xăng và một que diêm. Vẻ đẹp nguy hiểm, với đôi mắt đen nhanh chóng trở thành biểu tượng của mọi sai lầm cho sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Bà Nhu biến dần khỏi đời sống công cộng sau tháng 11 năm 1963, khi chồng bà, Ngô Đình Nhu, và anh chồng bà. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, bị giết chết trong một cuộc đảo chính được chính quyền Mỹ bật đèn xanh ủng hộ. Như Tổng thống John F. Kennedy giải thích với người bạn thân của ông, Paul Red Fay, Hoa Kỳ phải loại trừ anh em họ Ngô một phần vì bà Nhu. Con chó cây đó, ông nói với bạn, nó gây ra hết. Con chó cây đó chĩa mũi vào và làm mọi thứ ở đó sôi sục lên hết đã có nhiều cuốn sách mổ xẻ biến cố tháng 11 năm 1963 và coi sự lật đổ anh em họ ngô như yếu tố then chốt dẫn đến việc Mỹ leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng những nghiên cứu lịch sử về vụ đảo chính phần lớn đã không nhìn ra vai trò của bà Nhu. Làm thế nào mà một người đàn bà thậm chí chưa tới 40 tuổi và cao chưa tới 1m6 với giày cao gót có thể thu hút sự chú ý hoàn toàn của một siêu cường như Mỹ? và lôi kéo nước mỹ vào một cuộc xung đột sẽ kéo dài thêm một thập kỷ và lấy đi mạng sống của hàng triệu người tôi đã ở paris để tìm hiểu mặc dù tôi phải thừa nhận tôi hơi lo lắng phóng viên hãng tin ap associated press malcolm brown từng được giải pulitzer viết trong hồi ký của ông rằng từ kinh nghiệm cá nhân ông biết bà nhu có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất mà một người có thể gặp và đó chính là điều gây tò mò dòng cái là hình ảnh tưởng tượng kiểu tây phương về một người đông phương dâm dục suy đồi và nguy hiểm cái khuôn mẫu độc ác này đã đúc ra những người đàn bà châu á quyền lực trước bà nhu như bà tống mỹ linh vợ tưởng giới thạch và tử hy thái hậu vụ án phản quốc tokyo rose giọng nói nữ của chương trình phát thanh tuyên truyền nhật bản trong thế chiến thứ hai vẫn còn in đậm trong ký ức chung ở mỹ khi bà nhu buộc tội những người mỹ ở việt nam đã hành động như những tên lính đánh thuê Hậu quả là hình ảnh rồng cái mà công chúng thấy ở bà Nhu là một chiều, như một tên vô lại ri xoắn trong một kịch bản Hollywood tồi, mà như vậy thì hơi quá dễ dãi. Mặc cho bạn nghĩ gì về bà, bà Nhu đã trực tiếp thò tay nhào nặn lịch sử. Nhưng bà đã im lặng trong mấy chục năm, dù nổi tiếng là bộc trực, bản thân người đàn bà này đã cho thế giới biết rất ít về mình bà Nhu đã đuổi phóng viên New York Times cuối cùng tìm cách tiếp cận bà ra khỏi thêm nhà mình ở Ý vì quá ồn ào. Chuyện đó xảy ra vào năm 1986. Dù gần 20 năm đã trôi qua, không có lý do gì cho thấy tôi sẽ có thêm chút may mắn nào. Tôi tự nhủ khi nhìn lên tòa nhà bên kia đường. Cách chỉ vài trăm mét sau lưng tôi, tháp Eiffel vươn cao sừng sững. Tôi cố dự kín đáo khi đếm các tầng của tòa nhà. Một bà già gan lì, Tôi nghĩ, theo những gì mà nhiều người biết, trong đó có những người được gọi là chuyên gia mà tôi đã phỏng vấn, bà Nhu đang sống trong một biệt thự sập xệ tường vôi trắng, đâu đó ở ngoại ô Rome. Đã từng có những đồn đoán về việc bà còn sống hay đã chết, nhưng tôi có lý do để tin rằng bà ở đây, giữa Paris. Việc tôi tìm hiểu bà Nhu bắt đầu đơn thuần vì tò mò. Tôi ra đời năm 1976, khoảng 17 tháng sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam như hầu hết những đứa trẻ lớn lên trong những năm 1980, những hiểu biết đầu tiên của tôi về Việt Nam đến từ phim ảnh. Người lớn chắc chắn đã không nói nhiều về nó. Nó là một tập âm của những cánh quạt máy bay trực thăng đập mạnh, những liều tranh bốc cháy và những cánh rừng nhiệt đới bị bom Napalm tàn phá. Tôi giữ mãi ấn tượng đó cho đến năm thứ hai đại học, khi tôi ghi danh một học kỳ nước ngoài tại Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, mà tôi nghĩ chỉ học cho vui. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên cáo nên tiêm phòng bệnh thương hàn, uốn ván, và bệnh giải, cũng như mang theo thuốc chống muối và iốt. Cha tôi sửng sốt, cha đã trải qua những năm 20 tuổi tìm cách thoát ra khỏi Việt Nam. Còn bây giờ thì con tìm cách bước vào đó. Đến trước năm 2003 tôi đã lấy được bằng thạc sĩ về châu Á học, đã sống ở Việt Nam hai lần, và nhận được học bổng của Bộ Giáo dục Mỹ. Điều đó khiến tôi hết sức tự tin vào các kỹ năng tiếng Việt của mình miễn là chỉ nói về những chuyện đơn giản, như thực đơn hay thời tiết. Nhưng khi nghĩ đến chuyện tìm một việc làm thực sự, tôi ước gì tôi đã làm nhiều hơn là lấy được chiếc bút CIA tuyệt đẹp tại hội trợ việc làm cho sinh viên. Thay vì đối mặt với một tương lai bất chắc, tôi tìm thấy sự thoải mái ở nơi tôi luôn có trong sách vở. Tôi không ngừng trở lại tầng hai thư viện trung tâm của thành phố Boston nơi lưu giữ những cuốn sách viết về Việt Nam. 4. Năm người đàn ông chạc tuổi cha tôi mặc những cái áo choàng lỡ cỡ và những cái quần lùng thùng, thường ngồi quanh những chiếc bàn đặt cạnh các giá sách, mùi cà phê thiêu vương vấn trong không khí chung quanh họ. Thật khó để tôi hòa giải một Việt Nam tôi biết từ năm 2004 những gương mặt thân thiện, chợ búa nhộn nhịp và những thành phố hiện đại, với một xứ sở và cuộc chiến đã chôn vùi quá nhiều cuộc đời. Những người đàn ông này có thể đã là gì nếu không có cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Cuộc đời đầy tình cờ, cha tôi thường nói, như một câu thần chú. Ông nói câu đó như để an ủi. Đó là cách âm xoa dịu cảm giác ngây thơ của tôi về bất công, và là cách ông hiểu thế giới này. Cha tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ qua biêu điện vào năm 1966, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Ông đã được nhận vào học sau đại học và được cấp lương của trợ giảng, nhưng ủy ban quân dịch đã bác đơn xin hoãn nhập ngũ của ông các thông số của cha tôi gần như bảo đảm ông vào bộ binh ở việt nam nên giống như nhiều người cùng chung hoàn cảnh ông nộp đơn vào trường sĩ quan và được nhập ngũ ông gặp nhiều thuận lợi hơn vì là sĩ quan tình nguyện so với một anh lính quân dịch đi tuần chỉ vài tuần trước khi đến hạn phải trình diện trại huấn luyện cha đang xem truyền hình trong phòng khách ở nhà ông bà tôi Tổng thống Lyndon Johnson xuất hiện trên màn hình và thông báo mở rộng diện hoãn thi hành quân dịch đối với các thầy giáo cao học. Cha nhảy cẫng lên khỏi ghế và ôm chầm lấy bà tôi, nhanh nhẹn và bình tĩnh. Ông gọi cho Ủy ban quân dịch địa phương, xác nhận hoãn nhập ngũ, rồi lấy quần áo trong các túi sách ra. Ông bị các sĩ quan tuyển quân, những người nóng lòng muốn đạt chỉ tiêu, và John bạn ông, trách móc. John và cha tôi cùng đi đến trường đại học mỗi ngày suốt 4 năm họ là láng giềng của nhau trong khu ngoại ô của người lao động ở seattle và sống ở nhà cha mẹ mình để tiết kiệm tiền phòng và tiền cơm tháng họ từng băn khoăn học vấn của họ sẽ thế nào khi xuất thân từ gia đình nghèo john cũng có một chỗ trong chương trình sau đại học ông lẽ ra có thể sử dụng quyền hoãn nhập ngũ như cha tôi nhưng john cho rằng hoãn dịch chẳng để làm gì ông thuyết phục cha tôi trở lại đăng ký chỉ để cho xong quách cho rồi ông lý luận họ sẽ thực hiện một chuyến đi nghĩa vụ ngắn ngủi ở đông nam á trước khi sống phần đời còn lại của mình hai tuần sau khi john có mặt ở việt nam chiếc máy bay trực thăng chở ông bị bắn rơi và ông thiệt mạng khi còn là một cô gái tôi thường nhón chân lên kệ sách trong phòng khách để lấy cuốn tam lai bìa nâu nói về chiến tranh việt nam những tấm ảnh kinh khủng và hấp dẫn gợi cho tôi nhiều câu hỏi mà người lớn khó có thể trả lời hết có một tấm ảnh chụp một cảnh sát người Nam Việt Nam bắn vỡ đầu một người đàn ông và một tấm chụp một cô bé trần chuồng bỏng lửa đang chạy trên đường. Nó là một cuộc chiến tranh mà tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu. Tôi nghĩ vậy, nhưng thay vì gấp sách lại, tôi cứ thường xuyên mở ra đọc. Tấm ảnh tôi thích nhất là của Larry Barrow chụp bà Nhu năm 1962. Với những lọn tóc đen và móng tay sơn bóng ngoáng, bà nổi bật lên giữa đám đông mặc binh phục màu lục vàng thời chiến mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, màu trắng tinh khiết, và với cái eo nhỏ xíu, có thể nói bà là người đàn bà thanh nhã ngoại trừ khẩu súng lục màu đen mà bà dương lên, nhắm và sẵn sàng bắn. Có lần người anh chồng của bà, Tổng thống Ngô Đình Diệm, nghi ngờ sự kín đáo của cái áo vết vừa khít thân hình mảnh rẻ của bà Nhu, y nói đến sự hở vai hở cổ của nó. Nghe nói bà đã làm ông cứng học bằng câu trả lời khinh thị, không phải cổ anh lòi ra mà là cổ tôi nên anh im đi dùm. Sự tò mò về bà ngu của một thiếu nữ như tôi dần dần chuyển thành sự nhìn nhận một vấn đề rất thời đại. Một người đàn bà ăn mặc hoàn hảo và chăm sóc vẻ ngoài sẽ luôn bị buộc tội là thiếu nghiêm túc về những chính sách xã hội đang thay đổi. Ngày nay, Michelle Obama bị chỉ trích vì hai bắp tay và tóc ngang chán, nhưng bà chỉ là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ gần nhất vật lộn với các câu hỏi về phong cách và quyền thế. Jacqueline Kennedy người cùng thời với bà Nhu vào năm 1963 là một biểu tượng mỹ về thời trang, sự thanh lịch và yêu kiều. Lúc đó, bà cho rằng phụ nữ nên đứng ngoài chính trị vì họ không phù hợp. Jackie tự hào về cuộc hôn nhân châu Á của mình và hoàn toàn không phản đối bà Nhu, kẻ đam mê quyền lực một cách kỳ dị. Việc thiếu những câu trả lời dễ dàng về bà Nhu bảo đảm rằng ý đồ của tôi vẫn còn cho đến khi tôi nhận ra mình ngồi trong thư viện hàng giờ không biết làm gì đi ngang qua những cái nhìn chằm chằm trống rỗng của các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, ngồi cùng tôi cạnh các giá sách, tôi bắt đầu giáp nối câu chuyện cuộc đời của người đàn bà mà mọi người nói là đã gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi vẫn chỉ có những nét phác thảo về câu chuyện bà Nhu khi tôi đặt chân xuống Paris hai năm sau. Tôi đã lần theo một dấu vết mờ nhạt dựa trên bài báo của một người mà tôi chưa từng nghe tiếng, đăng trên một trang web tiếng Việt ít người đọc. Tác giả nói đã phỏng vấn bà Nhu người mà ai cũng biết là sống ẩn giật, trong căn hộ của bà 3 năm trước, năm 2002. Tôi đã tính bác bỏ tuyên bố đó, nhưng tác giả đã nói chính xác về căn hộ tầng 11 có cửa sổ nhà bếp nhìn ra tháp Eiffel. Chi tiết mô tả đó nhắc tôi nhớ đến một chuyện, trong khi sục xảo đống hồ sơ của Plebutlus ở Thư viện Quốc hội vài tháng trước, tôi tìm thấy một lá thư của bà Nhu, đánh dấu bưu điện năm 1964. Luce từng là tác giả nghị sĩ Mỹ, và, với tư cách một người ủng hộ kiên định những chính kiến cực bảo thủ của Đảng Cộng Hòa ở Washington, bà có vẻ là bạn của bà Nhu. Địa chỉ người gửi được viết nguệch ngoạc ở mặt sau bì thư cho tôi ấn tượng đầu tiên về lối viết chữ nét mảnh của bà Nhu. Khi tôi đọc đến chỗ nhà có khoảng không nhìn ra tháp Eiffel, tôi nhớ lại mình đã cẩn thận phòng theo nét chữ ngoằn ngoèo của bà vào sổ tay, đại lộ chắc flow cây. Tôi chưa từng nghĩ rằng bà có thể vẫn còn sống ở đó. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi, tại sao không? Một cái liếc nhìn và tôi biết tôi sai. Tòa nhà tráng lệ trên đại lộ Chác Flo Cây nơi bà từng sống, trông như chỗ trú ẩn của một nhà độc tài bị chuất phế cho đến khi nhãn túi. Nhưng nó chỉ có 8 tầng, thậm chí khi xét đến thiên hướng châu Âu về thiết kế tầng lầu bên trên tầng trệt tầng thứ nhất, tòa nhà này vẫn còn thiếu tầng 11 mà lâu nay tôi tìm. Tôi gần như bỏ cuộc ngay chỗ này ngay cả khi bài báo viết đúng và bà Nhu đang sống ở Paris, phải có đến hàng trăm tòa nhà kiêu hãnh với khoảng trời nhìn ra tháp Eiffel. Có thể bà ở cách đây một dặm mà vẫn nhìn thấy nó. Cây tháp này là vật duy nhất nổi bật giữa một thành phố bằng phẳng như thế. Đúng lúc tôi ngước nhìn đường chân trời để nguyền rủa cây mỹ học của thành phố đẹp nhất thế giới này, tôi chợt nghĩ một điều điên rồ. Tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó và nhìn quanh một thành phố thấp như thế đơn giản là không có nhiều tòa nhà 11 tầng nhất là ở khu vực này của Paris. Tôi phải đi tiếp cho đến khi tìm ra một tòa nhà như vậy. Tôi vừa qua khỏi một dãy nhà thì thấy chúng, ba tòa nhà giống nhau, một sai lầm nửa thế kỷ, gần đại lộ Saffron dọc bờ sông Sen. Tất cả đều là bê tông và những góc cạnh đã xiên lệch. Không sao tôi choáng váng khi nhìn thấy chúng, vì mỗi tòa nhà cao đến 12 tầng lộng lẫy. Tại tòa nhà đầu tiên, Tôi thấy một gói nhỏ của một phụ nữ ăn mặc xoành xoàng đang quét cầu thang. Tôi ngập ngừng tiến đến gần cô nói, excusez moi, tiếng Pháp, xin lỗi bà, và hỏi tiếp, hết sức lịch sự, có một bà già người Việt sống trong tòa nhà của cô ở tầng 11 không? Cô ngừng tay đủ lâu để chỉ cái tòa nhà kế bên. Tôi chắc là cô đang tìm người đàn bà ở số 24, cô vừa nói vừa cười mỉm và lắc đầu. Có thể tôi hoang tưởng nhưng hình như cô ta đang cười cợt tôi. Cô ta không phải là người đầu tiên nghi ngại tôi. Khi tôi thổ lộ với giáo sư cố vấn cao học của mình rằng tôi đang đi tìm rồng cái, bà đã ném cho tôi cái nhìn trịch thượng tôi nghĩ vậy. Vì, như những người khác, bà cho rằng bà nhu đơn giản chỉ là một chủ đề quá ngớ ngẩn. Tôi đã mất nhiều thời gian để hiểu rằng, vị giáo sư cố vấn của mình người đã sống ở Sài Gòn suốt thời kỳ tham chính của bà Nhu và nhìn thấy bạn học của mình bị cảnh sát Nam Việt Nam bắt giữ, đã không nghĩ bà Nhu là một đề tài đáng xem lại. Nhưng bây giờ tôi gần đến nơi rồi, phấn chấn bởi một cái gì đó như là sự tự tin, hoặc có lẽ là sự lạc quan ngây thơ. Tôi bấm chuông chỗ người bảo vệ ở số 24 đại lộ Saffron, và khi bà xuất hiện, tôi tuyết miệng cười nhìn bà. Sau khi bà để tôi vào trong tôi thả lên bàn cái phong bì mỏng màu xanh đề tên bà Ngô Đình Nhu. Cô muốn cái gì? Bà bảo vệ lò bao hỏi. Bà hơi thiếu lịch sự thôi chứ không hẳn thua lỗ, nhưng tôi không quan tâm. Bà khẳng định bà Nhu ở trên lầu. xin bảo đảm bà ấy nhận được cái này dùm tôi, tôi nhẹ nhàng đáp. Bên trong phong thư là màu viết ngắn cẩn thận đề nghị một cuộc phỏng vấn và một trong những tấm danh thiếp chạm nổi do tôi tự làm phòng khi cần tỏ ra mình chuyên nghiệp. Ngày mai, Bà Nhu sẽ biết đích xác tôi là ai. Khi tôi đi ngược về ga tàu điện ngầm, tôi đã lướt qua trong đầu những gì tôi sẽ nói khi bà gọi cho tôi. Tôi rất muốn làm cho câu chuyện về bà sáng rõ. Tôi rất hy vọng lấp đầy những khoảng trống của lịch sử. Và tôi dám nghĩ rằng chúng ta có thể bảo lưu phần nào di sản của dòng cái. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bà ấy có thể có những kế hoạch của riêng mình. Chương 2 không ai nghe nói gì về bà Nhu kể từ mùa hè năm 1986 mùa hè mà song thân bà, Trần Văn Trương và thân thị Nam Trân, bị sát hại. Cha mẹ bà Nhu từng rất nổi tiếng trong giới ngoại giao, thậm chí có một giai đoạn ngắn họ nổi tiếng vì công khai từ chối đứa con gái rồng cái vào năm 1963. Ở Việt Nam, vợ chồng ông Trương thuộc dòng dõi quyền quý. Ông Trương là đại địa chủ và là luật sư Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ luật của Pháp bà nam chân là công chúa con của kiên thái vương em vua tự đức họ sống một cuộc đời vương giả ở việt nam trước chiến tranh với hai chục người hầu hạ từ đầu đến chân bà trương bám chặt vào cảm giác vương quyền ngay cả khi giữ vai trò vợ của một nhà ngoại giao ở washington d c khi tiếp khách bà yêu cầu mọi người không được mặc y phục màu vàng màu hoàng gia ngoại trừ bà Vợ chồng ông Trương sống ở Washington khi ông được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1957. Hai người trở về Việt Nam qua những chuyến đi thăm ngắn ngủi vào những năm 1960, nhưng không bao giờ về nữa sau chiến thắng của những người Cộng sản năm 1975. Vợ chồng ông Trương về hưu đã lâu, ông 88 và bà 76. Cặp vợ chồng già đang sống nhàn những ngày cuối đời trong khu ngoại ô vắng lặng của Washington. D. C thì bị đứa con trai độc nhất giết chết tại nhà. Vụ sát hại đem câu chuyện gia đình bi thảm và kỳ quái của họ ra ánh sáng. Bà Nhu không đến dự đám tang. Vào lúc đó, bản thân bà cũng đang già đi. Bà là người đàn bà ẩn giật 61 tuổi đang sống trong một biệt thự sập xệ ở ngoại ô rôm với các con. Nghe đồn rằng bà Nhu đã vét sạch ngân hố Việt Nam Cộng Hòa trước khi rời tổ quốc lần cuối, nhưng không còn nhiều dấu hiệu xa hoa bề ngoài nữa. Bà bán dần mòn của cải, vài cây ô liu mọc ôm tùm và mấy con cừu đang nhai cỏ là tất cả những gì tách nuôi biệt thự mang cái tên ấn tượng Serin Lai, ánh sáng thanh bình, khỏi nội ô rôm lộn xộn Những vật quý giá duy nhất của bà là những thứ bà xoay sở cất giữ khi rời Sài Gòn một mình, nữ trang và đồ lông thú bà đang mặc và những thứ bà nhét trong vali. Những thứ đó cũng sớm ra đi, năm 1971, bà Nhu là nạn nhân của một vụ trộm nữ trang bọn trộm đã cuốm đi vàng, ngọc bích, và đá quý trị giá 32.000 đô Mỹ. Một, Bà Nhu có lẽ đã không đủ tiền để đi Washington. D. C. Để thấy cha mẹ bà được chôn cất chỉ ít là bà không đủ tiền để đi theo cách mà bà cho là thích hợp. Khi bà Nhu đến Mỹ lần cuối cùng vào tháng 10 năm 1963, cha mẹ bà đã bỏ bà đứng trên thềm nhà họ ở Washington rồi đóng sầm cửa trước mặt bà. Cha bà gọi bà là kẻ cuồng điên quyền lực, và nói, không muốn thấy mặt bà nữa. Mẹ bà xúi mấy người Mỹ ném trứng và cà chua vào người bà. Cãi lại là pha vỡ một giá trị khổng giáo thiêng liêng nhất, lòng hiếu thảo. Con cái luôn phải tôn kính cha mẹ. Bà Nhu chỉ dám nói bóng gió rằng cha mẹ bà chắc là bị say, rồi. Đó là một trong những luận điểm ưa thích của bà Nhu bà dùng nó để chống lại cha mẹ bà, báo chí quốc tế, và thậm chí Tổng thống Mỹ John F. Kennedy nhưng ý nghĩa của nó trong tiếng anh không hoàn toàn chính xác như bà nhắm tới intoxicated trong tiếng pháp có nghĩa là bị đầu độc bà muốn bóng gió nói rằng những người cộng sản đã đầu độc dư luận công chúng chống lại bà bà đang tìm cách ám chỉ rằng chiến thuật ghê gớm của cộng sản đang có tác dụng một chiến thuật nhằm làm cho người mỹ xa lánh gia đình bà nhưng bà nhu không lan truyền thông điệp đó thay vì vậy bà hay léo nhéo buộc tội những ai bà không thích là đang say sau vụ đảo chính 1963 ở Sài Gòn, báo chí tường thuật rằng bà Nhu đã giải hòa với cha. Ông Trương nói về sự giao hào trở lại, trái tim tôi rất gần với trái tim con gái tôi. Đối với hàng xóm, ông bà Trương chỉ là cặp vợ chồng già thân thiện, hay mỉm cười với trẻ con, cuốn con và mặc áo len ngay cả trong mùa hè. Ngôi nhà của họ, ở số 5601 đại lộ Western, là nhà gạch kiểu gióc ra hai tầng với nội thất màu trắng rào rậu lúc nào cũng được cắt tỉa, lối đi trong vườn được quét tước sạch sẽ. Bác sĩ của ông Trương mô tả ông như một người đàn ông lịch sự vui vẻ, rất thân thiện, vợ ông thì có hơi sôi nổi, luôn miệng cười. Không thể hình dung nổi đôi vợ chồng này đã sống qua ba cuộc chiến tranh, trốn thoát cảnh sát mật của thực dân, và đánh lừa được du kích cộng sản chỉ để rồi thấy đoạn cuối của đời mình vào một đêm tháng 7 tĩnh lặng trong sự an toàn của ngôi nhà riêng báo cáo của cảnh sát mô tả chi tiết việc phát hiện hai thi thể. Bà Trương nằm trên người chồng, cánh tay phải của bà vòng quanh ông, như thể bà chết trong lúc ôm hôn ông. Họ mặc pyjama sọc giống nhau, nhưng bộ quần áo của ông thấm đẫm nước tiểu. Môi trên của bà Trương bị dập, và dưới cằm có một vết chày. Hai điểm đỏ xuất huyết trong mắt, khi máu rỉ ra từ các mạch máu li ti một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bị bóp cổ hoặc bóp mũi, trong trường hợp này có lẽ bằng một cái gối. Mọi bằng chứng đều chỉ đến Trần Văn Khiêm, con trai duy nhất của ông bà Trương. Khiêm bị bỏ rơi lại Việt Nam năm 1963 và chịu nhiều đau khổ. Cho đến lúc đó Khiêm vẫn là đứa con dòng dõi của một gia đình quyền quý Việt Nam, từng không thiếu một cái gì trên đời. Khi chị của ông là đệ nhất phu nhân ông được nhận một ghế trong Quốc hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và những sứ mệnh ngoại giao ở nước ngoài. Khiêm chạy theo thời trang tay chơi điển hình, nhưng ông bị hấp dẫn vào những hoạt động chính trị ngầm, nhất là những âm mưu. Khiêm tung tin đồn ông là người đứng đầu lực lượng an ninh mật. Ông nói với nhà báo Úc Donnie Warner rằng ông có một danh sách các nhân vật Mỹ sẽ bị giết ở Sài Gòn, bao gồm nhân viên đại sứ quán và quân sự. Chồng bà Ngu không thích ông lắm ông cho rằng ông Khiêm không chín chắn và ương ngạnh. Nên khi Khiêm đến dinh thự thăm chỉ, bà Nhu nhất định phải đóng cửa dẫn đến phòng khách hoặc sử dụng phòng ngủ. Ông Nhu và ông Diệm sẽ không biết ông ta ở đó. Thực ra việc anh em họ ngô thích hay không thích ông Khiêm không thành vấn đề. Ông ta là người của gia đình, và chiếc ô của chế độ đủ rộng để che chở ông. Không ai hãm hại được ông khi anh em họ ngô vẫn nắm giữ quyền lực, hai. Nhưng sau đó, khi bà Nhu đi lưu vong, ông khiêm một mình ở Nam Việt Nam. Hội đồng quân nhân mới ở Sài Gòn bắt giam ông. Từ Washington, mẹ ông tìm cách can thiệp. Bà gọi điện cho Roger Hillman ở Bộ Ngoại giao Mỹ. Nài ông là một điều gì đó để cứu đứa con trai duy nhất của bà. Ông nhớ lại rằng bà Trương rất quẫn trí. Nhưng ngay cả trong lúc bị kích động, vẫn vô cảm và thực dụng. Ông khiêm, chỉ là một thằng bé ngu ngốc, bà Trương van vì. Ông ta vô hại, chỉ là một kẻ đổ đốn, xuẩn ngốc vì chịu tác động của chị ông, là bà Nhu. Những lời khẩn nài của bà Trương không được ai đếm xỉa tới. Đại sư Mỹ Henry Cabot lót lẽ ra có thể giúp đỡ nhưng ông tỏ ra thờ ơ, ông coi ông khiêm là kẻ rất đáng chỉ trích, và sẽ không can thiệp vào cái mà ông nói không chút mỉa mai là sự thực thi công lý của hội đồng quân nhân. Ba, ông khiêm bị giam trong một nhà lao cũ của Pháp ở Sài Gòn. Nhớ lại những ngày đó ông gọi những gì họ làm với ông làm ông mất ngủ và kiệt sức khiến tâm trí ông rối loạn là sự tra tấn khoa học, bốn, nhưng chí ít ông cũng không bị hành quyết. Hội đồng quân nhân mới không thích những người lưu nhiệm từ chế độ cũ có thể đe dọa quyền lực của họ, nhưng rõ ràng họ không nghĩ ông khiêm có thể gây ra nhiều đe dọa. Hoặc có thể ông ta sẽ hữu ích hơn cho họ nếu ông ta còn sống, một bằng chứng cho những gì đã xảy ra với những kẻ trung thành với chế độ cũ. Người em chồng của bà Ngu. Ngô Đình Cần cũng không khá hơn. Ông bị tê liệt vì bệnh tiểu đường do không được điều trị trong thời gian bị giam ở khám chí hỏa đến mức người ta phải khiêm ông ra tòa án và đặt ông dựa vào bức tường trước khi đội thi hành án xử bắn ông. Sau đó ông khiêm bị đưa xuống tàu đẩy ra côn đảo, phải lao động khổ sai cho đến khi thân xác rượu rã và đầu óc mụ mị. Không ai biết những cuộc thương lượng kín nào đã giúp ông ra khỏi Việt Nam để đến Pháp, nhưng lúc bấy giờ mới bốn chục tuổi ông khiêm đã có vẻ ngoài của một ông lão ông mang bệnh tim và thận những tổn hại khác của ông những tổn hại về thần kinh không phát hiện được ngay ông khiêm không tìm được việc làm mà ông lại có vợ và đứa con trai 12 tuổi để phải lo toan. Cha mẹ ông nghĩ ra một cuộc xếp đặt có thể cứu vãn danh dự. Họ nói vì họ ngày càng già yếu nên cần ông đến ở chung. Bằng cách cho phép ông Khiêm, vợ con ông, đến sống chung với họ ở Washington. Cha mẹ ông đã giúp ông cũng nhiều như ông sẽ giúp đỡ họ, trên lý thuyết. Nhưng chuyện đó thực ra không bao giờ xảy ra. Những bữa cơm gia đình biến thành những cuộc cãi cỏ, những bất đồng chính kiến về những câu chuyện đã qua lâu tại một chế độ không còn tồn tại nữa. Ông bà Trương đã lấy hết can đảm để đuổi ông Khiêm ra khỏi nhà khi ông ta phát hiện di trúc của hai người. Ông Khiêm không được thừa kế, trong lá thư được công chứng viết bằng nét chữ ngay ngắn, xít sao. Bà Trương nói rằng con trai bà, cả đời đã hành xử như một đứa con bất hiếu, tồi tệ, thường xuyên gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức và đau buồn cho cha mẹ. Lối hành xử như thế không thể nào quên và tha thứ được trong một gia đình Việt Nam truyền thống. Với mọi bằng chứng chống lại mình, vụ sát hại ông Trương lẽ ra đã là vụ án dễ, nhưng rồi nó cứ dây dưa. Câu hỏi liệu ông Khiêm có giết cha mẹ ông không vẫn không rõ ràng. Vấn đề là xác định ông ta có năng lực tâm thần để ra tòa vì hai vụ giết người có chủ định hay không. Nhóm luật sư của ông Khiêm đã phản đối mệnh lệnh của tòa buộc ông dùng thuốc đặc trị tâm thần để có đủ sự tỉnh táo cần thiết, nhưng vì thiếu những tiền lệ pháp lý, phải mất đến 7 năm trời kháng án để vãn hồi một phán quyết như vậy. Hành vi kỳ quái và những trò kịch giữa phòng xử án của Khiêm, việc đổ thừa cho những tác dụng phụ của thuốc, đã làm chậm tiến trình sự án tình trạng tâm thần của ông Khiêm đã chẳng hề tiến triển trong 7 năm được trị liệu như một bệnh nhân pháp lý tại Bệnh viện Tâm thần ST. Elizabeth nằm về phía tây nam Washington. D. C. Thiết chế này giống như sự bắt chước có tính nhạo báng hình ảnh một dưỡng trí viện. Hàng ngàn bộ não đã được bảo quản trong Formaldehyde, 2, và một lò thiêu tại chỗ đã thắp lên đồn đoán về những gì xảy ra với các nạn nhân bị phẫu thuật thủy não và những hợp chất làm thí nghiệm của CIA như thuốc nói thật trang thiết bị hỏng hóc và thiếu thốn thuốc men là chuyện thường ngày, và hệ thống sởi bị tê liệt hàng tuần lễ. Năm, ông Khiêm nằm ở bệnh viện ST, Elizabeth mãi đến năm 1993. Tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo của ông vì sự thể rõ người mươi rằng ông sẽ chẳng bao giờ có đủ năng lực tâm thần để tự bào chữa cho mình. Ông đã bị trục xuất qua Pháp và bật vô âm tín kể từ đó. sóng Mỗi khi tôi hỏi bà Nhu về người em trai này, tôi đều nhận được sự im lặng. Thường thì bà sẽ nói, tất nhiên là cậu ấy vẫn còn sống, nhưng tôi chẳng bao giờ tìm được chút manh mối nào về ông. Những năm tháng bị tù đầy và tra tẫn đã làm mụ mị đầu óc của ông Khiêm. Ông tin rằng mình đã bị bùa vây trong một âm mưu của những kẻ phục quốc do Thái chủ nghĩa ông đã viết như vậy trong một lá thư gửi Tổng thống Ronald Reagan, và đó là trước khi ông cố kêu nài vị Tổng thống Hoa Kỳ ra trước tòa làm chứng cho ông cái ý nghĩ tự xoay sở lấy cuộc sống của mình mà không nhận được sự hỗ trợ vật chất nào từ cha mẹ đã cắt phăng những sợi chỉ mỏng manh kết nối ông khiêm với thực tài bất luận những ý nghĩ cuồng dại nào đã lướt qua tâm trí ông khi ông xiết ngạt xong thân giả yếu của mình bằng chiếc gối trong phòng ngủ của họ bà nhu cũng đã bày tỏ đôi chút cảm thông nếu như bà ở lại miền nam việt nam ai biết được bà đã phải chịu đựng những gì em trai bà tuyệt nhiên không phải là một nhân vật tiếng tăm như bà thế tất bà hẳn đã phải đối mặt với một số phận bi thảm hơn nhiều. Bà Nhu đã về phe em trai mình. Bà tiếp tục quả quyết rằng ông Khiêm đã bị vu vả tội sát nhân và một mực rằng song thân bà chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Em trai bà thật sự là nạn nhân. Những tên mật vụ cỏ môi đã cố bịt miệng ông vì ông biết những bí mật khủng khiếp về nước Mỹ. Họ đã quyết định thanh toán ông bằng cách giá họa cho ông tội sát nhân và nhốt ông vào một nhà thương điên. Tuy không nói ra nhưng họ đây được ám chỉ là chính quyền Hoa Kỳ. Bạn không thể nào trách cứ gì bà nhu cả quả tình trong quá khứ chính phủ Hoa Kỳ từng có âm mưu hãm hại bà. Cũng như ông Khiêm, bà nhu đã bị loại ra khỏi trúc thư của cha mẹ mình. Mẹ của bà đơn giản tin rằng cô con gái thứ đã không cần tôi chu cấp cho nữa. Bà nhu không hài lòng, trong khi vụ xét xử ông Khiêm bị xa lầy trong những vụ kháng cáo bà đã thuê luật sư của ông khiêm thay mặt bà và người em trai tâm thần bất toại đòi lại phần thừa kế trong di sản của song thân quá cố của họ động cơ của bà nhu thật là ám muội nếu không nói là lá mặt lá trái nếu tình trạng mất trí như là lý cớ biện hộ của ông khiêm bị bác bỏ và ông bị kết tội và nếu họ xoay sở lật ngược được vấn đề thừa kế bà nhu sẽ nhận được phần tài sản của mình vụ án lúc bấy giờ sẽ bị ném ra ngoài hệ thống tư pháp hoa kỳ vì lý do lợi ích xung đột không lâu sau vụ án mạng bà nhu đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước báo giới đây là chuyện riêng của gia đình là tuyên bố sau cùng của bà đây là một gia đình thực sự đặc biệt một con gái mệnh danh rồng cái bị lưu đày đến rome một con trai sát nhân bị giam giữ trong một nhà thương điên và người con lớn nhất lệ chi óc sống một cuộc đời có vẻ bình dị của một giáo sư và nghệ sĩ ở bắc carolina là kẻ độc nhất còn lại để than khóc cho song thân đã khuất họ không đáng phải chịu kết cục này, lệ chi buồn bã nói với các ký giả của Washington Post. Những cuộc đời đẹp đẽ như vậy lẽ ra đã có một kết thúc có hầu. Ông bà Trương được mai táng cách ngôi nhà nơi họ thiệt thân năm dặm. Nghĩa trang Rock Creek là một khu vực ngổn ngang rộng 86 mẫu Anh, giữa một vùng điển viên tươi đẹp nằm ở góc tây bắc của thủ đô Washington, D.C. Một con đường nhựa hẹp uốn lượn lên xuống những tấm bia mộ rải rác trên các ngọn đồi như những cột buồm nhấp nhô giữa một đại dương gợn sóng xanh lục. Chúng khắc một vài cái tên lừng lẫy của quá khứ dòng họ Roosevelt và dòng họ Adam và một vài tên tuổi lỗi lạc đương thời, như Tim Rassert và Govidan. Phần mộ đôi của ông bà Trương nằm ở khu 50, phân nửa đoạn đường đi lên một con dốc nhỏ. Cặp bia mộ làm bằng đá granite màu hoa hồng, với một hoa sen được chạm giản dị bên dưới mỗi cái tên của họ. Đại sứ Trần Văn Trương, công chúa Nam Trần Trần Văn Trương, trải qua 25 năm nương dâu bãi bể, cuối cùng họ đã nằm bên nhau trên ngọn đồi này. Mộ của bà Trương không còn hoàn toàn thẳng tắp mà nằm hơi tranh trách, như thể bà đang nghiêng về phía chồng mình vậy. Vào buổi sáng mùa xuân tôi đến thăm ông bà Trương, những vạt cỏ um tùm gợn sóng xung quanh những tấm bia và giữa những ngôi mộ, khiến chúng trông có vẻ hơi tiêu điều với cô em dâu và đứa cháu gái đang ngủ trên chiếc xe nuôi di động làm bạn đồng hành. Tôi hình dung rằng chúng tôi là những vị khách đầu tiên mà ông bà Trương có được trong thời gian gần đây. Tôi bất chợt nhận ra mình đã tay không đến thăm họ. Lẽ ra nên mang hoa theo, tôi lẩm nhẩm trong miệng. Cô em dâu bước tới. Cô đặt chiếc nôi em bé giữa hai ngôi mổ, quỳ gối xuống, và bắt đầu nhổ đám cỏ dại. Cùng nhau, chúng tôi nhanh chóng dọn quang gọn nơi này khi chúng tôi kéo đám cỏ cao chen trúc quanh những tấm bia mổ, mùi hành dại lan tỏa trong không trung. Mùi này sẽ chỉ còn vương lại trên những đầu ngón tay chúng tôi trong một vài giờ, nhưng cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy và dọn quang những ngôi mộ đã lưu lại với tôi. Điều đó tượng trưng cho một nhiệm vụ trước mắt, để tìm hiểu bất kỳ điều gì về rồng cái, tôi sẽ phải sắp đặt những chi tiết cuộc đời bà trong trật tự và đặt gia đình ông Trương vào một bối cảnh lớn lao hơn của lịch sử Việt Nam. Điều quan trọng là kể câu chuyện trước khi nó chịu sự ghè lạnh của một nấm mồ bị lãng quên. Trước khi rời đi, tôi đặt tay lên mỗi tấm bia đá. Hình ảnh những gương mặt hiên từ của ông bà Trương trên tờ báo hiện lên trước mặt tôi. Tôi rất đỗi tiếc thương cho họ, những gì họ đã trải qua thật quá ư khủng khiếp. Những lời của Lệ Chi, con gái cả của họ, vang lên trong tâm trí tôi. Bạn càng kể lể về những vinh quang của quá khứ, cái kết cục sẽ càng trở nên kinh khủng. Chương 3 càng tìm hiểu về những năm thiếu thời của bà Nhu, ánh hào quang của quá khứ gia đình bà càng kém vẻ lộng lẫy. Những gương mặt tươi cười của đôi vợ chồng già nua trong bức hình trên một tờ báo Washington năm 1986 thật khó lòng hòa hợp với bức chân dung u ám của ông bà Trương Vốn đã xuất hiện. Những mảnh ghép hồi ức, khốn khổ về thời thơ ấu của bà Nhu gắn lại đúng chỗ khi tôi hiểu rằng không ai, tất nhiên ngoài song thân của bà, từng mảy may nghĩ đến việc một ngày nào đó bé gái nhỏ xíu này chào đời trong một bệnh viện Hà Nội vào ngày 22 tháng 8 năm 1924, rốt cuộc sẽ trở thành một cái gì đó quan trọng. Một ca sinh nở truyền thống sẽ diễn ra tại nhà với một bà mụ. Người sẽ nói rằng sinh linh này không sẵn lòng để chào đời vì lẽ đứa bé nằm ngôi ngược, vì vậy mà không chịu trượt xuống ống sinh. Bà sẽ phản đối kẹp pho xét, những dụng cụ nhỏ bé và khoa học hiện đại, như là sự can thiệp vào thiên ý. Một bà mụ sẽ bỏ mặc cho đứa bé, xanh xao yếu ớt câm nín và bất động quay trở về bất luận giao lộ nào nằm đâu đó giữa thiên đường và trần thế dành cho những linh hồn chưa được đầu thai lang thang phiêu giạt nhưng không có bà mụ nào trong ngày hôm đó cả đứa bé sẽ là một bé trai người mẹ chắc chắn điều đó đến độ bà đã thu xếp việc sinh nở trong bệnh viện bà đã trải qua nỗi khủng khiếp của cơn đau đẻ kéo dài biết rằng điều đó xứng đáng vì một đứa con trai Vị bác sĩ người Pháp có lẽ đã lo sợ sẽ bị phiền trách nếu có điều gì bất thường xảy ra. Đó là lần đầu tiên ông đỡ đẻ một em bé Việt kể từ khi ông đặt chân đến Đông Dương, nhưng đây là một ca đặc biệt. Người thiếu phụ đầm đìa mồ hôi và máu đang nằm trên bàn là bà Trương, công chúa Nam Trân, một thành viên của hoàng gia. Nhan sắc tuyệt mỹ của người con gái 14 tuổi này thật là hiếm hoi đến độ về sau nhờ đó bà đã giành được một tấm huân chương phong tặng bởi những người Pháp say mê bà những người đã đặt cho bà biệt danh, viên ngọc trai Á Châu, một mặc dù được dạy về nghệ thuật nội trợ, cũng như ca hát và thiêu thùa, bà không bao giờ cần động đến dù chỉ một ngón tay mảnh rẻ, ngoại trừ để rung chuông gọi người hầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bà với tư cách người vợ là sinh cho chồng một đứa con trai thừa tự. Chồng bà xuất thân từ một gia đình địa chủ quyền thế, là con trai cả của một thống đốc tỉnh ở Bắc Kỳ thuộc Pháp. Ông Trương đã được ban cho mọi điều tốt đẹp nhất trần đời, từ một nền giáo dục Tây Phương cho đến một cô dâu thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hai, dòng họ Trần của ông vốn có quan hệ họ hàng với nhà vua, thành ra ông Trương cũng là một người bà con xa với vợ ông. Vị bác sĩ người Pháp hẳn đã cảm thấy áp lực ghê gớm để cứu lấy cái hình hài tái nhợt cuối cùng đã lộ diện giữa một lớp màng nhầy nhụa huyết dịch. Đây là cơ hội để vị bác sĩ chứng tỏ bản thân và sự vượt trội của nền y học Tây Phương. Ông nắm chặt hai mắt cá chân của đứa bé và đét liên hồi vào cặp mông bé xíu cho đến khi những tiếng khóc đầu tiên bật ra. Tiếng khóc ấy là lời chào đầu tiên của đứa bé sơ sinh với thế giới. Ba, đó là một bé gái, một người mẹ trẻ 14 tuổi như bà Trương đã làm gì với đứa con mới đẻ, một nhúng thịt với gương mặt đỏ hòn, đang khóc toáng lên trong tay mình. Khi vừa mới chào đời. Chẳng có mấy lý do để người ta tin rằng số phận của bà sẽ khác với hàng bao thế kỷ phụ nữ đi trước bà trong truyền thống khổng giáo Á Đông, con trai được chờ đợi sẽ chăm sóc cha mẹ khi già yếu, và chỉ có con trai mới là quan trọng trong tập tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tục ngữ Việt Nam truyền thống đã thâu tóm nỗi thất vọng của việc sinh con gái, nhất năm viết hiểu, thập nữ viết vô, hay, một trăm con gái không bằng hòn giái con trai, bốn, vào ngày cưới, người đàn ông đưa về gia đình một vật sở hữu quý giá hơn tất thảy, một cô con dâu người sẽ chỉ được giải thoát khỏi vai trò người hầu thật sự của gia đình chồng đặc biệt là mẹ anh ta chỉ đến khi cô có con trai vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn bà trương vốn đã sinh một đứa con gái rồi con đầu lòng của bà lệ chi chào đời không đầy hai năm trước đó và bà trương đã tự thuyết phục bản thân rằng đứa thứ hai này sẽ là con trai bà tin chắc điều đó đến mức đã mua về nhiều đồ chơi và quần áo của con trai đứa con gái thứ hai này chỉ làm trì hoãn ngày tự do của bà trương mà thôi cho đến khi sinh được con trai bà là người thấp cổ bé họng nhất trong nấc thang thứ bậc của gia đình chồng hơn thế nữa mẹ chồng bà đã đưa ra một vài lời đe dọa đáng ngại bà muốn con trai bà ông trương lấy vợ lẽ nếu đứa thứ hai này không phải con trai ông trương suy cho cùng là con trai trưởng của nhà họ Trần danh giá ông nên tận dụng mọi cơ hội để truyền thừa sự vĩ đại của gia đình bằng huyết nhục của chính mình. Tục đa thê đã là một phần của truyền thống văn hóa ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Một người phụ nữ chỉ biết sinh con gái, dù có là đứa con dâu trung thành hay không, cũng chẳng có mấy giá trị. Những thất bại nên được xóa sạch càng nhanh càng tốt, đó là một viễn cảnh buồn thảm đối với một phụ nữ 14 tuổi như bà Trương nếu chồng bà lấy vợ hai và nếu người đó thành công ở nơi bà đã thất bại là sinh cho gia đình chồng một đứa con trai bà trương và các con gái bà sẽ phải lấm la lấm lét sống phần đời còn lại trong sự phục tùng người khác chẳng bao lâu sau bà đã hạ quyết tâm rằng bà sẽ phải làm việc này thêm một lần và lại một lần nữa cho đến khi bà có con trai mà bà chờ đợi và đứa con trai người ta chờ đợi nơi bà đứa con gái mới sinh được đặt tên là lệ xuân mặc dù bấy giờ không phải mùa xuân tháng 8 ở Hà Nội thường là thời gian bắt đầu vào thu, và năm đó cũng không là ngoại lệ. Có vẻ như những ngày đầu mùa thu đã thổi chút xe lạnh vào thành phố, mang lại một không khí tươi mát sau những ngày hè dài oi bức. Những nhành liễu rủ chạm khẽ mặt hồ, mời gọi làn gió nhẹ khiêu vũ bồng bềnh trong những tán lá, và cư dân thành phố đổ ra ngoài trời thoáng đáng để tận hưởng mùa ôn hòa ngắn ngủi trước khi những cơn gió lạnh từ Trung Quốc tràn qua bé lệ dân và mẹ không được hưởng một phút giây nào của niềm hạnh phúc ấy truyền thống việt nam bắt trẻ sơ sinh và người mẹ phải gần như nằm liệt giường trong một căn phòng tối tăm ít nhất ba tháng sau khi sinh căn phòng chẳng khác nào một cái kén dành cho người mẹ và em bé ngay cả những thói quen tắm táp cũng bị hạn chế phong tục này xuất phát từ những mối yêu tư thực tế liên quan đến những rủi ro tử vong của trẻ sơ sinh trong vùng châu thổ nhiệt đới nhưng trên thực tế, cái khung cảnh u ám sau khi sinh ắt hẳn khiến người ta ngộp thở. Ngoại trừ thầy lang và thầy bói là những nhân vật không thể thiếu, những vị khách thăm bà trương được hạn chế trong số những thành viên thân thuộc nhất của gia đình. Thầy tử vi của gia đình là một trong những người nhìn mặt em bé đầu tiên. Công việc của ông ta là đoán quyết vận mạng của bé bằng cách đối chiếu ngày sinh, mùa hoàng đạo, giờ sinh với vị trí của mặt trời và mặt trăng và không quên tính cả những ngôi sao trổi đang lướt qua một khả năng rất lớn là nhằm cổ vũ tinh thần của người mẹ đáng thương bị phong kín trong căn phòng tối ba tháng trời cùng đứa con gái nhỏ mà bà không hề mong muốn ông thầy đã thốt lên về số phận của đứa trẻ thật là ngoài sức tưởng tượng đứa bé ông nói với bà trương đang run lẩy bẩy sẽ leo lên đến những đỉnh cao vời vợi ngôi sao chiếu mệnh của nó không thể nào tốt hơn. Bé gái sẽ lớn lên trong niềm tin vào vận mệnh của mình đồng thời với lời tiên tri sán lạn đã khiến mẹ cô ghen tị một cách sâu xa. Kết quả là một cuộc đời với những mối quan hệ mẹ con đầy căng thẳng và sự ngờ vực bất tận. Bà Trương theo lời kể của mọi người là một thiếu phụ trẻ đẹp mê hồn đến từ Kinh Đô Huế ở miền Trung Việt Nam. Hoàng đế Đồng Khánh, người trị vì trong thời gian ngắn ngủi từ 1885 đến 1889 là ông ngoại của bà một loạt những người anh em họ của bà đã thay nhau kế vị ngai vàng kể từ đó là một thành viên của hoàng tộc mở rộng bà được coi là một công chúa và bà là hiện thân của sự duyên dáng truyền thống với một ngoại lệ khi mỉm cười răng bà trắng sáng như ngọc trai bà đã chống lại hồ tục nhuộm đen răng bằng vôi với những trưởng lão trong gia tộc nụ cười trắng tinh của bà trông gớm biếc như thể một chiếc miệng đầy xương những chiếc răng trắng và dài thuộc về những kẻ man dở và dã thú, nhọn đen chúng để né tránh những nỗi sợ hãi rằng một linh hồn tà ma đã lần lút đâu đó trong con người. Một cái miệng với hàm răng đen bóng là biểu hiện truyền thống của sự tao nhã và cái đẹp. Nhưng với ông Trương, nụ cười trắng sáng rạng rỡ khiến cô dâu trẻ của ông là một hình ảnh hoàn hảo của người vợ hiện đại. Ông Trương đã quen với những thú vui Âu châu khi còn là một sinh viên du học, ông yêu thích thi ca, rượu vang Pháp những bộ phim tây phương và xe mô tô quay lưng lại với truyền thống bản thân ông trương đã cắt phăng mái tóc dài cột thành búi và từ bỏ thói quen quấn quanh đầu chiếc khăn xếp tiêu biểu của những người đàn ông cùng giai cấp và trình độ như ông mái tóc dài là một lý tưởng theo khổng giáo giá trị lòng hiếu thảo được áp dụng cho thân thể tóc da và tất cả những phần mở rộng của một cuộc sống được cha mẹ ban cho con cái nhưng những lề thói tây phương đang lấn thế Ông Trương là hiện thân của sự tiến bộ với mái tóc ngắn, trang phục và tác phong của một luật sư làm việc với chính quyền thực dân. Như vậy, ông sẽ chẳng đời nào chấp nhận một cô gái răng đen về làm vợ mình. Đôi vợ chồng cưới nhau năm 1912, năm năm sinh ghi trên bia mộ của bà Trương và năm được ghi trong giấy báo từ năm 1986 ở sở cảnh sát Metropolitan là 1910. Căn cứ theo đó thì bà chỉ mới 2 tuổi vào thời điểm lấy chồng. Những cô gái ở miền thôn quê được gả chồng vào độ tuổi rất bé, có lẽ 13 hay 14, không phải là chuyện lạ thường, nhưng hiếm có một cô dâu nào lại chỉ là đứa bé mới chập chững. Điều đó thậm chí càng khó có cơ sở khi xét đến sự kiện cả hai gia đình đều là những thế gia tinh anh, họ có khả năng để chờ đợi. Một cách giải thích hợp lý là ngày sinh của bà Trương đã được sửa đổi cho phép bà ở trong một độ tuổi dễ dàng được yêu chiều ở Hoa Kỳ, tránh xa mọi kẻ có thể phản bác những gì bà kể lại. Nhưng ở Việt Nam tuổi tác làm gia tăng uy tín, người ta ắt không có lý do gì để cố làm ra vẻ trẻ trung cả. Có thể bà Trương thật sự là một cô dâu 2 tuổi. Phải một thời gian rất lâu sau đám cưới, các anh họ trong hoàng tộc của bà mới bắt đầu có gia thất. Con gái đầu lòng của họ, Lệ Chi, ra đời gần một thập niên sau ngày cưới. Có lẽ cô dâu bé nhỏ cần thời gian để đạt đến độ tuổi thụ thai. Ông Trương vẫn chỉ là một thiếu niên vào ngày cưới của mình. Ông sinh năm 1898, nghĩa là mới 14 tuổi khi cưới vợ. Ông Trương là con trai cả của Trần Văn Thông, một quan thống đốc tỉnh được trọng vọng ở Bắc Kỳ thuộc Pháp. Theo hồ sơ của ông trong thư khố thuộc địa Pháp, ông Trương đã rời khỏi Việt Nam lẫn cô vợ trẻ của ông không lâu sau lễ cưới. Ông đã đến Pháp và Bắc Phi để tiếp tục học tập sự tính toán thời gian của chàng thiếu niên trương thật không chê vào đầu được. Ông rời khỏi Đông Dương ngay trước khi thế chiến thứ nhất nổ ra. Chỉ cần muộn thậm chí một năm việc rời đi sẽ là bất khả trong thời chiến. Những biến cố trên thế giới đã bức bách chàng thanh niên trương sống xa quê nhà trong hơn 10 năm. Ông đã có thể tận dụng những cơ hội giáo dục dễ dàng có được ở Âu Châu nhưng chưa từng được nghe thấy với một người Việt Nam, ngay cả với vị thế xã hội của ông đi nữa. Ông Trương đã theo học các trường trung học ở Algiers, Montpellier và Paris, nhận bằng tiến sĩ luật khoa năm 1922. 6. Ông là người Việt Nam đầu tiên làm được điều đó. Trong những năm ông Trương du học ngoại quốc, sự căng thẳng đã leo thang ở Việt Nam thuộc địa. Chính quyền Pháp đã bắt đầu tuyển mộ, tình nguyện quân, người Việt bản địa cho chiến trường Âu Châu, buộc hàng ngàn nông dân và công nhân bị bần cùng hóa đi khám quân dịch người Pháp đã mau chóng nghiền nát mọi dấu hiệu của sự giấy loạn hoặc phản kháng và đã lật ngược cả miền nông thôn trong cuộc tìm kiếm những kẻ phản bội. Bảy, người ta ngày càng lớn tiếng chê trách về những cơ hội giáo dục có thể tìm được ở Việt Nam. Trường Trung học Pháp đầu tiên, và duy nhất trong một thời gian dài, Chasselup Loba ở Sài Gòn, dành riêng cho các con trai của các nhà chức trách Âu Châu. Nhưng cùng với cuộc chiến đang nổ ra khốc liệt ở Âu Châu, sự thiếu hụt nhân lực đang ngày càng hiện ra rõ nét. Chế độ thực dân nhận ra nó cần tuyển mộ thêm nhiều người bản xứ được đào tạo tiếng Pháp vào ngành dân chính nếu nó hy vọng tồn tại. Niềm hy vọng ấy là việc truyền bá những tư tưởng Pháp giữa người Việt sẽ gắn kết người bản địa với mẫu quốc một cách mật thiết hơn. Tuy nhiên, kết quả thật chớ trêu, bằng việc giáo dục người Việt về những nguyên lý Tây phương, bao gồm những lý tưởng tự do và lịch sử nền cộng hòa, những cuộc cải cách giáo dục đã góp phần khơi dậy một sự đòi hỏi quyền hành chính trị đã tỏ ra không thể nào dập tắt. Khi ông Trương cuối cùng quay trở lại Việt Nam vào năm 24 tuổi, những năm tháng học hành ở trời Tây của ông đã được đền đáp hậu hỷ. Ông được một suất học việc đầy triển vọng trong bộ máy tư pháp thực dân Pháp và được nhập quốc tịch Pháp vào ngày 16 tháng 9 năm 1924, không đầy một tháng sau khi con gái thứ hai của ông ra đời. Táng, không lâu sau khi bà Trương cùng con gái ra khỏi chiếc kén cô độc, bà Trương đã mang thai lần thứ ba và sau cùng trước sinh nhật thứ 16. Năm 1925, bà hạ sinh đứa con trai như đã hằng hy vọng, Trần Văn Khiêm. Sự ra đời của một đứa con trai đã đặt dấu chấm hết cho những trách nhiệm sinh đẻ của bà. Nó cũng xác nhận vị trí thấp kém của Lệ Xuân trong gia đình. Ông Trương đã được đề bạt một công việc mới gần thành phố Cà Mau gần mũi cực nam của đất nước cách hà nội phồn hoa đô hội nhiều ngàn cây số đó là một chức vụ nổi bật trong chính quyền thực dân pháp mặc dù được thăng chức có nghĩa là phải xa rời những thú vui trần thế ở thủ đô hà nội lên tới chức vụ cao như thế là một thành tựu nghề nghiệp phi thường đối với một người việt bản địa chỉ có một mất mát nho nhỏ con gái thứ hai của ông trương bé lệ xuân sẽ bị bỏ lại như một tờ biên lai ở phòng giữ đồ Lệ xuân là vật trao đổi giữa cha và ông nội cô. Đó là một cách biểu hiện tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông và là bằng chứng về ý định trở lại của ông, nhưng thật ra nó không gì hơn là một cử chỉ tượng trưng để làm mẹ ông hạnh phúc. Nếu việc giữ đứa bé là một ơn huệ đối với bà, đó là một cái giá không lớn gì mấy. 9. Một khóm những ngôi nhà mái ngói đỏ vây quanh một cái sân làm nên cơ ngôi nhà họ Trần không phải là nơi tồi để một bé gái lớn lên. Vị tộc trưởng ông nội của lệ xuân là một đại địa chủ và mỗi người trong gia đình ông đều giống như một nhân vật lừng lẫy ở địa phương trong vùng quê xanh tươi của miền bắc việt nam bà của lệ xuân là người có học vấn cao đó là một ngoại lệ đối với một phụ nữ việt nam ở thời đại và tuổi tác của bà thậm chí khi đã già và thị lực đã giảm sút bà vẫn tiếp tục đọc nhiều đoạn văn chương việt nam kinh điển hoặc nghe người khác đọc chúng những câu chuyện Việt Nam đầy ắp hình tượng những phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, và kiên quyết, nhưng chúng không phải lúc nào cũng có một kết cục đẹp. Phải chăng chính ở đây bé Lệ Xuân đã được nghe những đoạn truyện kiều, một tuyệt tác trường thi Việt Nam được yêu thích và trích dẫn nhiều câu chuyện về một thiếu nữ con nhà danh giá, tài sắc kiêm toàn, đố kỵ với nàng. Định mệnh đã bức bách nàng từ bỏ tình yêu đích thực của đời mình và tự bán thân làm kỹ nữ để chuộc cha khỏi trốn lao tù. Kiều đã vùng vẫy trong một thế giới bất công, nhưng nàng vẫn là hình tượng của sự vẹn toàn và chính trực. Không chỉ là một nữ nhân vật bi kịch đơn thuần, nàng tượng trưng cho dân tộc Việt, bị kẹt cứng giữa sự suy đồi đạo đức trong cơn biến động chính trị. Mặc dù câu chuyện đã có hàng trăm năm tuổi, năm 1924, năm lệ xuân chào đời, Kiều đã được trang trọng vinh danh là nhân vật văn hóa quốc gia. Người phụ nữ như là nạn nhân đã chính thức trở thành nhân vật được yêu thích nhất. Mười, bà nội của Lệ Xuân tất nhiên không coi mình là nạn nhân của bất kỳ cái gì cả. Bà chủ trì một gia đình rộng lớn gồm bà và hai người vợ khác và con cái của tất cả họ. Ngoài con trai cả của bà, ông Trương, bà đã sinh cho chồng ba con trai và hai con gái nữa, sau đó bà tự coi như đã hoàn thành mọi nghĩa vụ làm vợ của mình. Để dứt khoát rõ ràng về điểm này, bà đơn giản đã kê một chiếc gối ôm giữa giường ngủ của hai vợ chồng bà cũng là người đã giới thiệu vợ hai cho chồng bà này đã sinh cho ông thêm bảy người con nữa để đề phòng người vợ hai giành lấy quá nhiều quyền hành bà đã đưa về cô vợ thứ ba cho ông mỗi một người vợ và con cái họ có một vị trí nhất định trong thứ bậc tôn ti gia đình kỹ năng của bà vị nữ chúa thể hiện trong việc chưa từng có ai trong số họ ra mặt chống đối lẫn nhau 11. Ngôi nhà của ông bà nội Lệ Xuân là nơi lý tưởng để quan sát những vai trò rời rạc và mâu thuẫn nhau của những phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là thành viên của tầng lớp tinh Anh. Tất nhiên, có một sự nhấn mạnh rõ ràng về những quy tắc hành xử theo khổng giáo. Những bà vợ và con dâu có bổn phận tỏ ra vâng lời và phục tùng. Nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín của tòa nhà, một thực tại khác lấn thế. Những vấn đề thực tế, như ngân sách gia đình, được phó mặc cho phụ nữ một điều được ngầm hiểu, nếu không được bàn tới, là phụ nữ nắm giữ thực quyền trong gia đình. Nếu gia đình là một quốc gia, người chồng sẽ là quốc trưởng trên danh nghĩa, phụ trách các mối quan hệ ngoại giao. Người vợ sẽ là bộ trưởng nội vụ và kiểm soát ngân khố. 12. Ban đầu, việc giáo dưỡng hàng ngày bé Lệ Xuân được giao phó cho các bảo mẫu. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng hiểu địa vị thấp kém của đứa trẻ mà họ trông non, vì vậy chủ yếu họ bỏ mặc cô bé. Những bảo mẫu giao lệ xuân cho những người làm vườn chơi đùa như một món đồ chơi. Cũng thật tình cờ mà những người làm vườn tại đây là những tên trộm và du côn vặt vánh ở địa phương và đã bị tòa phạt vạ bằng lao động công ích cho cộng đồng hay là cho người đứng đầu cộng đồng, chính là ông nội của cô. Cô lẻo đéo theo chân họ khi họ chăm sóc những con vật. Đôi lúc cô thậm chí đã tắm rửa giữa đàn gia súc. Trong vòng một năm sau khi cha mẹ rời đi, cô gái bé nhỏ ngã bệnh gần chết. Bà Nhu luôn luôn nói rằng cha mẹ không bao giờ đoái hoài chi đến mình, nhưng bà thừa nhận rằng ông bà Trương đã trở về từ nhiệm sở mới ở vùng cực nam ngay khi họ nghe tin. Đó không thể nào là một chuyến đi dễ dàng, thời bấy giờ chưa có đường xe lửa kết nối cả nước và khoảng cách giữa các tỉnh là quá xa xôi để đi đường bộ. Phương tiện di chuyển hiển nhiên nhất giữa miền Nam và miền Bắc là tàu hơi nước dọc bờ biển. Trong 10 ngày đêm, bé Lệ Xuân lơ lửng giữa sự sống và cái chết khi đã về đến nhà mẹ của lệ xuân không để bé rời khỏi lòng bà nhưng việc đó ít ra như cách hiểu của cô về sau này không phải vì tình yêu hay thậm chí sự quan tâm với đứa con gái thứ đó là một lời trách cứ nhắm vào bà nội trên vũ đài chính trị khốc liệt của gia đình đứa trẻ bệnh hoạn đã trở thành một lợi khí sắc bén của thiếu phụ trương đối với mẹ chồng bà lệ xuân đã hồi phục sức khỏe cô vẫn cứ gầy gò trong suốt thời thơ ấu nhưng những gì thể chất khiếm khuyết, cô đã gắng bù đắp lại hoàn toàn bằng ý chí. Lệ Xuân cần phải trở nên gai góc, bệnh tật thời thơ ấu của Lệ Xuân khiến mẹ cô ngờ vực con gái giữa của bà hơn bao giờ hết. Trước khi bà ra đi, Lệ Xuân là một hài nhi tóc đen nhánh với đôi má bầu bĩnh, bé gái da bọc xương, đôi má hõm sâu bà gặp lúc về nhà có thể dễ dàng là con của một người hầu trong gia đình hay một nông dân trong vùng nỗi nghi ngờ con mình bị đánh cháo đã dày vò bà trương suốt phần đời còn lại của mình hai đứa trẻ kia biết điều này và đã lợi dụng nó để trêu chọc người chị em của chúng là con của bà bảo mẫu và bà trương đã dùng điều đó như một lý cớ để tự tha thứ cho mình vì đã không yêu con gái giữa như hai đứa trẻ kia khi lớn lên cô gái nhỏ thấy mình như thể vật nhắc nhở phiền hà đối với mẹ cô một đối tượng của sự ngờ vực bệnh hoạn và xung đột trong gia đình 13, khi Lệ Xuân đã đủ khỏe để đi lại, gia đình ông Trương Khoan gói xuống tàu, lần này tất cả cùng nhau ra đi. Họ an cư lạc nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu xa xôi, bà Trương, thậm chí chưa được 20 tuổi, đã chủ trì một gia trang rộng lớn với những người hầu và khu đất rộng quá cỡ. Khi những thú tiêu khiển của thế giới hiện đại ở Hà Nội giờ đã lùi xa, ông bà Trương đã trở lại với một cuộc sống gia đình Việt Nam truyền thống hơn, với những khuynh hướng đậm nét khổng giáo. 14, thoát khỏi mẹ chồng và những phán xét hà khắc của bà, bà Trương đã quản lý nhà cửa vườn tược như thể bà sinh ra để làm điều đó. Tuy vậy, sau khi đã nếm trải cuộc sống phố thị ở Hà Nội, với tất cả những thú vui Tây Phương, sự tĩnh lặng của miền thôn giã và những nghĩa vụ truyền thống mà bà đảm đương hẳn có vẻ đơn điệu lỗi thời. Bà Trương đã bỏ lại sau lưng thời cơ dự phần vào những vận hội mới mở ra cho nữ giới trong một xã hội quốc tế. Vợ của một người đàn ông hiện đại ở thành thị ngoài việc quán xuyến nhà cửa và coi sóc việc giáo dưỡng con cái có thể đứng bên cạnh chồng trong giao tế xã hội đây có vẻ là điều kỳ lạ khó thể có được đối với một thiếu nữ sống đời một người vợ và người mẹ việt nam truyền thống như những phụ nữ hàng bao thế kỷ trước bà phải chăng bà đã dám hy vọng một điều gì khác cho những cô con gái của mình nhận định về những cơ hội giáo dục mà bà áp đặt lên các con gái câu trả lời có vẻ là bằng lòng tuy vậy vào những lúc mà sự giáo dục của chúng xung đột với hệ thống tôn ti gia đình, nhiều thế kỷ truyền thống đã thắng thế. Nguyên tắc cơ bản về hành xử đúng mực, lối sống truyền thống đòi hỏi lòng trung thành với gia đình và với một nền văn hóa cổ xưa. Phụ nữ có bổn phận thuận theo tam tòng, trước hết phục tùng cha, kế đến là chồng và sau là con trai. Người phụ nữ cũng được khuyến khích thể hiện bốn phẩm hạnh: quản lý việc thu chi trong gia đình, đoan trang tao nhã, lời lẽ êm ái, và hành vi đoan chính. Những lý tưởng về bổn phận tề gia nội trợ của phụ nữ đã được phát biểu rõ ràng trong những văn phẩm tiếng Việt kinh điển, trong những sổ tay giáo dục gia đình bằng thơ. Được viết để đọc to theo nhịp trầm bổng cho dễ nhớ, chúng phát biểu những kỳ vọng về công việc quản lý gia đình và phẩm hạnh trong sạch. Đừng trò chuyện với đàn ông không họ hàng quen biết, đừng mờ lời chào hỏi, để đừng gợi nghi ngờ đừng qua lại giao du với đàn bà thất tiết, đừng vô duyên vô cớ thay áo quần, khi theo thùa khâu vá, đừng dừng nghỉ mũi kim, đừng hát hay ngâm thơ, khi không ai bên cạnh, đừng nhìn ra cửa sổ, với dáng điệu trầm ngâm, chấm chấm chấm, đừng rùn vai, đừng thở dài, đừng cười to khi chưa mở một lời, khi cười, chờ phô cả răng lời, đừng ngồi lê hay nói lời cay độc, 15 là con gái thứ. Lệ Xuân sớm hiểu rằng cô phải chiếu theo trật tự đã xác lập cha mẹ và những người lớn khác đã được tôn trọng và phục tùng và các chị em cô cũng vậy lệ xuân có vị thế thấp kém nhất trong gia đình nỗi bực bội với việc bị sai bảo đã bắt đầu khởi lên trong cô từ khi còn bé em trai tôi thường lấy việc trêu chọc tôi như một trò chơi tiêu khiển khi tôi còn nhỏ tôi ngồi xuống và nó nói ngồi xuống vậy là để chứng tỏ rằng không phải tôi ngồi vì nó đã ra lệnh cho tôi tôi đứng dậy nhưng liền đó nó nói đứng dậy cho đó làm tôi tức điên, 16. Một đứa trẻ khác có thể đã phản ứng khác hẳn, trở nên dễ bảo khi đã quen với hoàn cảnh thực tế của mình. Nhưng bà Nhu đã nhớ về thời thơ ấu như một quãng thời gian đầy tức tối. Bà khao khát sự chú ý và chấp thuận. Để có được nó, bà đã phải làm việc chăm chỉ hơn, khóc to tiếng hơn. Ngay khi là một cô gái nhỏ, bà đã tin rằng mình có quyền nhiều hơn thế. Việc học chính thức của Lệ Xuân bắt đầu khi một gia sư già quấn khăn xếp với hai ngón tay dính nhau đến nhà để dạy ba chị em cô. Mới 5 tuổi, cô đã được gửi vào trường nội trú ở Sài Gòn cùng chị mình. Lệ Xuân là đứa trẻ hiếu học và nghiêm túc. Em trai cô rất đỗi ghen tị với thứ hạng và trí thông minh tuyệt vời của cô. Khi xa cách, cậu nhớ cô như nhớ một người bạn chơi cùng. Nhưng khi cô trở về, cậu thường cảm thấy thất vọng bởi sự chênh lệch khả năng giữa hai người. Cậu không thích bị đối xử như một đứa bé một ngày nọ cậu thất vọng đến độ đã giật phát cây bút lông từ tay cô và ném vào đầu cô ngòi nhọn cây bút đâm thẳng vào trán cô lệ xuân chạy lên cầu thang với chiếc lông chim dính trên đầu và mực chảy trên mặt cô muốn để cho mẹ thấy em trai cô không phải đứa hoàn toàn ngoan ngoãn cô muốn hét lên mẹ của lệ xuân nổi giận nhưng không phải với con trai bà một đứa con gái biết cư xử không đời nào tỏ ra quyết tâm đến thế trong việc làm bẽ mặt người thừa tự của gia đình cô gái là người chịu phạt. Chương 4, gia đình ông Trương đã trở lại Hà Nội trước sinh nhật thứ 8 của Lệ Xuân. Cha cô đã được bổ nhiệm vào luật sư đoàn Hà Nội, công việc sáng giá nhất mà một luật sư Việt có thể nhắm tới trong chế độ thực dân. Mặc dù là một vinh dự, đó cũng là lời nhắc nhở về những sự lựa chọn hạn hẹp có thể có được ngay với một người Việt học thức nhất. Một, sau 7 năm ở vùng thôn quê miến Nam, Hà Nội là một thành phố lạ lẫm với Lệ Xuân người ta nói chuyện bằng cái giọng đầy hơi gió kiểu cách họ nhấn những tiếng trầm bằng những cú ngắt nghỉ nặng nề trong khi người miền nam chỉ cần nói lướt qua thức ăn thì kém ngọt hơn không còn có những khoanh dứ hoặc xoài nổi bồng bềnh trong bát canh món dùng với cơm trong hầu hết các bữa ăn nữa mỗi lần lệ xuân cắn một thứ gì kể cả thứ cô nghĩ mình biết cô vẫn phải thận trọng những cuộn chả giò giòn rụm ở miền nam được gọi là nem ở hà nội và nước chấm của chúng ở miền Bắc có vị cay khác hẳn. Vị cay của hạt tiêu đen làm nhột nhạt sóng mũi cô thay vì sức ấm nóng lan tỏa của quả ớt ở miền Nam. Ở Hà Nội, vệ xuân cảm thấy lạc lõng kỳ lạ vì một lý do khác, để tránh né những hệ lụy rắc rối về chủng tộc trong một thành phố đông đúc là việc khó khăn thậm tệ. Trong trường mực nào đó, sự giàu có và vị thế ưu tú của gia đình ông Trương giảm nhẹ sự kỳ thị ắt hẳn khốc liệt của một thành phố thực dân. Ngôi nhà của họ, số 71 đại lộ Gambetta, là một trang viên uy nghi, cao và hẹp với mái hai mảng, những căn phòng có đầu hồi, và cửa sổ trên mái. Trông nó cũng giống những ngôi nhà khác trong khu vực của họ, nhưng hầu hết thuộc về các gia đình Pháp. Thật ra, cả khu này được biết đến như là phố người Pháp. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà quy hoạch đô thị thuộc địa đã san lấp đầm lầy và tạo ra những đại lộ thanh thang che bóng bởi những hàng me một du khách người Anh đến Hà Nội đã miêu tả cái phong cảnh mà ắt hẳn là điều lệ xuân cảm thấy vào năm 1932, những ngôi biệt thự hoàn toàn Pháp, chơ gan cùng gió dập mưa vùi, và nếu không vì những cây cỏ, giàn bông giấy, ta có thể ngỡ đang đứng giữa một khu ngoại ô dễ thương nào đó ở Paris. Hai, Lệ Xuân chỉ nhìn thấy đời sống đô thị Việt Nam khi được trở ngang qua thành phố hoặc từ đằng sau cửa kính một chiếc Mercedes hoặc từ chiếc càng xe xích lô, một cỗ xe hẹp, mui trần lăn bánh bởi huồng đạp pedan của một người hầu. Việc len lỏi qua mớ bỏng bong lộn xộn của 36 phố phường mệnh danh phố cổ nằm về phía tây bắc nhà ông Trương sẽ dễ dàng hơn nhiều với một chiếc xích lô. Những ngôi nhà truyền thống dựng bằng vách đất và mái dơm. Những ngõ hẹp ngoài sức tưởng tượng nối liền các ngôi nhà, tạo ra một mê cung thật sự. Đằng sau những ô cửa tối ám, những người thợ thủ công cặm cụi với công việc từ tinh mơ đến tối trời, dệt lụa, rát bạc, hoặc đan lỏng, với cùng những thao tác hệt như cha ông họ. Những tiệm mì vỉa hè và những hàng quán tỏa mùi thơm nghi mút không gian. Mặc dù phố cổ cách nơi lệ xuân sống không đầy một cây số, dựa chúng là cả một vực thẳm ngăn cách. Người khá giả có thể ở trong những ngôi nhà gỗ mái ngói, nhưng số khác với nơi nương tựa kém vững vàng hơn, phải khốn khổ với những cơn mưa xối xả mùa hè và cái rét cắt ra mùa đông cuộc đại suy thoái càng khiến cho điều kiện sinh sống của người Việt ở Hà Nội thêm căng thẳng. Những nông dân rời bỏ miền quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội để rồi chẳng được gì. Những công rãnh lộ thiên và những khu nhà ổ chuột mở rộng ra ngoại vi thành phố. Bạo lực tràn ngập giữa những kẻ bất mãn, bé Lệ Xuân 8 tuổi đã có một trải nghiệm khác về sự bất công thời thực dân. Cô học một ngôi trường Pháp cùng với trẻ em Pháp và nói tiếng Pháp với cha mẹ ở nhà. Ông bà Trương và số ít người Việt có điều kiện như họ đã tham gia vào những trò tiêu khiển Tây Phương, như môn tennis và thậm chí yo-yo. Phụ nữ bắt chước mốt thời trang Paris, những áo cánh cổ thuyền mời gọi một cái liếc trộm vào làn da mềm mại bên dưới xương đòn, và khuôn phép lịch sự đã không còn đòi hỏi phụ nữ phải nai nịt ngực quá chặt. Phấn hồng, son môi, và nước hoa trở thành mốt thịnh hành cuộc sống xa hoa là một bàn tiệc thịnh soạn chảy tràn sâm banh pháp và nhạc sơ huynh rộn rã. Lệ Xuân muốn hòa hợp với môi trường mới mẻ xung quanh mình, nhưng bằng cách nào? Người bạn thân thiết nhất từ thời thơ ấu của Lệ Xuân cũng là một kẻ ngoài cuộc lạc lõng, một cô gái người Nhật. Nỗi bất hạnh chung của họ đã tạo nên một mối quan hệ lâu bền, và họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau suốt đời. Hầu hết những người Việt khác mà Lệ Xuân thường nhìn thấy thuộc vào số 20 người làm công trong gia đình, bao gồm đầu bếp, tài xế, bảo mẫu và người làm vườn. Cô gái nhỏ hiểu biết lịch sử Pháp khá tường tận để biết rằng con đường nhà cô, một trục lộ chính chạy từ đông sang tây xuyên qua thành phố, được đặt tên theo Léon Gambetta, một chính khách Pháp thế kỷ 19 tin rằng thanh thế của nước Pháp trên thế giới xoay quanh chủ nghĩa thực dân hung hăng trong việc đi xâm lược các dân tộc và đất đai. Người Pháp có mặt ở Việt Nam từ thập niên 1860 và bảy thập niên hiện diện của Âu Châu trên mảnh đất này chẳng là gì so với lịch sử một ngàn năm bắc thuộc của Việt Nam. Dù thế nào đi nữa, sự bất công thời thực dân đối với bé Lệ Xuân là một thực tế của cuộc sống. Thực vậy, người Pháp ngăn cấm dùng từ Việt Nam vốn ngụ ý sự thống nhất của một quốc gia. Để giữ cho quyền lực thực dân không bị sứt mẻ, người Pháp đã kìm hãm không cho Việt Nam trở nên quá mạnh vì vậy họ đã dùng thủ đoạn chia ra để cai trị chính quyền của quốc gia được chia làm ba phần, miền Bắc, Bắc Kỳ, và miền Trung, An Nam, là những lãnh thổ thuộc chủ quyền của người Việt trên danh nghĩa, hoặc lãnh thổ bị bảo hộ, của Pháp. Phần phía Nam giàu tài nguyên của quốc gia, Nam Kỳ, được cai trị trực tiếp bởi chế độ thực dân. Từ thuộc địa này người ta cắt ra những khu đất rộng lớn để sản xuất lúa gạo, cao su, và những sản vật giá trị khác. Để tài trợ cho chính quyền thực dân. Nhà nước Pháp dựa vào lợi tức từ những mặt hàng độc quyền mà nó kiểm soát, muối, rượu và đặc biệt là thuốc phiện. Người Pháp biết rõ thuốc phiện nguy hiểm thế nào, nhưng họ cũng biết sự nghiện ngập có thể mang lại lợi nhuận to lớn ra sao. Họ mở những trung tâm buôn bán thuốc phiện trong mọi ngôi làng. Những làng nào không đáp ứng chỉ tiêu doanh số của họ sẽ bị trừng phạt. Ba, sự thịnh vượng ở vùng thuộc địa Đông Dương có một mặt khuất tâm tối có những câu chuyện về những gia đình trong làng buộc phải bán con để trả những khoản thuế hà khắc. Điều kiện làm việc trong những xí nghiệp do người Pháp điều hành, trong những hầm mỏ hoặc trên những đồn điền cao su là địa ngục trần gian đối với những công nhân Việt Nam. Bệnh sốt rét và dịch tả hoành hành tràn lan và chỉ có vừa đủ gạo để bù đắp cho những ngày làm việc 12 tiếng ròng rã. Một công nhân tại đồn điền Michelin đã chứng kiến quản đốc người Pháp gọi những tên lính tới trừng trị bảy người muốn bỏ trốn, ông ta bắt những người bỏ trốn nằm phục xuống đất và khiến những tên lính chân mang bốt tán đinh dẫm đạp lên xương sườn họ đứng bên ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc bốn người ta kể rằng những ông chủ xí nghiệp thường nhốt con của công nhân trong những chiếc cũi tối tăm và chỉ trả chúng về vào cuối ngày làm việc cho những công nhân mình mẩy lấm lem dơ dáy lợi nhuận không phải là động cơ duy nhất khuyến khích người pháp tin rằng những nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đông dương là của họ để chiếm lấy họ tin rằng người Việt Nam thấp kém hơn về mặt sinh học. Năm, người Pháp gọi người Việt Nam, bất kể đến từ vùng nào, là Anamite. Từ này bắt nguồn từ tiếng Trung Quốc, nhưng với người Pháp nó nghe rất giống như unmai, nghĩa là sâu bọ hoặc kẻ ăn bám. Một từ khác họ dùng để chỉ người Việt, bất kể thuộc giai cấp nào, là nhà quê hoặc nông dân. Một cư dân thành thị có học thức sẽ nổi giận trước cái lối mô tả này nhưng những người thận trọng và những người giống như cha của Lệ Xuân, vốn có quá nhiều thứ để mất, không dám thể hiện sự bất mãn của họ. Gia đình ông Trương không tham gia vào bất kỳ hoạt động chống pháp công khai nào ít ra đến thời điểm này. Cuộc sống của họ quá sung túc để mạo hiểm, nhưng ngay cả như thế họ vẫn có thể thấy rằng chế độ thực dân đang bị thách đố gay gắt. Thời điểm gia đình ông Trương quay lại Hà Nội trùng hợp với thời điểm sau khi xảy ra khởi nghĩa yên bái cuộc bạo loạn ghê gớm nhất vùng mà người ta từng chứng kiến trong thời Pháp thua. Tháng 2 năm 1930, một nhóm người Việt theo chủ nghĩa dân tộc, Việt Nam Quốc dân đảng VNQ đã tấn công một bốt đóng quân ở miền Bắc Việt Nam, giết chết những sĩ quan Pháp trú đóng ở đó và chiếm một kho vũ khí. Để giữ vững quyền lực của mình. Người Pháp phản ứng bằng một cuộc phô trương uy vũ với ý định làm cho người Việt sợ hãi mà khuất phục trở lại chính quyền thực dân kiểm soát chặt chẽ những kẻ bị nghi ngờ phiến loạn, chém đầu những ai họ bắt được, và ném bom vào những đám đông tụ tập và những ngôi làng khả nghi. 6. Ngôi trường của bọn trẻ ở Hà Nội nằm kế bên dinh thự của quan toàn quyền Pháp. Tòa nhà màu nghệ Tây vẫn còn đến hôm nay nhưng được dùng làm văn phòng và phòng tiếp tân của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời lệ xuân, ngôi trường được đặt tên theo Albert Sarot, toàn quyền Đông Dương từ 1911 đến 1913. Mặc dù Sarot được ca ngợi bởi việc thúc đẩy cải cách giáo dục, động cơ của ông, từ căn đế, là một thí dụ khó chịu khác về sự thắng thế của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông tin rằng người Việt không thể được khai hóa cho đến khi tư tưởng, phong tục tập quán, và những thể chế của họ được phản ánh theo nước Pháp. Đối với Albert Sarot, người chiến sĩ tự xưng của công cuộc cải cách giáo dục bản địa người Việt Nam, sẽ xứng đáng được giải phóng khỏi sự cai trị của Pháp chỉ khi họ không còn khao khát là người Việt, nhưng là người Pháp da vàng. Bảy Lệ Xuân được dạy nói, đọc, viết, và suy nghĩ như một nữ sinh Pháp bé nhỏ. Cô học thuộc thứ tự các vị vua nước Pháp và ngày tháng tất cả những cuộc chiến giữa Pháp và Anh. Cô có thể đọc vanh vách những cánh rừng và những ngọn núi tuyết phủ mà thậm chí chưa từng nhìn thấy chúng. Cô làm bài kiểm tra về thi ca và chính tả tiếng Pháp nhưng không được học về di sản của đất nước mình. Lệ Xuân có bổn phận phải quên cô là người Việt và được khích lệ để tin rằng định mệnh của cô là trở thành một phần của một nền văn hóa khác, yêu Việt hơn. Giờ đây khi gia đình đã trở lại Hà Nội và bọn trẻ bận bịu với trường lớp, người phụ nữ của gia đình, bà Trương, có thể tận hưởng chút ít tự do. Thoát khỏi miền thôn quê truyền thống, áp lực sinh con đẻ cái, và sự can thiệp của mẹ chồng. Bà Trương có thể khám phá ý nghĩa của việc là một người phụ nữ Việt trong một kỷ nguyên của sự thể nghiệm và thậm chí buông thả, là điều không thể tưởng nghĩ chỉ một thế hệ trước. Phụ nữ Việt giờ đây có thể đứng cùng chồng ở những nơi công cộng như nhà hàng và vũ trường, không phải bó chặt bộ ngực sau tấm áo trùng, bà Trương đã có thể trưng diện sắc vóc của mình. Bà có thể mặc những bộ quần áo đặt may, chạy theo những mốt mới nhất như áo váy có viền ren cửa hàng bách hóa gothard ở góc phố Bớt bán bít tất lụa mũ và kẹp tóc sự thiên vị của người pháp với gia đình ông trương mang lại cho họ phương tiện kinh tế để theo đuổi tất cả những thú vui âu châu ở hà nội một chiếc mercedes có tài xế riêng đưa họ đi xung quanh thành phố họ ăn trong những nhà hàng trung hoa trang nhã nhất thành phố và xem những bộ phim mỹ và pháp ở rạp cine rạp palace hiện đại và đắt đỏ nhất trong số bảy rạp chiếu bóng ở hà nội nhưng ngay cả người Việt nghèo nhất ở thành thị vẫn có thể xem phim. Có một dạp trung hoa bên kia thành phố, nơi mọi người ngồi xổm cùng nhau trên những thanh gỗ, vươn cổ ngoẹp đầu để nhìn rõ màn ảnh. Có một loại vé thậm chí rẻ hơn nữa dành cho những ai sẵn lòng đứng ở phía ngược màn hình và xem những hình ảnh lập lòe từ sau ra trước. Tám Vào những chiều thứ ba, bà Trương mở tiệc chiêu đãi ở nhà. Khách là người Việt và người Pháp và sau năm 1939 là người Nhật đàn ông và đàn bà thoải mái trộn lẫn vào nhau sau những tuần bánh và rượu cốc tai trong phòng khách tất cả những nhân vật quan trọng hoặc một ngày nào đó sẽ quan trọng đều tham dự tiếng cười và trò chuyện trôi lơ lửng trên những ngọn đèn trùng pha lê và cuộn lên cầu thang đến chiếu nghỉ nơi những đứa trẻ đang thu mình nghe lỏm chuyện người lớn bên dưới bà trương đang thích nghi với truyền thống có từ thời cách mạng pháp của những phụ nữ tinh anh chủ trì những cuộc họp salon nơi khách khứa có thể tham gia vào những cuộc tranh luận đầy trí tuệ về nghệ thuật văn chương và thậm chí chính trị những người đàn ông quyền thế luôn luôn có mặt trong những cuộc hội họp tại nhà bà trương nhưng những quan điểm về bình đẳng nam nữ và nữ quyền đã trở thành phương tiện biểu đạt để tranh biện về một đề tài khác một đề tài quá nguy hiểm để bàn luận công khai giải phóng việt nam khỏi chủ nghĩa thực dân pháp ở đó những cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò thích đáng của phụ nữ giá trị của giáo dục đối với nữ giới và sự cân bằng giữa tổ ấm gia đình và đời sống công cộng nhưng tại căn đề của tất cả những câu hỏi này là một vấn đề lớn lao hơn nhiều làm thế nào để việt nam có thể trở nên hiện đại và tự do tôi đã kỳ vọng tìm được nhiều thông tin về những cuộc họp mặt thứ ba của bà trương trong những văn khổ của france hay mật vụ pháp lừng danh nhưng thay cho tin tức tình báo về những con người nguy hiểm bà đã tiếp đãi và những tư tưởng nguy hiểm đã luận bàn tôi tìm thấy một sự mô tả thô tục về cuộc sống của vợ chồng ông Trương. Không có gì trong những tập hồ sơ tiếng Pháp xác nhận ý tứ về sự vinh quang mà bản cáo phó của ông bà Trương mô tả rất nhiều năm sau. Sự thực hoàn toàn trái lại, tướng quân đội Pháp George Ai Mé miêu tả cha bà Lệ Xuân, ông Trương, là người khá còi cọc, một khí lực ẻo là không làm thỏa mãn được vợ mình. Lời tử tế nhất tôi có thể tìm thấy về ông Trương trong văn khố miêu tả ông, thông minh, đúng hơn là tinh tế điều đó có vẻ khác xa bức chân dung về một nhà ngoại giao lỗi lạc vào lúc chết nhưng mô tả về bà trương làm tôi sốc nhất vợ ông trương đẹp và rất hấp dẫn giữa người an nam với nhau người ta biết rằng bà là người chỉ huy điều khiển chồng mình điều đó không có gì đáng ngạc nhiên ngay khi hai bên thái dương đã điểm hoa dâm bà trương luôn trông có vẻ vương giả và tự chủ trong những tấm hình mà tôi đã xem nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tấm hình nào lột tả khía cạnh hoang dại trong tính cách của bà mà theo mật vụ Pháp, nổi tiếng khắp Đông Dương. Bà cũng nổi tiếng không kém với, tham vọng lì lợm cũng như tính cách culture utility lang trả với những người có uy thế thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Những báo cáo tiếng Pháp đã điểm danh những tình nhân của bà, bao gồm một con người xuất chúng và nguy hiểm nhất. Một thời gian sau khi đến, vào năm 1939, nhà ngoại giao Nhật Bản Yokoyama Masayuki đã phản bội người vợ Pháp của ông vì bà Trương. Đổi lại, bà đã được miêu tả là còn hơn cả nhân tình của ông. 9. Bà Trương đã trở thành cánh tay mặt của lãnh sự Nhật ở Hà Nội. Đối với người Pháp, việc một phụ nữ thông minh và tham vọng như bà Trương lựa chọn người Nhật thay vì người Pháp là một dấu hiệu đáng ngại. Bà đang làm những gì có thể để giúp giữ vững vị thế tốt đẹp của gia đình trên cồn cát chính trị biến động không ngừng đủ thứ luận điệu đã được truyền đến Paris trên những tờ giấy vỏ hành phai màu và được lưu trữ như những mẩu chuyện tầm phào của các nhà ngoại giao cho hậu thế. Theo một lời đồn thổi đã trở thành câu chuyện phía bên ly cà phê của nhiều người nhiều năm về sau, trong số nhiều nhân tình của bà Trương ở Hà Nội có một người đàn ông tên Ngô Đình Nhu. Người, ông Nhu đang tiến gần đến tuổi 30 khi được giới thiệu với cô Lệ Xuân 15 tuổi vào năm 1940. Là một người đàn ông độc thân với gia thế tốt đẹp ở Huế. Dáng vẻ điển trai của ông càng tăng thêm cùng với tuổi tác và trải nghiệm. Họ đã gặp nhau trong khu vườn nhà ông Trương ở Hà Nội. Ông Nhu vừa trở về Việt Nam sau gần một thập niên học hành ở Pháp. Tấm bằng đầu tiên ông có được là về văn chương. Sau đó, trong khi đang theo học ngành quản thủ thư viện, ông đã lấy một bằng cấp về cổ tự học từ trường Pháp điển quốc gia danh giá ở Paris. Ông Nhu đang bắt đầu một vị trí tại cơ quan văn khố Hà Nội khi ông gặp lệ Xuân. 11. Tất cả những điều đó có vẻ mang tính sách vở và nhỏ nhặt với một người giàu kinh nghiệm. Nhưng với Lệ Xuân, bấy giờ vẫn đang học trung học và chưa bao giờ ra khỏi đất nước. Trải nghiệm ở hải ngoại của ông Nhu mang lại cho ông một nét hấp dẫn kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân sẽ giải phóng cô khỏi những nỗi bẽ mặt hàng ngày mà gia đình cô gây ra có vẻ như với lệ xuân một người đàn ông ham mê sách vở hơn chính trị sẽ là nỗi khuây khỏa sau những trò chơi hai mặt và phản bội mà bà đã chứng kiến trong cuộc hôn nhân của chính cha mẹ mình việc ông nhu mỉm cười nhiều hơn nói chuyện có vẻ là một biểu hiện tốt nữa kết hôn là bước tiếp theo với một cô gái có giáo dục và lệ xuân không nghĩ cô hơn ông nhu về điểm này ngặt nỗi ông nhu thuộc về một gia đình công giáo kiên trung trong tầng lớp tinh anh Việt Nam thì người công giáo chiếm thiểu số và có phần kỳ lạ. Tuy vậy, điều đó khá tốt với kỳ vọng của một người con gái thứ như cô. Ông Nhu là con trai thứ tư trong gia đình. Cha ông, Ngô Đình Khả, đã từng nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình Huế. Nhưng vào thời điểm ông Nhu chào đời năm 1910, người Pháp đã phế chất vị hoàng đế mà ông phụng sự. Vì lòng trung thành với chủ ông đã từ chức và đưa ra quyến về quê nuôi trâu và trồng lúa. Một bước lùi đáng chú ý, nếu không nói là đáng khâm phục. Thái độ phản kháng sự can thiệp của pháp vào chính sự Việt Nam đã củng cố một ý thức danh dự và trách nhiệm dân tộc của gia đình những phẩm cách đã được truyền thừa cho cả sáu người con trai của ông. Mỗi sáu giờ sáng, chín người con của ông khả tập hợp lại. Sau đó, đến trường, ông cũng bảo ban họ siêng năng làm việc đồng áng lấm lem bùn đất cùng những nông dân địa phương. Mặc dù bản thân ông khả mặc áo tròn lụa truyền thống của một người có học và để móng tay dài năm phân như một biểu hiện của vị thế quan lại, ông không ngừng của trách các con trai rằng một người đàn ông phải thấu hiểu đời sống của nhà nông. Ông khả đích thân giám sát việc học hành của các con trai, ở trường và ở nhà. Ở trường, ông yêu cầu họ theo chương trình Âu Châu. Ở nhà, ông dạy họ tiếng phổ thông kinh điển, chữ nho ngoài sự chú trọng về học thuật nhà ông khả là nơi học tập về quan điểm chính trị chống pháp theo dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ông nhu và lệ xuân gặp nhau lần đầu tiên những người anh trong gia đình họ ngô đã xác lập những sự nghiệp lỗi lạc người anh cả bấy giờ đang làm thống đốc tỉnh người anh thứ hai đang trên bước đường trở thành một trong những vị giám mục công giáo đầu tiên ở việt nam người anh thứ ba thành viên trực tiếp góp bàn tay vào việc nhào nặn tương lai dân tộc là tổng thống tương lai của miền nam việt nam ông ngô đình diệm trong những cuộc phỏng vấn về sau với các ký giả tây phương bà nhu thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà với ông nhu là vấn đề thực tế không phải chuyện yêu đương lãng mạn tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào bà thú nhận với charlie moore của tạp chí tam tôi đã đọc những thứ đó trong sách vở nhưng tôi không tin chúng thật sự tồn tại hay có lẽ chỉ với một số rất ít người mà thôi 12, nhưng cô gái trẻ Lệ Xuân là một diễn viên có tài, và cô biết nhận ra một vai diễn phù hợp. Năm 1940, ngay trước khi gặp ông Ngu, những nữ sinh trưởng múa ba lê Madame Pamentier đang chuẩn bị diễn vở Bạch Tuyết. Những nữ sinh người Pháp và Việt khác từ chối đóng vai mụ phù thủy gớm ghiếc, nhưng Lệ Xuân đã nhìn thấy tiềm năng trong vai diễn này. Cô hẳn không bao giờ được cho đóng Bạch Tuyết, vai đó sẽ vào tay một cô gái Pháp da trắng song cô vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu bằng một vai diễn độc ác xuất sắc. Lệ Xuân đã nhìn thấy ông Nhu như một cơ hội, bất luận vì tình yêu, tham vọng, hay là lợi dụng lẫn nhau. Lệ Xuân và ông Nhu đã đính ước không lâu sau buổi gặp gỡ trong vườn. Họ đã đính hôn trong ba năm, một truyền thống của người Việt, mặc dù việc đó không phải theo ý của cha mẹ Lệ Xuân. Nhưng trong quãng thời gian ấy, từ 1940 đến 1943, cái thế giới mà Lệ Xuân Hằng biết đã hoàn toàn thay đổi. Thế chiến thứ hai đã nổ ra ở Âu Châu, sự bại trận của nước Pháp đã gần như cắt phăng Đông Dương khỏi mẫu quốc. Chính quyền VC ở Pháp cho phép Nhật Bản chuyển quân đến miền Nam Trung Quốc thông qua Bắc Việt, xây dựng những sân bay, trưng thu lương thực, và đóng 6.000 quân ở Bắc Kỳ. Những nhà ngoại giao Nhật, người thông môn, những chuyên viên tình báo và doanh nhân người Nhật đã chiêm giữ những vị trí danh dự trong những cuộc họp xa lông chiều thứ ba tại nhà ông Trương, và những tay thực dân Pháp ở Đông Dương rất lấy làm khó chịu về điều này. Họ đơn giản là không thể, hoặc không chịu tin rằng sự đầu hàng của họ ở Âu Châu đã làm phương hại đến quyền cai trị của họ ở Đông Dương. Vì vậy trong một thời gian, người Pháp gắng sức níu kéo cuộc sống thường ngày của mình, giữ lại những người hầu, ăn mặc trang trọng trong bữa tiệc tối và tụ tập tại các quán cà phê để tán gẫu về những chuyến du ngoạn cuối tuần về miền biển hoặc người thắng tại các cuộc đua ngựa. Người Pháp có thể đã trao chứng từ tài sản thuộc địa của họ ở Đông Dương cho người Nhật, nhưng trong 5 năm tiếp theo, họ sẽ tìm mọi cách để giữ thể diện cho mình. Lá cờ Pháp vẫn tiếp tục phất phới. Những tiệm bánh, bị cắt mất 20.000 tấn lúa mì nhập khẩu hàng năm, vẫn gắng gượng dựng lên một ảo tưởng cuối cùng, đã nổi bánh mì từ bắp và gạo. Đông Dương là khu vực Đông Nam Á duy nhất dưới sự kiểm soát của Nhật Bản cho phép những người thực dân da trắng lưu lại. Năm 1942, phiếu lương thực đã được cấp cho những người Ấu Châu để cung cấp gạo, muối, đường, dầu ăn, xà phòng, diêm, thuốc lá, tốt và nhiên liệu cho họ. Người Pháp vẫn được thiên vị với những thứ như thịt và sữa đặc, họ được ưu tiên cung cấp trước nhất. Tất cả những điều này được biện hộ trong tư duy thời thực dân bởi quan niệm rằng người An Nam đã quen với chế độ ăn uống đơn điệu, trong khi người Âu châu sẽ ngã bệnh với khẩu phần ăn kém đa dạng. Mặc dù gia đình ông Trương thật ra không phải chịu khổ, họ đã bị tước đi những thứ hàng hóa xa xỉ mà họ đã quen dùng. Nhưng nhà ông Trương là bậc thầy về những thủ đoạn chính trị và họ xoay sở khá tốt ít ra trong một thời gian sự thâm nhập của người Nhật vào chế độ trên danh nghĩa của Pháp đã tạo nên một tình trạng chính trị khá rối ren. Ai là kẻ đang nắm quyền, người phương Tây hay người châu Á? Ai sẽ cảm thông hơn với những nguyện vọng dân tộc chủ nghĩa của người Việt? Gia đình ông Trương cố gắng vun đắp những tình bản quan trọng với cả hai phía, nhưng rốt cuộc họ đã chọn chia sẻ số phận với người Nhật dưới ngọn cờ, tình huynh đệ gia vàng người Nhật khuyến khích người Việt Nam tự coi mình như một phần của khối thịnh vượng Trung Á Châu được lãnh đạo bởi Nhật Bản, tất nhiên. Ít tham người Nhật không quả quyết sự yêu Việt dựa trên màu da của họ. Mẹ của Lệ ân đã đăng ký những khóa học tiếng Nhật, và tình yêu của bà với Yokoyama, phái viên của Hoàng đế sứ Mặt Trời Mọc ở Hà Nội, đã sớm được tường thường. Năm 1945, tình nhân Yokoyama của bà được bổ nhiệm làm công sứ An Nam, và Trần Văn Trương, chồng bà được để bạt vào nội các chính phủ bù nhìn của Nhật Bản. 1943 Trần Lệ Xuân, 19 tuổi, trong trang cô dâu tại Hà Nội. Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu kết hôn trong tuần đầu tiên của tháng 5, 1943 tại Thánh đường Sên Joseph ở Hà Nội, hay như cách gọi của dân Hà Nội, nhà thờ lớn. Đó là lần thứ hai Lệ Xuân đặt chân vào giáo đường mang phong cách tân vô tích cao chót vót này. Lần đầu là vào ngày trước đó để làm lễ cải đạo sang công giáo. Cô mang tất tay dài và một chiếc khăn choàng đăng ten quấn quanh mái tóc đen và chảy dài xuống đôi vai. Lời tuyên dương đức tin, mà lệ xuân đọc to, khẳng định niềm tin mới của cô vào Thiên Chúa, Chúa giê -xu, Chúa Thánh Thần, và giáo hội cùng tất cả những phép bí tích của nó. Vị Linh Mục vừa đọc nhân danh cha, và con, và Thánh Thần vừa dưới nước thánh lên chán lệ xuân ba lần, sau đây mọi tội lỗi của cô đã được rửa sạch. Tiếp đó lệ xuân được đặt tên thánh người ta chọn tên lucy theo tên thánh lucia thánh bản mệnh của người mù là một người cơ đốc giữa những kẻ ngoại giáo lucy đã chọn giữ mình đồng trinh và tự chọc mù mắt thay vì lấy một kẻ ngoại giáo nét đẹp nhất của lễ xuân đôi mắt long lanh của cô mở to trong suốt buổi lễ một thái độ thận trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải dè chừng hầu hết thời gian tính ưa dâm dục sự tự mãn và kiêu căng một thời gian trước lễ cưới và sau những cánh cửa đóng kín, gia đình chú rể đã trả một món tiền thách cưới của hồi môn cho gia đình lệ xuân. Theo truyền thống, số tiền này là để bù đắp cho sự mất mát của gia đình sau khi cô dâu xuất giá. Việc nhà trương là một gia đình giàu có ở thành thị không làm thay đổi phong tục này. Nhà họ ngô có hồi trả hoàn toàn bằng tiền hoặc bằng những vật dụng thiết thực, quần áo, đồ trang sức, thịt và trà. Số tiền hồi môn dành cho Lệ Xuân được quyết định bởi vị thế gia đình cô, và nhờ sự thay đổi lòng trung thành của mình, vị thế của gia đình ông Trương quả thực vẫn rất tốt đẹp giữa một Hà Nội bị Nhật Bản chiếm đóng. Khu vườn nhà ông Trương biến thành một ốc đảo vương giả dành cho buổi tiếp khách sau lễ cưới. Không khí buổi đầu tháng năm thơm ngát với những bông hoa huệ tây nở rộ và hoa đại nồng nàn. Những phụ nữ diện quần áo lụa và mỹ phẩm được cấp hạn chế một số người có thể lôi từ trong kho những bộ trang phục được giữ gìn kỹ lưỡng từ thời của những bữa tiệc thành thơi, trước khi cơn lốc chiến tranh ập đến. Số khác ăn vận rõ ràng là hàng lậu thuế, những phụ nữ biết chọn đàn ông khôn khéo trưng diện những mốt mới nhất. Tình cảnh thiếu thốn của thời chiến tuy vậy vẫn không cắt đứt nguồn cung cấp rượu sâm banh pháp của gia đình ông Trương. Nó chảy tràn vào những chiếc ly có chân kêu lanh canh của những thực khách, đó là, như bà Nhu băng khuâng nhớ lại, tất cả Hà Nội, tức là tất cả những nhân vật quan trọng ở Hà Nội vậy. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về cô dâu 18 tuổi khi cô bước vào khu vườn. Trong bức ảnh cưới trang trọng của Lệ Xuân, chụp vào ngày cưới của cô, nét mặt cô bình tĩnh và nghiêm trang. Hai bàn tay cô đan lại phía trước nhưng bị che khuất khỏi ống kính camera bởi những ống tay áo rộng của chiếc áo cưới truyền thống phần rộng của chiếc áo lụa đỏ được thêu những ký tự tiếng hoa vì hạnh phúc lứa đôi và lấm chấm những bông hoa nhiều họa tiết thanh tú. Những giải băng vàng vương giả vòng quanh cổ và hai ống tay áo, một phong cách phù hợp với con gái của một công chúa hoàng tộc. Một trái tim lớn bằng ngọc bích dạng rỡ trên chiếc vòng cổ của cô, đôi khuyên tay hoa hồng bằng kim cương trang nhã tuyệt vời. Chiếc khăn đóng màu đen xếp nếp trên trán, mái tóc trẻ ngôi giữa và cuốn thành lọn quanh đầu mắt long lanh viền phấn và đôi mày kẻ thật kỹ, đôi môi lấm vết son, và má đánh phấn hồng. Cô trông như một búp bê sứ sẽ dạn vỡ ngay khi đánh bảo nở nụ cười, nhưng một mối thông gia bền vững như thế này là một vấn đề hệ trọng. Lệ Xuân đã sắm vai trò của mình một cách không thể chê trách. Từ đây trở đi, cô sẽ là bà Nhu. Trương năm, nhiều tháng trôi qua, tôi đã gửi cho bà Nhu những bức thư nhã nhặn hơn, tự giới thiệu bản thân và cho bà biết về lai lịch của tôi tôi muốn nói chuyện với bà, tôi viết. Tâm trí tôi khuấy tung một danh sách bất tận những lý do giải thích vì sao bà đã không trả lời tôi. Lỡ đâu bà Nhu không thấy thoải mái với sự chú ý như tôi tưởng thì sao? Thậm chí có thể bà còn không biết mình là rồng cai nữa. Tôi đã mơ màng hình dung về cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi. Tôi thấy mình đang bay tới Pháp, ngồi trên chiếc đi văng bọc nhung của bà, tán chuyện qua một tách trà bằng xứ và những chiếc kẹo bạc hà ngọt ngào nhưng càng lúc tôi càng phải huy động nhiều nỗ lực hơn để bám giết niềm hy vọng của mình vào cùng một điểm xuất phát như vậy mỗi ngày. Tôi thật sự nghĩ mình đã hình dung ra mọi kịch bản khả dĩ về việc làm thế nào và khi nào bà Nhu sẽ quyết định liên hệ với tôi, nhưng tôi đã sai. Một buổi sáng thứ bảy của tháng 6 năm 2005, khi chồng tôi vẫn đang ngủ say, một dấu cộng màu hồng rõ rệt, không thể lầm lẫn hiện ra trên que thư. Tôi đã có thai. Đó là một điều gây choáng váng vì vợ chồng tôi đã từng cố gắng đủ mọi cách để có con. Những cuộc hẹn với bác sĩ xét nghiệm máu, làm siêu âm và nhiều ý kiến khác đều đưa đến lời chẩn đoán đáng sợ về hội chứng buồng trứng đa nang. Người ta nói rằng nếu không có sự can thiệp y học, việc thụ thai đối với tôi gần như là không thể. Ấy vậy mà, tôi đang đứng đó, nhìn trong chọc vào chiếc que ướt trong cú sốc hoàn toàn, thì chuông điện thoại nhà bếp reo vang bông rua, một giọng gây bối rối vang lên trong ống nghe. Cô đi Mary, tôi hầu như không kịp kim một tiếng, ôi, giờ làm sao mà nuốt lại cho được. Tim tôi nhảy trồm trong lồng ngực, lẽ nào là người mà tôi đã nghĩ hay sao? Nếu không thì còn ai nữa? Tôi lập tức tự hỏi có phải mình đang mơ chăng? Xin hỏi có phải bà Nhu đấy không? Làm bộ lạnh lùng xa cách lúc này thật chẳng có ý nghĩa gì. Rồng cái đang gọi điện, và tôi thì đang mang thai. Vâng, đó là bà Nhu. Nhưng một lô một lốc những câu hỏi xối xả ập đến tôi, chúng ngay lập tức kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng sung sướng. Cô có phải là nhân viên chính phủ không? Không, không, cho chấn an bà. Thế thì chồng cô, hoặc là cha cô, hay ai đó trong gia đình cô, tôi hứa với bà rằng không có bất kỳ ai trong gia đình tôi từng làm việc cho chính phủ cả. Thế thì cô có thường làm việc cho cảnh sát, hay có lẽ là New York Times? Cái lối chất vấn này nghe ra như lời lẽ điên rồ của một ai đó nhưng tôi nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi. Rốt cuộc, bà Nhu đã tỏ ra hài lòng, Bon, bà nói sành mạch, bỏ qua chuyện đó đi. Tốt, sau đó bà đưa ra những quy tắc cơ bản, bà Nhu sẽ là người gọi, bà sẽ không cho tôi số điện thoại, bà sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai khác bắt máy, bà sẽ chờ máy. Và bà sẽ tuyệt đối không để lại tin nhắn nào trên máy trả lời. Tôi dễ dàng đồng ý với mọi điều kiện đó, biên su, tất nhiên, thưa bà. Tôi sẽ gọi lại trong ba ngày, bà Nhu và tôi bắt đầu nói chuyện qua điện thoại một cách khá thường xuyên. Tôi sẽ biết người gọi đến là bà khi mục ID của người gọi hiện chữ, không liên lạc được. Bà thường gọi vào thời điểm gần trưa với tôi và sầm tối với bà, nếu xét đến bảy múi giờ tranh lệch giữa chúng tôi. Bà có thể bắt đầu bằng một mẩu chuyện lịch sử Việt Nam mà bà nghĩ là tôi biết. Đôi khi bà tự lặp lại chính mình bà kể lại những truyền thuyết việt nam ai ai cũng biết về những nữ anh hùng việt nam như chị em bà trưng hoặc bà triệu đánh đuổi bọn xâm lược trung hoa tôi khá chắc rằng đó chỉ là một lý cớ bà ấy đang kiểm tra để tìm hiểu về tôi những câu chuyện sẽ nhường chỗ cho những câu hỏi về gia đình tôi tôn giáo tôi và hiểu biết về kinh thánh của tôi không có câu trả lời nào của tôi có vẻ khiến bà hoàn toàn hài lòng tôi hiểu ra rằng tốt hơn nên để cho bà nhu nói bà sẽ lưu lại lâu hơn trên điện thoại, và điều đó chắc hẳn sẽ đưa bà quay trở về quá khứ. Từ đó tôi có thể khơi ra những mảnh chuyện nhỏ về thời thơ ấu của bà và hỏi bà những gì bà còn nhớ về những thời kỳ khác nhau mà đời bà đã trải qua. Nhưng khi tôi đặt một câu hỏi mà bà Nhu thấy có vẻ quá thăm dò, bà liền chặn tôi lại. Đó có thể là một câu hỏi phù phiếm về cuộc sống trong cung điện ở Sài Gòn chẳng hạn. Tôi đã nghe đồn rằng bà có những cái nhà vệ sinh bằng vàng khi tôi hỏi bà về điều đó bà gọi tôi là đứa trẻ ngớ ngẩn nếu tôi cố hỏi về chế độ đã nhốt những nhà sư phật giáo và những sinh viên đại học trong những cái chuồng cọp dơ giấy nhục nhã bà bảo tôi hãy thận trọng với những nguồn tin của mình những địch thủ chính trị của chế độ bà bà nói với giọng thật sự tức giận đã bị cộng sản lừa bịp tôi thố lộ với bà nhu về việc tôi có thai sau khi hai vợ chồng tôi đã thông báo với gia đình nhưng trước khi chúng tôi chia sẻ tin này với nhiều bạn bè mình một cách gần như là bẽn lẽn. Tôi kể với bà về sự trùng hợp đáng kinh ngạc về việc bà đã gọi tôi vào ngay sáng hôm đó và chuyện mang thai với tôi khó khăn đến mức độ nào. Bà nhu ngập tràn cảm xúc. Me, se me pilo, tu, diệt vời. Bà gần như hét lên lời tán thưởng. Thật là đúng như tôi nghĩ. Bà nhu ấp úng. Nó xác nhận điều tôi đã hoài nghi. Tôi hơi ngạc nhiên trước tất cả tình cảm mà bà đang thổ lộ với tôi. Đó là một cách nói lời chúc mừng kỳ lạ nhưng tôi còn có thể nói gì hơn là, Maxi, tình thế thật lúng túng và còn hơn nữa không lâu sau đó, bà Nhu nói những lời tiếp theo trầm chậm, chậm trong điện thoại, như thể bà đang chia sẻ một bí mật với tôi. Cô là một thiên thần, cô đã được gửi đến để giúp tôi hoàn thành hồi ký của mình và nhờ đó mọi chuyện sẽ được tiết lộ." Tôi không ngây thơ, tôi tiếp nhận những lời bà Nhu với một thái độ rất hoài nghi. Tôi nào phải thiên thần nhưng còn hồi ký, cuối cùng bà đưa ra lời hứa về những chi tiết cá nhân nơi bà gặp gỡ chồng lần đầu tiên, đám cưới diễn ra thế nào, và những trò chơi mà bà chơi đùa với con mình. Tôi hoàn toàn bị dụ hoặc bởi ý nghĩ này, nếu bà thích nghĩ rằng tôi đã được Chúa gửi đến, có thể điều đó sẽ khích lệ bà cười mở hơn với tôi. Những quyền hồi ký thật là trêu ngươi, đặc biệt khi, như bà đã tự hào bảo tôi, chúng sẽ soi sáng tất cả những bí ẩn bà Nhu đã là chứng nhân sống động của việc nhào nặn lịch sử và những mưu toan chính trị ở những cấp cao nhất. Tôi hơi thích thú với ý nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi đã được chọn, nếu không bởi Chúa, thì bởi bà Nhu vậy. Tôi đã tự huyễn hoặc mình, tôi thật không sao phân định được liệu tôi có thật sự thích nói chuyện với bà Nhu hay chỉ thích cái ý nghĩ sẽ nói chuyện với bà. Cảm giác này chỉ đơn giản là hồi hộp như những đoạn đầu của một chuyện tình lãng mạn. Bà là người dẫn dắt, và tôi đi theo. Chương 6, tôi là thính giả hoàn hảo đối với bà Nhu. Tôi háo hức để được bà chấp nhận. Tôi tuân thủ những quy tắc của bà. Và tôi thường tin vào những gì bà kể với tôi. Bà ấy nói dối để làm gì cơ chứ? Và sự tự đánh giá khắt khe về tính cách thời trẻ của bà khiến cho tất cả mọi điều đâm ra đáng tin hơn. Tôi hãy còn trong những ngày tháng ngu ngơ vô ý thức, bà Nhu trầm ngâm với tôi về người phụ nữ đã từng là bà vào một ngày tháng 12, 1946. Ở tuổi 22, bà đã làm mẹ khi vẫn là một cô dâu rất trẻ. Sau đám cưới ở Hà Nội vào năm 1943, bà Nhu theo chồng về nhà ông ở thành phố Huế. Chuyện cổ tích kể rằng thành phố này đã mọc lên từ một hoa sen giữa bùn. Lịch sử thay vì vậy ghi công trạng sáng lập nên kinh đô Việt Nam năm 1802 cho một trong những tổ tiên của bà Nhu, Hoàng đế Gia Long. Cách biển Đông ở miền trung đất nước 700 cây số về phía Tây Nam thành phố là trung tâm của trí tuệ và tinh thần Việt Nam. Ngôi biệt thự hai tầng nhà ông Nhu thuê từ một thành viên khác trong gia đình nằm lừng lưỡng giữa khu hiện đại của Huế. Nó an ngữ một góc của cái từng được mệnh danh là khu tam giác, một cộng đồng dân cư và kinh doanh sầm uất được gọi tên theo hình thù bất quy cách của nó, giáp con kênh ở một mặt và mặt còn lại là cổng phát lát. Từ những ngưỡng cửa sổ nhà mình, bà Nhu có một tầm nhìn hoàn hảo về cố đô. Về phía bắc, khung cảnh buổi sáng tháng 12 lạnh lẽo trông như mọi ngày bất kỳ khác. Ngọn cờ trên tháp bay phất phới, những bức tường của ngôi cổ thành vẫn đứng lửng lưỡng, chín khẩu thần công, biểu tượng sự bảo vệ thần kỳ của thành phố Huế, hoàn toàn không chĩa vào đâu cả. Những giọt sương đọng trên lớp thép lạnh của chúng, nhưng mặt phía nam của cầu Clemeno thì yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những ngõ nhỏ quanh co vắng lặng, vào thời điểm này của buổi sáng lẽ ra đã có một nhịp điệu rộn ràng đều đặn những chiếc xe đầy và người người qua lại. Không con thuyền nào lênh đênh trên dòng kênh An Cửu, không có tiếng giao của những người bán hàng rong, và không có làn khói từ ngọn lửa nấu nướng bập bùng trên những ngôi nhà gỗ thấp lè tè chạy dài đến hết ranh giới thành phố. Những cánh cửa sổ đóng kín im ỉm như để chở che tất cả những người ở đằng sau chúng. Khuya êm trước, tiếng ầm ầm đằng xa vang vọng khắp thành phố trong nhiều ngày đã biến thành những cơn sóng gầm đinh tai nhức óc làm lung lay dữ dội những ô kính cửa sổ bà nhu khi đó biết rằng họ đã làm ngơ lệnh tàn cư của các quan chức thành phố bấy lâu nhưng về việc ai đang đánh nhau ngoài những đường phố kia only norris không ai biết cả người việt nam vẫn đang trao đảo bởi tất cả những cú sốc mà đất nước họ đã trải qua trong năm cuối cùng của thế chiến thứ hai do nhu cầu về lao động không thể thỏa mãn và sự đói khát vô độ các nguồn nguyên liệu thô, người Nhật đã áp đặt chế độ trưng thu lương thực với cường độ gấp 2 hoặc 3 lần người Pháp, hủy hoại nguồn nhân lực và tài nguyên vùng nông thôn. Những nông dân sắp chết đói ăn cả vốn liếng hạt giống, có nghĩa là họ sẽ gieo trồng ít hạt hơn. Sản lượng lúa xa sút do thời tiết đặc biệt tồi tệ, và một trận đói khủng khiếp đã ập xuống miền Bắc Việt Nam năm 1945. Ở các vùng đô thị, người ta có thể phân phối ở nông thôn mọi người bị cắt khẩu phần và bỏ mặc cho chết đói hàng hàng lớp lớp những thây ma biết đi tràn vào các thành phố trước hết là đàn ông lê lết theo sau họ là những phụ nữ quắt queo những đứa trẻ bụng to và những người già đôi chân khẳng khiu. những cánh đồng mà họ đi qua vắng lặng điều hưu ngay cả chim chóc cũng không thể sống sót nạn đói đã phá hủy chuỗi lương thực ở mọi cấp những kẻ chết đói bươi đào bọ và dế để bổ sung chất đạm. Họ ăn cỏ, lá và thậm chí cả vỏ cây cũng không từ. Mỗi ngày, hàng trăm tử thi, những người chết đói nằm bên vệ đường, được gom lại để tiêu hủy. Các sử gia ước tính nạn đói khủng khiếp này đã cướp đi trên 2 triệu sinh mạng. Những người Việt mà ban đầu bị khước từ bởi mối liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Đông Dương giờ đây đã được Việt Minh lôi kéo. Không có ai khác dù là người Pháp, chính quyền, độc lập, do nhật dựng lên và tất nhiên không phải là người nhật làm bất kỳ điều gì để giảm nhẹ nỗi đau đớn và thống khổ ở vùng nông thôn bà nhu hầu như không nhận ra điều đó từ chiếc kén êm ấm của mình chính việt minh là những người đã ra sức làm khuây khỏa cơn đói khô mạng lưới của họ giúp mọi người tìm kiếm thức ăn và nhân lực của họ giúp nông dân trồng trọt lại họ được người dân vùng nông thôn toàn tâm toàn ý đi theo vì những hành động của mình lòng trung thành của mọi người đã trở nên có ích sau sự bại trận của nhật bản vào cuối thế chiến thứ hai khi việt nam bỗng nhiên thấy mình ở trong một tình trạng trống rỗng chính trị người pháp cho rằng họ có thể quay lại để tái chiếm thuộc địa và rằng họ sẽ được chào đón bằng những vòng tay rộng mở nhưng họ đã lầm nhiều gia đình trước kia dưới sự khống chế của người pháp như gia đình ông trương đã cộng tác với người nhật họ không muốn thấy người pháp quay trở lại người nhật đã treo lời hứa tự do trước mặt họ và không có gì ngạc nhiên là họ không muốn đất nước này biến thành một thuộc địa Pháp. Nhưng những người giàu có như gia đình ông Trương không thích cái phương án thay thế mà Việt Minh đưa ra. Những chủ để đấu tranh giai cấp và phân phối lại tài sản của người Cộng sản đe dọa sự sung túc và an toàn của họ. Lãnh tụ của Việt Minh, cũng là người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của Việt Nam ông đã sẵn sàng chiến đấu với người Pháp vì đất nước, và bỗng nhiên giai đoạn hậu chiến ở Đông Dương đã chuyển biến thành một phen hỗn loạn chính trị. Việc ai là người nắm quyền khu vực nào thay đổi từ ngày này qua ngày khác, tỉnh này qua tỉnh khác. Mối yêu tư thực tế nhất với một người bằng quan như bà Nhu là sống còn. Vào buổi sáng tháng 12 lạnh lẽo năm 1946 đó, bà Nhu không còn biết ai đánh đấm với ai nữa nhưng những phụ nữ và trẻ con tụ tập trong phòng khách của bà đã đứng khá xa những cánh cửa sổ để cho an toàn họ gồm năm người cả thầy bà nhu với con gái mới sinh lệ thủy mẹ chồng em chồng bà và một cháu gái chính là lỗi của em chồng bà hoàng mà họ rốt cuộc còn nấn ná ở đó đó là ngôi nhà của cô mặc dù cô sống không mấy hạnh phúc với chồng ông ẩm và gia đình anh ta ở bên kia thành phố Ngôi nhà là một vật bảo hiểm đối với Hoàng trong trường hợp có những chuyện bất chắc xảy đến cho cuộc hôn nhân của cô. Cô không đành lòng bỏ lại món tài sản duy nhất đó của mình. Để có thêm thu nhập, cô đã cho anh trai và cô dâu mới của anh thuê, và vị thế của bà Nhu trong gia đình, với tư cách người vợ và chị dâu trẻ nhất từ một gia đình quý tộc khá tai tiếng, đã buộc bà chấp nhận mọi sự an bài và giữ mồm giữ miệng. Bà Nhu tự trách mình đã ngây thơ, điều mà bà gọi là gần như ngu xuân. Bất chấp sự kiện rằng bà Hẳn đã vô cùng khiếp sợ, khi bà kể cho tôi nghe về điều đó qua điện thoại hơn 60 năm sau, bà đã tỏ ra cực kỳ ít khoan dung với bản thân mình. Tôi kinh ngạc bởi sự sắc sảo gay gắt lẫn trong giọng nói bà khi những ký ức ngày xưa trở lại một cách dữ dội. Thay vì đến chú ẩn chỗ các linh mục dòng tên ở phía dưới đường, Hoàng đã thuyết phục người mẹ già nua rằng để cho an toàn thì đừng ra khỏi nhà người Pháp có thể trưng dụng nó nếu họ nghĩ nó đã bị bỏ hoang, và thậm chí còn có thể tai hại hơn nếu nó rơi vào tay người Cộng sản. Bà Nhu đã không thể cãi lại mẹ chồng, vì vậy những người phụ nữ đã tranh thủ sự giúp đỡ của người làm vườn để dồn những đồ đạc nặng nhất vào giữa phòng khách và chất đống chăn ga gối nệm lại. Họ trải qua một đêm với những tiếng nổ mỗi lúc mỗi đến gần nơi chú ẩn tạm thời của mình hơn, co giúp vào nhau và cầu xin ơn trên cho được an toàn. Họ vẫn túm tụm vào nhau, tự hỏi nên làm gì với chính mình trong cái tĩnh lặng bất chợt của buổi sáng, khi những người đàn ông xông vào phòng. Họ là những người lính Việt Minh, không có biểu hiệu nào phân biệt họ, nhưng những mảnh vải đây chắp vá thành những bộ đồng phục đã tiết lộ về họ. Chân họ không mang gì ngoài những màu cao su buộc lại thành hình dáng chiếc xăng đan. Họ mang dao dựa và súng trường, được qua loa trang bị lại từ một cuộc chiến khác những người lính thực dân pháp đã dùng cùng những vũ khí này chống lại những chiến binh cha ông họ để cho người bản xứ thấy ai là kẻ nắm quyền việt minh còn hơn cả một phong trào dân tộc chủ nghĩa đơn thuần và bà nhu biết điều đó là lực lượng quân sự của đảng cộng sản đông dương các thành viên đã tiến hành những cuộc tổng khởi nghĩa ở khắp mọi nơi trong cả nước chồng bà nhu đã trốn trên lầu nhà bà hoàng khi họ đến tìm ông đích thân bà nhu ra mở cửa và nói dối một cách bình tĩnh trước mặt những người lính sau đó, bản thân bà còn thấy kinh ngạc với khả năng phỉnh phờ một cách lạnh lùng đến vậy, bà đã mời viên thủ lĩnh vào trong đợi chồng bà. Ông Nhu đã chuồn ra ngoài trong bóng tối và trốn tránh trong hầu hết thời gian sau đó. Vào một trong những cuộc viếng thăm vợ hiếm hoi và bí mật của ông Nhu trong năm trước đó, con gái của họ, Lệ Thủy, đã thành hình. Ngoài những khoảnh khắc thân mật vội vã, bà Nhu không hề hay biết chồng đang ở đâu. Vào tháng 12, 1946, bà thậm chí còn không biết liệu ông còn sống hay đã chết. Giờ đây bọn họ đã đến tìm bà, bà nhu ước giá bà có thể tan biến được, là con gái được nuông chiều của một chính quyền bù nhìn thời thực dân, là công chúa hoàng tộc và là người vợ mới thích trưng diện trong gia tộc họ ngô đang ngồi thù lù trong ngôi nhà lớn bên bờ sông An Cửu. Bà Nhu biết rằng làm ra vẻ núng nhường và sợ sệt là cách phòng vệ tốt nhất cho bà. Bà ôm chặt đứa bé hơn và giữ ánh mắt nhìn xuống. Họ trông như bọn người tiền sử đối với bà Nhu. Bà chỉ vừa vặn hiểu điều họ nói với bà, còn những gì họ nói với nhau bà đành chịu thua. Cái giọng không âm sắc của những người bình dân ở miền Trung đã tiếp tục lần tránh bà, mặc dù bà đã từng sống ở Huế ba năm. So với sự lên bổng xuống trầm rõ rệt, phân biệt từng từ của những người ở các vùng khác hay so với người miền Bắc có giáo dục, những tiếng oang oang không thăng dáng ầm ĩ của những người này như thứ ngôn ngữ nơi hoang dã. Con chó của bà Nhu rên ư ử một cách tội nghiệp từ một phòng khác. Kỳ tơ, một con chó chăn cừu giống Đức, là con vật to lớn và trung thành. Sau khi chồng ra đi để lại bà một mình, con chó đã giữ bà an toàn khỏi đám lính Trung Hoa quốc dân đảng đóng trong thành phố sau tháng 9 năm 1945. Họ đã bất ngờ ập vào thành phố như một bầy châu chấu một khi một đám hỗn tạp trong bọn họ quyết định trú chân nơi vườn nhà bà bà nhu đầu bếp và người quản gia đã cố đổi họ đi bằng cách tạo ra một cuộc náo động ầm ĩ với nồi niêu chai lọ khu loằng xoàng cùng tiếng la hét những gã này chẳng hề nhúc nhích họ nào phải lũ chuột đồng họ thấy rằng bà nhu đang mang thai chồng bà ở đâu không ai biết và bạn đồng hành duy nhất của bà trong ngôi nhà lớn bên bờ sông này chỉ có hai người hầu gái già đội quân rách mướp tà tơi mệt mỏi bởi chiến tranh và đói khát cây ăn, sự ấm áp và những tiện nghi gia đình, bắt đầu nghĩ rằng họ sẽ thoải mái hơn bên trong ngôi nhà. Bà Nhu trông có vẻ khá yếu ớt đang đứng một mình tại khung cửa sổ, đang nắm giữ một cái gì đó đằng sau cái bụng tròn của mình, nhưng bỗng họ thấy đó là cái gì. Bà đang nắm sợi dây buộc lòng lèo quanh cổ một con chó. Bộ dạng con chó rất ngầu với hai hàm răng nhe ra và đôi tay cụp rủ xuống đầu. Lời đe dọa có kết quả sau đó họ đã để bà được yên một sự may mắn mà bà không thể không cảm ơn con thú yêu dấu hay gầm gừ của mình sáng nay nó đã không có một cơ hội nào để bảo vệ chủ của mình bà đã nhốt con chó ở một phòng khác suốt đêm đó là một sai lầm ngu ngốc đó là một nhạc khí tao nhã mà bà nhu đã cố đưa ra khỏi nhà cùng với vài món đồ gia truyền bằng sơn mài và bạc đắt giá mà bà đã nhờ các cha dòng tên cất giữ trong tu viện của họ phòng hờ một chuyện như thế này xảy ra nhưng cây đàn đã bị kẹt chặt ở cửa ra vào những người lính vây quanh nó miết những bàn tay lên lớp gỗ bóng loáng nhưng không phải vì một sự ngưỡng mộ đặc biệt nào mồ hôi của họ hàn thành một đường làn nhớp nháp hình cầu vồng bụi và cáu ghét làm chảy xước lớp sơn phủ và việc chạm vào những dây đàn xét đến sự khó khăn để giữ tông cho chúng ở miền nhiệt đới lại là trong thời chiến theo lẽ thường là một sự xúc phạm không thể tả xiết những món tay chai sần đang tìm kiếm một cái gì đó khi chúng dỏ dẫm dưới thùng đàn và lục lọi vào trong những người lính đang tìm kiếm một thiết bị liên lạc giấu kín họ dường như nghĩ rằng cây đàn piano với tất cả những sợi dây đàn là một loại máy điện báo nào đó chúng thậm chí không biết một cây grand piano là gì nhưng thật ra bà nhu không chứng kiến họ nhồi thuốc nổ vào hốc đàn và có khả năng nó đã nổ tung vì một cái gì đó khác bộ khung gang của cây đàn grand piano có thể đã bị tổn thương trong nỗ lực vội vàng để di chuyển nó nếu bộ khung đã bị nứt hoặc suy yếu hàng tấn áp lực giữa căng những sợi dây có thể đã bị giải phóng trong một tiếng nổ ghê gớm vụ nổ đã khoét một lỗ lớn xuyên qua mặt chính diện ngôi nhà có lẽ những người lính đã biết chính xác cây đàn piano là gì ngay từ đầu và việc cho nổ tung nó thể hiện sự trả thù của họ cho sự suy đồi tư sản giữa đống đổ nát bà Nhu tu vén những gì có thể cho em bé lệ thủy, chăn mền và tã lót, quần áo thay, và một giỏ lớn để đựng tất cả. Sau đó, trước khi bị ép ra khỏi nhà, bà kịp mặc vào một chiếc áo choàng, một chiếc áo dơ đanh gốt len, hơi giống chiếc áo đôi én vốn thít lại ở chỗ thắt lưng với những chiếc ly và nếp gấp. Nó từng là mốt được ưa chuộng ở Âu Châu, một sự xa hoa không thể tưởng tượng trong những năm sau cùng của chiến tranh và đói kém đó là chiếc áo ấm nhất mà bà có. Khí hậu nhiệt đới bao phủ góc trời này của vùng Đông Nam Á đến 10 tháng trong năm, nhưng tháng 12 ở miền Trung Việt Nam được dự báo là ẩm thấp và lạnh lẽo những điều kiện sẽ chỉ càng thêm tồi tệ khi bà đi xa khỏi nhà. Bà bị lùa ra ở thành phố dưới bầu trời sáng ngắt màu nòng súng, hòa vào dòng người lũ lượt đổ xuống đường, hướng đến vùng nội địa xa thành phố Huế. Họ hầu hết là phụ nữ, trẻ em, và người già những chiếc giỏ lắc lư như những vật nổi lềnh bềnh trên biển, đung đưa trên vai những phụ nữ dùng đòn gánh truyền thống, chiếc xào dài treo thăng bằng một chiếc giỏ ở mỗi đầu. Hình ảnh gợi sự liên tưởng đến đường nét dài và hẹp của đất nước. Những chiếc giỏ đầy ở mỗi đầu đòn gánh tượng trưng cho những vùng châu thổ phì nhiêu, sông Hồng của Bắc Kỳ ở phía Bắc và sông Mê Công của Nam Kỳ ở phía Nam. Khu vực ở giữa, chiếc đòn gánh dài cứng rắn làm sức ra lưng người chưa quen việc là vùng đầy núi non và khá cằn cỗi ở miền trung đất nước vùng mà những kẻ lánh nạn giờ đây nặng nhọc lê bước qua những con đường cắt ngang qua những cánh đồng ngập lụt như một vết thương đỏ lói sâu hoáng chúng ngập ngụa đất sét và hôi thối mùi phân những con trâu ngụp lặn trong các cánh đồng con đường trở nên quá nguy hiểm ngay khi những tháp bê tông hiện ra trong tầm mắt quân đội pháp đã xây dựng các tháp canh này dọc theo những con đường nông thôn để theo dõi động tĩnh của quân việt minh vì vậy tù nhân phải đi băng qua những cánh đồng lúa. Họ dồn thành hàng một trên những con mương hẹp, để tránh cho đôi giày duy nhất bị lún trong bùn, bà Nhu đã phải dò dẫm từng bước một cách kỹ càng. Một tay bế con gái và tay còn lại sách mớ đồ em bé, đó là công việc hết sức nhọc nhằn. Bà đã cố dào bước theo cô em chồng và đưa cháu gái, mẹ chồng bà, mỏng manh yếu ớt, được người làm vườn cõng trên lưng và hơi trùn lại phía sau. Xung quanh họ những cây lúa dập dềnh như những làn sóng một đại dương mênh mông màu ngọc lục bảo đã bị chặn đứng bởi những tấm bia đá cầm thạch màu trắng những nấm màu cổ xưa đứng đó như một lời nhắc nhở liên tục về cái chết có thể lần lút đâu đó không xa hết ruộng lúa đoàn người gồm những phụ nữ và những người lính canh đã phải quay trở lại đường lộ họ đang tiến về phía cây cầu thì một tiếng nổ chát chúa xé toang không gian nằm xuống những người lính sấp mặt xuống vệ đường sỏi đá bắn tung tóe khi những người phụ nữ nhanh chân nhất lao xuống một bờ đê. Số khác lao theo, những mái đầu chúi ngủi dưới đất, hai khuỷu tay áp chặt quanh tay, những chiếc giò bò trỏng trơ bên đường. Con đường dẫn đến chiếc cầu đột ngột trống trơn ngoại trừ bà Nhu và đứa bé bà ôm trong tay. Bà Nhu biết rằng những thi thể bị phân hủy đã trôi giạt vào những chiếc cọc và trụ đá. Bà đã đến gần những chiếc cầu như thế này một lần trước kia và đã nghe người ta mô tả cảnh tượng này một cách rùng rợn. Từ nơi bà đứng, bà dường như có thể ngửi thấy mùi thối giữa. Bị giết bởi Việt Minh hay chết kẹt giữa hai lần đạn giao tranh, có gì khác nhau đâu. Những thi thể của những chiến binh đã ngã xuống vốn quá nghèo hoặc quá xa nhà để được chôn cất tử tế. Những tử thi xương phồng của những kẻ bất hạnh vô danh đang mục nát và dì huyết dịch vào chính chỗ nước nông mà người ta đang kêu bà ẩn núp vào. Bà Nhu chẳng thể nào nhúc nhích, thật là quá khủng khiếp, trời đã bắt đầu mưa. Nhưng bà đứng chôn chân giữa con đường đất đỏ và ôm đứa bé chặt hơn trong tay. Bà sẽ không ẩn núp giữa những xác chết như những người khác, bà chỉ chịu nằm lại đó giữa họ khi bà chỉ còn là một tử thi mà thôi. Đó là lần đầu tiên bà nhu chứng kiến trực tiếp cái hiện thực tàn khốc đã phủ vây quê hương bà trong vài năm qua, cùng những năm bà đã sống như một cô dâu mới, một người vợ và người mẹ trẻ, cách biệt những mưu toan chính trị. Bà đã dọn vào ngôi nhà xinh đẹp của hoàng bà có những người hầu, bao gồm một đầu bếp, một người làm vườn, và một vú em cho đứa bé, để chăm lo công việc nội trợ thay bà. Thời gian rảnh rỗi, bà Nhu chơi đàn tranh, một nhạc khí tao nhã tương tự như đàn luyết vậy. Bà cũng tận hưởng thú vui được trở đi quanh thành phố bằng chiếc xích lô mà bà đã mang đến Huế bằng tàu lửa sau ngày cưới bà khoe khoang rằng những tiện nghi miền Bắc đáng thèm muốn đến độ mọi người hay dừng lại và nhìn đăm đăm khi hàng ngày bà đi qua dọc hai bên bờ sông An Cựu đến ăn tối với mẹ chồng. Nhưng bà không bao giờ dám chắc liệu cái nhìn chồng chọc đó là vì ngưỡng mộ hay vì một ác ý nào đó. Giờ đây tất cả những sự xa hoa đó đã qua rồi. Bây giờ thì bà, đang đứng trong mưa, cây chết dập dình tứ phía. Đó là một khung cảnh nhiều màu sắc biến ảo khốc liệt nếu bà trụ lại trên đường để băng qua cầu bà tự hỏi ai là người sẽ đuổi theo bà những người bắt giữ bà hay bất kỳ kẻ nào đó đang bắn vào họ bà nghi ngờ việc họ có đủ gan giả hay ngu ngốc để mạo hiểm không bà nhu cảm thấy tự do bà đã mệt mỏi với việc bám víu vào những kỳ vọng vô nghĩa đôi vai bà thật sự nhức nhối vì tất cả những bước đi lom khom để tới gần hơn cái chỗ mà bà nghĩ mình phải tới Bà đứng thẳng dậy và nhìn vào làn sương mù phía trước. Chuyện gì sẽ đến tiếp theo bà không biết, nhưng bà sẽ nhìn trực diện vào nó, và bà sẽ mở ra con đường cho mình. Bà Nhu tin rằng trong khoảnh khắc đó, giữa cơn mưa, vây quanh bởi cảnh tàn phá điêu linh nhưng kỳ lạ thay không động chạm gì đến bà, bà bắt đầu hiểu ra nhiều điều. Bà sẽ không dẫm chân vào rác rưởi và mục nát, bà sẽ giữ vững vị trí của mình trên mặt đất cao. Bà Nhu vén vạt áo choàng lên. Nó đủ dài để che phủ đầu đứa bé, làm thành một tấm chắn bảo vệ khỏi màn mưa đang rơi nặng hạt và lạnh giá. Lệ Thủy nghĩ đó là một cuộc chơi trốn tìm và ló mặt ra ngoài, thích thú cười rúc rích. Khi bà Nhu cố che lại phạt áo, đứa bé chỉ càng cười nhiều hơn nữa. Những tiếng cười vui đã thoát ra từ nếp gấp bằng len của áo khoác bà Nhu âm thanh của sự hân hoan vang lên trên chiến địa khi người mẹ và con gái bắt đầu vượt qua những thanh rầm gỗ lung lay của chiếc cầu đó hẳn là một hình ảnh dị thường song bà nhu không phải là người đầu tiên băng qua vùng chiến địa với một em bé trong tay người việt nam có cả một kho tàng huyền sử kể về những người mẹ cao quý và anh hùng người ta kể rằng một trong những vị vua huyền thoại của việt nam lê lợi đã được giấu trong vạt áo của mẹ ông và nhờ đó thoát khỏi bàn tay của những kẻ xâm lược nhà Minh. Thần thoại về người mẹ gắn liền với câu chuyện sáng tạo của dân tộc Việt. Tình thương và lòng tận tụy của người mẹ đã được công nhận là những nét phẩm hạnh phi thường của các nữ nhân vật Việt Nam. Người cộng sản ắt hẳn đã rất thành công trong việc đúc kết sự hy sinh của người mẹ và lòng yêu nước vào cuộc tuyên truyền cách mạng của họ. Nhưng bà Nhu cũng đã cố gắng trong suốt những năm trên ghế quyền lực sử dụng thiên chức làm mẹ như một hình ảnh về sự đạo đức vì vậy tôi phải tự hỏi phải chăng sự coi trọng hình tượng quốc mẫu của người việt đã tác động đến cách nhìn của bà nhu về bản thân mình trong câu chuyện dù sao đi nữa lòng tin vào sự không thể bị đánh bại của bà đã trở thành hiện thực việc băng qua cầu một cách táo tợn đã gia tăng niềm tin của bà rằng bà sẽ sống sót qua thử thách này và bất kỳ thử thách nào khác có thể đến bà nhu gặp lại nhóm người ở bên kia cầu đang khi những phụ nữ khác chờ cho khói lửa tan đi, sau đó theo bước những người lính bằng cách lội xuôi dòng ở phía xa hơn để vượt sông, bà Nhu đã có thời giờ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành quân. Có lẽ bà đã không nghĩ tới việc chạy trốn vì chẳng có nơi nào để mà đi. Những cánh đồng phù sa ngập nước đã nhường chỗ cho địa hình lổn nhồn đá. Vào khoảng 5 giờ chiều, những người lính ra lệnh cho dòng người gồm những phụ nữ và trẻ em loạn trọng dừng lại. Bóng tối cuối cùng đã bùa vây quá dày đặc để có thể len lỏi qua những lối đi quanh co rậm rạp cây cối. Không có một nơi ẩn náu nào ngoại trừ những cành cây lơ lửng trên đầu. Mỗi người được phát cho một nắm cơm khô nguội ngắt, không hơn một nắm tay. Đó là một ngày dài không thể tưởng tượng. Nếu họ đi theo đường chính, bà Nhu chắc chắn rằng họ đã có thể đến đây trong phân nửa thời gian. Nhưng họ đã đi lạc vào một thế giới mới bà nhu đã bừng tỉnh dậy để chứng kiến sự kết thúc của cái lối sống duy nhất bà từng biết và lê bước nặng nhọc qua bóng tối không cùng chỉ để lạc lóng chơi vơi giữa một nơi xa lạ vậy mà ngay đêm đó bà nhu đã cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại những tù nhân được lệnh tự thu xếp thành một hàng ngay ngắn họ được đếm theo đầu người và cuối cùng đã được phép nằm xuống chiếc áo khoác bà nhu đang mang là vật duy nhất ngăn cách giữa bà và mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo bà đã gắng xoay sở đến mức có thể bà có lẽ đã trải ngang nó ra cuộn tròn cả hai mẹ con vào chiều dài chiếc áo len họ cứ thế đi vào một giấc ngủ không yên mọi việc có vẻ tốt lên vào buổi sáng ban ngày trời không quá ẩm ướt có đôi chút dễ chịu khi biết rằng cuộc hành quân sẽ kết thúc trước khi ngày tàn đoàn hành quân đã đến một ngôi nhà nông dân khiêm tốn vào buổi chiều bà nhu chú ý đến một mảnh đất trồng rau và một khu vườn được chăm sóc chu đáo một thủ lĩnh Việt Minh xuất hiện ăn vận lịch sự theo phong cách Tây phương chiếc áo len thể thao quấn quanh vai tên ông ta là bảy từ tiếng Việt chỉ số 7. chuyện không có gì lạ khi những đại gia đình Việt Nam thường hay đặt tên con theo thứ tự chào đời của họ một trong những điều đầu tiên ông ta làm là tìm kiếm cô dâu trẻ đến từ Huế giữa những tù nhân mới đến chỉ thị này là sự lăng mạ không nhỏ đối với những phụ nữ lớn tuổi hơn đi cùng với bà nhu ông ta nên tìm mẹ chồng hoặc em chồng bà trước hết mới phải thay vì vậy bà nhu nhớ lại ông ta cúi chào và cam đoan với bà rằng ông sẽ làm mọi điều có thể để họ có một chỗ ở tử tế bà hoàng em chồng bà nhu đã làm gì với sự vi phạm phép xã giao đó phải chăng bà đã nghĩ về những tin đồn bà đã nghe thấy những mối quan hệ bất chính của mẹ bà nhu vốn được thuật lại một cách quả đỗi rõ ràng trong các bức điện ngoại giao của pháp hẳn đã được khoác lên những tình tiết tục tiễu dâm ô trong những chuyện ngồi lê đôi mách bên khay trà hoặc quả cao. Trong một hồi ký được viết nhiều thập kỷ sau, một người bạn của gia đình đã tiêu khiển độc giả bằng một đoạn đối thoại giữa gia đình họ Ngô để lý giải cho sự xung đột nội bộ liên quan đến việc chọn vợ của ông Ngô. Vị nữ chúa của gia đình, bà Khả, đã cảnh báo con trai bằng một câu tục ngữ cổ xưa, Ngô heo chọn nái, xem gái chọn dòng. Teo mia, teo phiêu, tiếng Pháp mẹ nào con nấy cần em trai ông đã nói cô ta rồi sẽ giống như mẹ của mình mà thôi nếu hoàng từng chất chứa mối hoài nghi nào về bà nhu thì nó đã được chứng thực khi ông bảy thủ lĩnh việt minh đã chào bà ấy trước hết và khi bà hoàng chứng kiến vẻ duyên dáng phóng túng mà chị dâu bà sử dụng để đem về những khẩu phần hậu hĩnh hơn cho nhóm của họ tuy nhiên mối lo âu của bà hoàng đã dịu bớt khi bà nhìn thấy căn phòng được dành cho họ có một cái giường lớn cho năm người phụ nữ nằm chung. Bà Nhu ắt sẽ không thể dễ dàng lần ra ngoài, khi nói chuyện về ông Bảy, bà Nhu dùng từ lóng tiếng Pháp chỉ người Cộng sản, gọi ông là một cô cô. Từ miệng bà lời đó nghe có vẻ gần như ấm áp, và bà Nhu đã chiều mến nhớ về ông Bảy như một trong số ít những người Cộng sản lịch sự nhất bà từng gặp. Ông gắng hết sức làm cho những kẻ bị giam cầm bà Nhu, con gái bà, và những thân quyến bên chồng bà cảm thấy thoải mái bằng những phương tiện sơ sài có được. Những người phụ nữ nhận được ba bát cơm mỗi ngày và chút ít quà vặt, không kể những khi ông bày chiêu đãi món cá mòi và sữa. Năm người họ lưu lại nông trại, chia sẻ một căn phòng và một chiếc giường trong gần 3 tháng. Khi những quả bom Pháp bắt đầu rơi quá gần nông trại và ông không còn có thể bảo đảm an toàn cho họ, ông bảy đã thu xếp việc phóng thích bà nhu cùng gia quyến khi đích thân ký giấy thông hành cho phép họ di chuyển an toàn đến một nhà tu kín và nhiều năm sau khi ông bảy đã trở thành nhân vật cộng sản cao cấp nhất vùng trung kỳ ông vẫn giữ cách nói năng lễ độ và không quên hỏi thăm sức khỏe bà nhu khi những cuộc đàm phán đưa ông tiếp xúc với bất kỳ ai trong chế độ họ ngô nỗ lực thuật lại những biến cố của rất nhiều năm về trước đã làm bà nhu cảm thấy mỏi mệt đến cuối câu chuyện Tôi có thể nghe thấy sự gắng sức trong giọng nói của bà, theo cái cách mà những câu cuối vụt qua ống nghe như những thân tre khô khốc. Nhưng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng khép lại cuộc nói chuyện. Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này, và tâm trạng sẵn sàng giải bày tâm sự, lâu hơn một chút nếu có thể. Tôi đưa ra một vài nhận xét vô vị. Giờ đây tôi không nhớ nó là gì vì lẽ tôi quá bận theo dõi câu chuyện và mệt ngoạc ghi chép những tình tiết chưa từng có mà bà vừa kể cho tôi tôi đã hy vọng về một cú nhấn crescendo theo phong cách cuốn theo chiều gió để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giống như khi Scarlett vầy vò nắm đất đỏ, giữ nắm tay lên trời, và thề sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa. Bà Nhu đã nhắc tôi nhớ nhiều về Scarlett O'Hara, cả hai đã được dạy phải chiều chuộng đàn ông, phải trông duyên dáng, và cư xử dịu ngọt, và cả hai đều có một tinh thần bất khuất. Họ đều nóng nảy và ương ngạnh họ đều có một trái tim cứng rắn đằng sau lớp vỏ duyên dáng. Những phụ nữ như thế có thể tùy nghi bật tắt vẻ mê hoặc của mình. Họ đã làm những gì họ cảm thấy phải làm để vượt qua những cơn bĩ cực, họ có thể quỳ quyệt và hấp dẫn tùy thời. Nhưng thay vì chốt hạ với một tính ngữ hay ho như, ngày mai là một ngày khác, bà Nhu đã trở lại với phong cách cộc lốc tiêu biểu của bà. Cuối cuộc điện thoại, tôi chỉ có thể âm thầm lắc đầu khi bà chuẩn bị nói lời tạm biệt. Bon! lơ, xê tao, tốt, thôi nào, tất cả là thế và ngay trước khi gác máy, bà Nhu nói: tôi không bao giờ mặc một cái áo choàng thắt đáy lưng ong kiểu như thế nữa. Chương bảy. É Tommy của cô trông rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Bà Nhu thầm thì trong điện thoại, bà đã gọi điện chúc mừng tôi sau khi nhận một bức thư thông báo đó là con trai. Chúng tôi đã báo tin cho các bạn bè thân thiết và gia đình và vào phút cuối cùng tôi đã gửi một lá thư đến Paris trong đó có tấm hình bé tommy đính trên tấm biêu thiếp dày bà đã bình luận ngay lập tức về màu đỏ của tấm thiếp và tuyên bố tương lai của đứa trẻ rất triển vọng giọng nói của bà với tôi đã thay đổi nó nhẹ nhàng hơn vút cao hơn những sự ngắt quãng đột ngột và lúng túng trong những cuộc gọi đầu tiên giữa chúng tôi đã dịu xuống thành một cung cách thường đàm hơn chúng tôi nói về sự chào đời giờ giấc đi ngủ và cho ăn và trong sự kinh ngạc của tôi chuyện nuôi con bằng sữa mẹ bà nhu không chắc là cừ về điểm này từ những gì tôi hiểu hầu hết phụ nữ việt nam thuộc một tầng lớp nhất định trong thời đại bà đã sử dụng những bảo mẫu và tôi có thể hiểu vì sao trong một vài tuần đầu tiên chăm chút đứa bé tôi luôn ăn bận xuềnh xoàng và lôi thôi lếch thếch một nguyên nhân và hậu quả của việc cho con bú tôi có những chiếc yếm cho bé bú đài điệu bé và đủ loại áo choàng những chiếc áo dài trong tủ quần áo của bà nhu may từ lụa và có một hàng nốt móc gài khiến việc cho con bú trở nên vô cùng bất tiện. Chỉ cần một ít nước tiểu hay phần rớt rãi của đứa bé là sẽ hủy hoại nó mãi mãi. Ấy vậy mà, bà khoe, tôi cho mỗi đứa bú ít nhất 6 tháng. Thật khó mà hình dung cảnh rồng cái với một bé sơ sinh bên bầu ngực của bà, nói chi đến bốn lần như vậy. Giọng tôi nghe hẳn có vẻ ngạc nhiên vì lẽ bà hơi mỉm cười khi thú nhận rằng đó thật ra không phải là ý của bà mà là của chồng và gia đình ông ấy. Nhưng trong tất cả những lần đó, bà Nhu nói, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Giữa tất cả những hồi tưởng ấy là tiếng thở dài của bà trong ống nghe, tôi rất yêu những đứa trẻ. Lệ Thủy chào đời vào đầu năm 1946 giữa cuộc náo loạn thời kỳ hậu chiến. Cảnh hỗn độn ấy đã bùng nổ thành cuộc chiến tranh khốc liệt vào thời điểm bà Nhu sinh hai con trai tiếp theo, Ngô Đình Trác năm 1949 và Ngô Đình Quỳnh năm 1952. Bà Nhu đã trở thành mẹ ngay khi thế giới bà biết đã bị lật nhào và xáo trộn dữ rồi. Nhưng ít ra thì bà Nhu và chồng đã được tái hợp. Trong khi vợ, con gái, mẹ và em gái đang bị lùa ra khỏi Huế bằng những chiếc lưỡi lê, ông Nhu đang hoạt động trong bóng tối, thiết lập một mạng lưới những nhân vật chính trị phi cộng sản khác. Mặc dù thận trọng, ông cuối cùng đã khơi dậy sự nghi ngờ của Việt Minh ở Hà Nội, và ông Nhu đã ẩn thân ở Phát Diệm một thị trấn thiên chúa giáo thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông Nhu đã tình cờ gặp lại cha mẹ vợ ở Phát Diệm. Ông bà Trương đã tìm kiếm nơi trú thân ở đó một cuộc trốn chạy kịch tính điển hình khi họ vừa kịp ném mình lên những bậc tam cấp nhà thờ công giáo với những binh lính Việt Minh chỉ ở sau lưng cách mấy bước chân. Vị linh mục nhà thờ Phát Diệm đã chấp nhận cho cha mẹ bà Nhu nương náu trong nhà thờ của ông, bất chấp việc họ là những Phật tử. Từ Phát Diệm, một mạng lưới những tín đồ công giáo đã tạo cho ông Nhu và cuối cùng là ông Trương, một hành lang an toàn đến Sài Gòn khi ông Trương ngụy Trang thành một nhà sư và vợ ông ăn mặc như một phụ nữ nhà quê. Một bà Nhu đã ở nhà chị gấm mình tại Sài Gòn khi nhận được một bức điện khẩn từ Linh Mục dòng chúa cứu thế kêu mau chóng đến nhà ngài Linh Mục. Thay vì nhận được tin dữ bà vẫn sợ rằng ông Nhu có thể đã chết bà được đưa đến một căn phòng nơi có một vị khách đang đợi bà, chồng bà. Sự sum họp với cha mẹ sẽ đến sau đó, bây giờ ông bà nhu phải tìm đường ra khỏi sài gòn người pháp đã ngờ vực những hành động của ông nhu và sự cộng tác với người nhật vào thời chiến của ông trương đã phủ một màn mây đen lên cả gia đình hai ông bà nhu đã dọn lên đà lạt một biệt thự đẹp như tranh náu mình giữa ngàn thông và những ngọn núi vùng cao nguyên trung phần việt nam và mặc kệ chiến tranh bà nhu đã gọi những năm tháng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời bà đà lạt đã được dựng lên từ hư không đặc biệt cho mục đích hưởng lạc người Pháp đã quyết định từ đầu thế kỷ 20 là xây một thành phố nghỉ mát trên vùng núi như một nơi trốn tránh cây nóng và sự dơ bẩn của những thành phố. Nó được xây dựng một cách rất cô lập, điều mà các nhà sáng lập tin là sẽ làm cho trải nghiệm ở Đà Lạt càng thêm thích thú. Người Pháp đã tạo ra một địa điểm để giúp họ quên hoàn toàn họ đang ở Đông Dương một hòn đảo da trắng, ở vùng nhiệt đới. Ba, họ xây dựng những ngôi nhà như những biệt thự nghỉ trượt tuyết và ga tàu lửa trông như một sân ga ở Dovin, một thành phố ven biển Normandy. Họ trồng những cây cho các loại thực phẩm mà họ thiếu. Đến hôm nay những ngôi chợ Đà Lạt có đầy đủ các thành phần để nấu món súp đúng kiểu Pháp, tỏi Tây, cần Tây, cà rốt, hành, rau xanh, và khoai Tây. Gia đình bà Nhu đã đến với Đà Lạt, mãi mãi. Họ yêu nó vì cùng những lý do mà người Pháp yêu nó nâng họ lên trên sự hỗn tạp bần tửi của loài người trong những thành phố quá đông đúc và nóng bức ở đó có những khách sạn đẹp kỳ lạ những sân gôn và những nhà hàng pháp và trung hoa ở đó cũng có những hộp đêm nhà hát và nhạc gia anh họ của bà nhu hoàng đế bảo đại có một cung điện ở đà lạt giống như của quan toàn quyền pháp đà lạt vẫn nổi danh về sự thư nhàn và xa hoa giờ đây nó là điểm đến trăng mật cho những cặp vợ chồng việt mới cưới đà lạt gợi tôi nhớ đến thác niagara với hơi ít ánh đèn neon và thật nhiều quán karaoke những trái tim hồng và hoa hồng đỏ in trên giấy nến được dán khắp nơi cả trong những câu khẩu hiệu đảng phái in trên băng rôn vàng chóe treo khắp các ngã đường chính những ngọn đèn noel thắp sáng quanh năm lung linh trên những cành cây những chiếc thuyền đạp nước hình thiên nga cho thuê dọc bờ hồ Trung khuấy tông mặt hồ nhân tạo phẳng lặng giữa trung tâm thành phố làm cho nước ngầu đục và sóng sánh nổi danh với ngàn hoa, cảm giác thành phố này giống như một gian hàng Valentine tại cửa hàng CVS vào giữa tháng 2. Sự vội vã quy hoạch và quản lý ngành công nghiệp du lịch lãng mạn đầy lợi nhuận này của nhà nước đã ráng đòn nặng nề vào vẻ đẹp tự nhiên của Đà Lạt. Khi ông bà Nhu đến vào mùa xuân năm 1947, Đà Lạt đã không còn giống như trong ký ức thời trẻ của bà Nhu. Những lùm rừng nhiệt đới đã chiếm chỗ những chẳng cỏ lớn của thành phố. Cuộc suy thoái toàn thế giới lan đến Việt Nam vào đầu những năm 1930 đã cắt xén đáng kể ngân sách du lịch. Đến thời điểm chiến cuộc nổ ra ở Âu Châu năm 1939, Đà Lạt đã bị bỏ mặc không ai ngó ngàng tới. Những sân tennis sắc sơ và phủ đầy cỏ dại, những sòng bạc ngừng hoạt động, những hộp đêm và dạp cine bị đóng cửa, và những lối đi dọc bờ hồ vắng lặng điều hưu. Trong suốt chiến tranh, người Nhật đã bố giáp và giam cầm bất kỳ ai cố ở lại khách sạn Palace không một bóng du khách cầu thang gác hoành tráng ngày nào đã đổ sập, và không có ai ở đó để sửa sang. Lợn lòi và mèo rừng xâm lấn vào danh giới thành phố. Ông bà Nhu ở trong một ngôi nhà mượn tại số 10 đường Hoa Hồng, Rue de Roses. Nó thuộc về một bác sĩ bạn của cha bà Nhu, và mặc dù không phải một biệt thự lớn, cha mẹ bà Nhu đã đến ở, và cả anh trai ông Nhu, Ngô Đình Diệm. 4. Nhà văn pháp viết về vùng viễn đông Lucian Bordet nói đây là một nơi, phô trương lẻ luệt, bà Nhu chỉ nói rằng, bạn sẽ không muốn băng qua vườn để vào bếp sau khi trời tối vì bạn sẽ không muốn đâm sầm vào một con cọc. 5. Nhưng những sự hy sinh là điều duy nhất để mà chờ đợi một cuộc chiến đang tới gần. Một cuộc chiến mới sẽ được mệnh danh là chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, nhưng hồi trước khi người ta biết sẽ có cuộc chiến thứ hai, nó mang những cái tên khác. Với người Việt Nam, đó là kháng chiến chống Pháp với người Pháp đó là Gere de Indochine chiến tranh Đông Dương. Dù là gì đi nữa, nó bắt đầu ngay khi Thế chiến thứ hai chính thức trôi qua. Cuộc chiến ở Âu Châu đã để lại một nước Pháp tan hoang nền kinh tế sụp đổ, cũng như cơ sở hạ tầng và những nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam trở nên lấp lánh như ánh vàng. Chúng đã từng bị người Pháp chiếm, một lần nữa cớ sao không được. Việc tái thuộc địa hóa Việt Nam sẽ xác nhận lại những ý niệm thực dân xưa cũ về sự ưu việt của Pháp Quốc. Đó là một sự nghiệp mà cả quốc gia có thể tập hợp lại không bao giờ đếm xỉa đến những gì bản thân người Việt mong muốn. Người Pháp đã lao bổ trực diện vào Việt Minh. Pháp có một quân đội hiện đại và những vũ khí tối tân, cũng như sự tài trợ lớn hơn bao giờ hết của Mỹ. Việt Minh dựa vào tài khéo léo của các tân binh, những chiến thuật du kích bất ngờ và quyết tâm hoàn toàn của những người đến từ các làng mạc, ruộng nương và thành phố đã cảm thấy quá đủ với sự cai trị ngoại bang. Chiến cuộc diễn ra ác liệt trong 8 năm, các ước tính có khác nhau, nhưng những sử gia ước lượng số thương vong bên phía Việt Minh vào khoảng từ 250.000 đến 500.000 người. Phía Pháp thiệt hại hơn 75.000 người hơn số thương vong của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tiếp theo trên đất Việt Nam. Trận đánh quyết định của cuộc chiến tranh diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, trong một thung lũng xa về phía tây bắc của Việt Nam, gọi là Điện Biên Phủ. Quân Pháp đã bị áp đảo. Việt Minh đã bao vây được họ bằng trọng pháo và quân số. Người Pháp đã mất hết ý chí chiến đấu. Sau 100 năm, họ cuối cùng đã khăn gói về nhà. Đó là bài học đầu tiên cho thấy một nỗ lực áp đặt sự cai trị ngoại bang lâu dài lên Việt Nam là vô ích thế nào. Giá mà người Mỹ đã biết chú ý hơn, tuyến đầu khốc liệt của cuộc chiến ở rất xa nơi ẩn cư trên núi của gia đình bà Nhu. Bà Nhu đã gọi nó là Ungere một cuộc chiến nhỏ kỳ lạ. Bà miêu tả cuộc sống của bà ở Đà Lạt là an toàn và đơn giản và hoàn toàn vắng bóng chính trị. Bà Nhu chăm no một gia đình ngày càng mở rộng, sinh những em bé, quán xuyến những việc vặt vãnh trong nhà, và nấu ăn. Cũng người phụ nữ lớn lên với 20 người hầu đã đạp xe đạp đi chợ hàng ngày và đưa con gái đến trường. Ông Nhu chồng bà đang say sưa với thú nuôi phong lan, sáu, nhưng không có gì ở Đà Lạt là hoàn toàn giống với cái dường như là nó. Ngày chính tiền đề về nơi này như một hòn đảo cho sự nghỉ ngơi và yên tĩnh lành mạnh của người da trắng là một điều đại dối trá vì một điều số phận của nó không bao giờ cách ly khỏi người việt được nơi này được xây trên mồ hôi và sương máu của lao động khổ sai bất chấp nguồn vốn nhân lực vô tận và đặt nặng vào sự xa hoa các nhà sáng lập thực dân đã cạn kiệt tiền bạc chớ trêu thay khu nghỉ mát được xây dựng như một nơi trốn lánh có lợi cho sức khỏe của mọi người lại là một cái ổ phát sinh mũi sốt rét do những cái hồ nhân tạo. Đà Lạt cũng không phải là nơi ẩn náu êm đềm khỏi chiến tranh. Nó đã trở thành đại bản doanh trên thực tế của những tham vọng chính trị và quân sự của Pháp ở Đông Dương. Hơn nữa, ông Nhu không hoàn toàn say sưa với hoa lan như ông tỏ ra. Ông đang ấp ủ một cái gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Trong suốt những năm ở Đà Lạt, từ 1947 đến 1954, Ngô Đình Nhu đã gieo trồng những hạt mầm của một đảng phái chính trị, đảng mà ông gọi là Cần Lao, đảng Cần Lao nhân vị Personalist Labour Party. Nó tuyển mộ những thành viên vào một mạng lưới những chi bộ trong đó mỗi người không biết nhiều hơn một vài đồng chí trong hội. Tất cả những vận động ngấm ngầm đó đã sinh hoa kết quả, tạo ra một bộ máy chính trị với 10.000 thành viên nó sẽ ủng hộ và củng cố chiếc ghế tổng thống của Ngô Đình Diệm trong 9 năm, nhưng tổ chức này sẽ không bao giờ rũ sạch những bí mật của những năm tháng sáng lập nó. Nó đã chuốc lấy cho chính nó và người sáng lập, ông Nhu, một tiếng tăm bất chính. Nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa nhân vị nói rằng nhân cách là thuốc giải bách độc cho một cá thể. Đó là một khái niệm hoàn toàn gây bối rối. Ông Nhu đã làm quen với triết thuyết Thiên Chúa giáo mơ hồ tâm tối hồi, còn là một sinh viên năm 1930 ở Pháp. Những nỗ lực của ông để lý giải làm thế nào một triết thuyết công giáo Pháp có thể áp dụng để xây dựng một Việt Nam độc lập luôn luôn dài dòng và khó hiểu. Niềm tin của ông tuy nhiên rất nhiệt thành. Ông Nhu đang xây dựng một phương án thay thế thật sự cho Pháp lẫn Việt Minh. Ông đang gây dựng một mạng lưới những người ủng hộ cho anh trai mình là ông Diệm tôi cô đơn trong hầu hết thời gian bà nhu viết về cuộc hôn nhân của bà trong suốt giai đoạn đó trong khi ông nhu đang xây dựng nền tảng chính trị của mình vợ ông không hề biết ông ở đâu chồng tôi đơn giản là biến mất mà không nói một lời bà nhu có thể không biết chính xác chồng bà đang ở đâu nhưng bà có một ý niệm đại thể về những gì ông đang làm địa điểm trang mật không thể che đậy thực tế rằng cuộc hôn nhân của họ đã trở thành một cái gì đầy toan tính thực dụng và không có mấy thời gian còn lại dành cho tình yêu bà nhu không hoàn toàn cô độc khi chồng bà vắng bóng vì những sứ mạng bí mật của mình bà có người anh họ ở đà lạt hoàng đế bảo đại một người bầu bạn dễ chịu về mặt ngữ nghĩa ông là em họ của mẹ bà và không còn là hoàng đế nữa dù sao đi nữa bảo đại chưa bao giờ thật sự cai trị dưới chế độ thực dân Pháp, quyền vị của ông hầu như luôn luôn chỉ là một biểu tượng. Bảo Đại đã lên ngôi năm 1925 khi ông 12 tuổi. Từ trường học ở Pháp, ông đã vội vã trở về nhà để dự đám tang cha, vua Khải Định, để rồi sau đó quay về Pháp. Chiếc ngai vàng đã để trống trong 7 năm tiếp theo, trong suốt thời gian đó quan khâm sứ Pháp nắm quyền hành hoàn toàn. Đến thời điểm Bảo Đại trở lại Việt Nam năm 1932, ông đã được sửa soạn thành một thanh niên pháp hoàn hảo hoàn toàn vui lòng làm những gì mà chính quyền thực dân sai bảo bảo đại đã sống cuộc đời của một kẻ vô tư lự được nuông chiều ông đã kết hôn nhưng điều đó không ngăn cản ông theo đuổi cuộc sống ăn chơi săn bắn và đeo đuổi những phụ nữ trẻ là hai niềm đam mê của ông những hành động của ông trong Thế chiến thứ hai và hậu quả của chúng đã hủy hoại mọi danh tiếng mà Bảo Đại có thể đã bám víu vào như một lãnh tụ xuyên suốt những năm dưới chế độ thực dân. Trước tiên ông đã đầu hàng người Nhật, sau đó ông trao vương miện cho những người Cộng sản trước khi lập tức quay lại cộng tác với người Pháp trong sứ mạng thiết lập lại quyền kiểm soát Đông Dương của họ vào cuối những năm 1940. Bảo Đại lẽ ra đã trị vì ở Sài Gòn, nhưng ông đã không che giấu sự ưa thích cuộc sống ở Đà Lạt hơn ông đủ thực tế để biết rằng dù sao đi nữa ông chẳng thể làm nên trò trống gì. Bảo Đại đã hoàn toàn ý thức và cam chịu định mệnh thảm bại của ông. Khi nghe một phụ nữ từng là bạn ông bị miệt thị vì đi làm điếm, nhà vua đã lên tiếng bênh vực. Cô ấy chỉ làm công việc của mình, Bảo Đại nói, ta mới là kẻ điếm nhục thật sự. Bảy, Bảo Đại có lẽ cũng bối rối như bà Nhu bởi cách, Bizardew, cuộc xung đột kỳ lạ mà họ không dự phần vào. Hai anh em họ, xa lạ với cả phần còn lại của đất nước trong thời chiến, đã chỉ vừa vặn hình dung được mức độ đảo điên của cuộc thế. Ở Đà Lạt, hai anh em hoàng gia được ở trong một môi trường Âu hóa quen thuộc. Bà Nhu đã tháp tùng người anh họ trong những chuyến đi câu cá và đánh cặp với ông trong các ván bài bridge. Khi chồng không có ở nhà, họ đi dã ngoại và bơi thác. Từ đằng sau những bức tường màu hoàng thổ của cung điện được trang trí nghệ thuật theo phong cách chiết chung, Art Deco bà nhu và anh họ bà có thể nhìn xuống thung lũng đang khi vẫn ngồi tu lu trong thế giới của mình bà nói chồng bà biết tất cả về những buổi dạ hội ban đêm và du ngoạn ban ngày đó ông có lẽ còn khuyến khích chúng nữa mặc dù tai tiếng ngôi vị quốc vương của bảo đại vẫn có một ý nghĩa chính trị nào đó nếu ông nhu muốn xây dựng một phong trào chống pháp và chống cộng ông cần mọi sự giúp đỡ ông có thể có được một cái gật đầu của nhà vua sẽ mang lại một tính cách hợp pháp chí ít ở vẻ ngoài. Nếu tình bạn giữa vợ ông và anh họ hoàng đế của bà là điều thuận tiện, nó cũng tỏ ra chỉ là nhất thời mà thôi. Bảo Đại là một trong những nạn nhân chính trị đầu tiên của chế độ họ ngô. Ông đã trải qua phần đời còn lại trong một lâu đài siêu vẹo ở miền nam nước Pháp gần Can. Trong hồi ký của mình, bà Ngu đã nhắc đến ông anh họ của mình một cách cay đắng. Không còn lại chút hơi ấm nào của tình thân gia đình bảo đại, con bù nhìn của nước Pháp đó. Cung điện của cựu hoàng đế giờ đây là một địa danh du lịch quan trọng thu hút nhiều khách đến Đà Lạt. Nhà nước đã bảo tồn nó, không vì bất kỳ nỗi hoài nhớ về bảo đại mà đúng ra như một chiếc tủ kính trưng bày những sự xa hoa phóng túng của một kẻ ăn chơi. Nó đã được xây cho vị hoàng đế Việt Nam vào năm 1933 theo cùng một phong cách như ngôi nhà của quan toàn quyền Pháp, thậm chí sử dụng cùng loại đá granite. Cả hai tòa nhà đều có những góc cạnh hình học, những sân thượng trên mái, và những ô cửa sổ tròn lồi ra ngoài. Có lẽ hai ngôi nhà được xây dựng hệt như nhau với dụng ý thể hiện một sự bình đẳng nào đó. Nhưng điều mà chúng thật sự chứng tỏ là sự xa lạ của vị hoàng đế như một người Pháp chính cống. 8. Ngay cả khi bà Nhu đã trở thành đệ nhất phu nhân, bà và gia đình vẫn tiếp tục sử dụng nơi ẩn giật trên Đà Lạt như một chỗ sum họp đặc biệt. Đó là nơi bọn trẻ đến trường nội trú và cả nhà quê quần trong những ngày nghỉ lễ và xa cách cuộc sống ở cung điện. Lúc bấy giờ, vợ chồng ông Nhu sử dụng nhà của toàn quyền Pháp làm nơi nghỉ cuối tuần. Năm 1962, bà Nhu mời nhiếp ảnh gia Larry Barrow của tạp chí Tam Lai du ngoạn một chuyến cuối tuần ở Đà Lạt. Bà muốn anh xem và chụp ảnh về một nơi rất quan trọng với gia đình bà là như thế nào. Bà đã một mực muốn gia đình thể hiện trước mặt vị khách họ là những người bình dân rất mực bà đã chốt bỏ bộ y phục thường mặc trong cung điện vào dịp cuối tuần áo dài lụa may rất vừa vặn và tóc vấn cao đài cát bà diện một chiếc áo len dài tay và quần lửng thoải mái với mái tóc nửa đuôi ngựa đung đưa phong cách khiến một đệ nhất phu nhân 38 tuổi trông rất giống thời trẻ trung khi lần đầu bà đến sống ở Đà Lạt năm 23 tuổi bà nhu đan tay vào khuỷu tay chồng và dựa sát người ông nhìn bọn trẻ con chơi đùa trên bãi cỏ người ta có thể ngỡ họ đang ở trong một vùng ngoại ô New Jersey nào đó cho đến khi bà Nhu quỳ xuống và chỉ dạy cô con gái 2 tuổi của mình cách nhắm khẩu súng lục và bắn vào mục tiêu. Ông bà Nhu thường nói rằng khi nghỉ hưu, họ sẽ dọn đến Đà Lạt ở trọn thời gian, 9, nhưng bà Nhu không có ý định ở mãi trong nhà của quan toàn quyền Pháp. Bà đã cho xây dựng một cụm nhà tại số 2 đường Ít Kiêu, nhìn xuống một thung lũng tuyệt đẹp. Bà xây một ngôi nhà cho mình, một cho cha bà và một cho khách khứa. Những ngôi nhà sẽ quay xung quanh một khoảnh sân trong với một bể bơi nước nóng, một khu vườn kiểu Nhật, và một hồ sen. Khi hồ đầy, hình ảnh tấm bản đồ đất nước sẽ hiện ra. Biệt thự của bà được đặt tên là Lâm Ngọc, Corisuo, và được canh gác đàng hoàng. Một tháp canh khổng lồ màu xám dành cho lực lượng bảo vệ tư gia đứng sừng sững ở cổng vào. Ngay cả trong lúc ngôi nhà đang xây dựng, người ta nói rằng nếu một con chim bay lạc vào vườn, nó sẽ bị bắn hạ ngay lập tức ngôi nhà có năm lò sưởi và được trang trí với những bộ da và đầu thú hoang mà chồng bà săn được nó có một phòng bếp bằng thép sáng loáng với những tiện nghi hiện đại và thậm chí là một lò nướng hồng ngoại tất cả các phòng chính đều được trang bị cửa sập bí mật nó sẽ dẫn đến những đường hầm thoát thân chạy ngầm dưới bể bơi và dẫn vào một ngôi nhà an toàn kế bên một chiếc thang bí mật dưới giường sẽ đưa bà Nhu xuống một phòng ngầm dưới đất và một vòng khổng lồ được gia cố thép đủ chắc chắn để chống chịu hỏa lực. Người, bà Nhu không nghĩ về ngôi biệt thự nhỏ mà bà đang xây ở Đà Lạt như là sự tiêu hoang. Nhưng những ngôi nhà Việt Nam truyền thống ở vùng nông thôn vẫn còn dùng một nhà xí dựng trên những chiếc cọc, lộ xí đặt bên trên một cái hồ lúc nhúc những con cá chép hao đói số tiền bà Nhu bỏ ra để xây cho mình một phòng tắm tráng sứ và sạch bong nhiều hơn con số mà phần lớn người ta kiếm được cả đời. Ngôi nhà mất 5 năm để hoàn thành, bà bắt dựng đi dựng lại cửa trước 8 lần, cửa sổ góc được làm đến lần thứ 10 trước khi bà thấy hài lòng. Một trong 50 người làm vườn của bà, Phạm Văn Mỹ, kể rằng bà Nhu là một phu nhân rất khó phục vụ. Ông nói rằng bà hay quát tháo khi ra lệnh và đe dọa người làm nhưng rất sợ sâu bọ. Người phụ nữ ông mô tả có những sở thích rất xa hoa và thất thường. Ngôi nhà thật là xứng đáng với tiếng tâm của người phụ nữ đã cho xây nó, nhưng bà Nhu nói với tôi rằng bà không bao giờ đặt chân vào nơi đó khi nó được xây xong. Đến thời điểm mà ngôi nhà mơ ước của bà Nhu cuối cùng đã hoàn tất, sự thích thú bà dành cho nó cũng không còn. "Chúng ta nên gặp nhau," bà Nhu nói trên điện thoại không lâu sau khi bé Tommy chào đời. Đó là lần đầu tiên bà bày tỏ ý muốn gặp tôi trực tiếp ắt hẳn bà đã lập luận rằng tôi không thể âm mưu làm hại bà nếu tôi mang đứa bé bên mình, vì lẽ bà một mực đòi tôi phải mang Tommy theo. Paris có được không? Tất nhiên, thưa bà, tôi rất lấy làm vinh dự, tôi thật sự như vậy. Tôi đang lên kế hoạch một chuyến đi vào tháng 9 để giới thiệu đứa bé với những họ hàng ở Pháp của tôi. Một cuộc dừng chân ở Paris là điều thuận tiện. Tôi không kể với bà Nhu rằng tôi cũng đang định viếng thăm văn khố thuộc địa Pháp ở miền nam nước Pháp để coi tôi có thể tìm thấy những cư liệu lịch sử nào khác chăng. Đến thời điểm này, tôi biết bà Nhu tin chắc rằng lời kể của bà là thỏa đáng và không gây nghi ngờ ngay cả khi nó có những sơ hở rõ ràng đi nữa. Bà lên kế hoạch về thời gian và địa điểm. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra ở Eglai Sanh Leon, một nhà thờ công giáo không xa căn hộ của bà ở phố 15. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở gian giữa của giáo đường, trước bức tượng thánh Joseph vào 10 giờ sáng. Sau đó chúng ta có thể đi đến công viên bên kia đường, bà nói, để nói chuyện. Nơi đó sẽ rất kín đáo. Khi tôi bước vào giáo đường, những cánh cửa giống như mái vòm đóng lại sau lưng tôi, chặn lại những tia nắng mùa thu rực rỡ. Tôi nghĩ, một cách muộn màng, rằng tôi nên lo lắng mới phải. Tôi tự nhắc mình rằng tôi vừa giới thiệu Tommy cho một lão phu nhân bé nhỏ. Chuyện gì có thể xảy ra? Hẳn rồi, bà từng là rồng cái. Bà từng chỉ huy một lực lượng dân quân với những phụ nữ được vũ trang và có một đội quân hầu cận của chồng sẵn sàng chờ lệnh, nhưng bà cũng từng bốn lần làm mẹ. Tôi buộc mình tập trung vào khía cạnh đó, nhưng tôi rất bối rối. Tôi tự nhủ mình chỉ nên lo nghĩ đến việc tạo một ấn tượng tốt đẹp. Tôi mặc chiếc áo cánh sẫm màu cùng chiếc váy đỏ với thắt lưng một tông màu may mắn. Tôi buộc tóc thành búi nhỏ và mang hoa tai là những viên ngọc trai nhỏ nhắn tôi muốn thể hiện cho bà nhu thấy tôi chuyên nghiệp mà không quá trịnh trọng tôi tự nhắc mình rằng tôi đã thấy vui khi bà nhất quyết muốn tôi mang tommy theo nó đang ngủ một cách dễ thương giúp vào trong chiếc ghế đẩy có những chấm tròn cùng với chú gấu nổi bông và chiếc mền nó đóng vai trò của mình một cách đáng hài lòng phần việc của tôi là gây một ấn tượng thích hợp lễ độ thông minh và có năng lực tôi khỏi phải kiểm soát bất kỳ điều gì khác tôi tự hỏi Dòng cái trông ra sao ở tuổi 80? Tôi đã dành rất nhiều thời gian xăm soi những bức hình của bà khi còn trẻ, nhưng cái giọng mà tôi đã làm quen qua điện thoại đã gợi lên một hình ảnh khác. Trong đầu tôi, tôi hình dung bà với cùng một kiểu tóc vén cao quá đầu như xưa, ngoại trừ vẻ héo hắt do tuổi tác. Gò má của bà, tôi nghĩ, hẳn là bầu bĩnh nhưng thoa đầy phấn như một tấm giấy gạo. Bà vẫn còn dùng son môi đỏ chứ? Tôi bỗng nhiên hình dung bà không thể nào khác ngoài hình ảnh một lão bà lòm khòm và u buồn vẫn không chịu thôi dùng son môi đỏ chết vệt son hơi bị lem ra ngoài những đường nét nhăn nheo của đôi môi bà. Tôi đang buông thả trí tưởng tượng của mình. Tôi đã đến sớm, và bây giờ thì bà đã trễ. Tôi đã ở quá lâu trong giáo đường tối lờ mờ, và những viễn tưởng ùa vào tâm trí tôi. Phải chăng bà đang quan sát tôi từ nãy đến giờ, từ một chỗ ngồi trong bóng tối, chờ cho đến thời khắc thích hợp để tiếp cận tôi rào một vòng quanh nhà thờ bánh xe đầy kêu lách cách trên sàn đá lát nhưng tất cả hàng ghế đều trống trơn sau một giờ tôi nghe cánh cửa cọt kẹt mở ra bụng tôi nhộn nhạo nhưng đó không phải là bà nhu tôi quá căng thẳng đến độ nỗi thất vọng dâng lên trong tôi lại giống như một làn sóng của sự nhẹ nhõm tommy đã thức dậy những tiếng rinh rích vui vẻ của nó cuối cùng đã vỡ thành những tiếng gào khóc vang trên nền đá và giữa những thanh rầm Tôi nhấc chiếc xe đẩy lên gian bên, qua khỏi những cánh cửa đôi nặng nề, và băng qua công viên kín đáo để cho đứa bé bú. Khi tôi trở lại căn hộ của dì tôi ở Paris, tôi thấy một tin nhắn trên máy trả lời từ bà Nhu. Bà đã phá lệ bằng cách để lại lời nhắn nói rằng bà lỡ hẹn vì cảm thấy không khỏe. Chân bà đau, bà thở dài như để tỏ ý rằng chúng tôi nên trì hoãn cuộc gặp mặt. Trong lần nói chuyện tiếp theo, bà đã thật sự không nói lời xin lỗi, không rông dài nhiều lời nhưng giọng bà nghe khá hối lỗi và tất nhiên tôi tha thứ cho bà lần tới chúng tôi sẽ gặp nhau trong căn hộ của bà bà nói tôi tin bà tôi đã chờ đợi một tiếng đồng hồ lần này trong hành lang nhưng bà đã không cho tôi vào thang máy tôi lại tha thứ cho bà một lần nữa bà đã kể cho tôi một câu chuyện đáng buồn bà không chắc bà có thể tin tưởng bất kỳ ai một lần nào nữa tôi sẽ phải kiên nhẫn chứng tỏ bản thân Dòng cây vẫn ở ngoài tầm tay với của tôi như một sự trêu ngươi. Chương 8, cánh cửa mở ra trước khi tôi gõ, và John Phạm hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông là cha của chị dâu của bạn tôi, tôi đã gặp con gái ông đúng một lần, nhưng John đã chào đón tôi như một người thân lưu lạc đã lâu. Ông mặc bộ quần áo thông thường của một lão ông miền Trung Tây, chiếc áo sơ mi kẻ ca dô bỏ trong quần chinos thắt dây lưng. Nụ cười tâu tuét hết cỡ khiến đôi má của ông nhô lên thành hai quả táo hồng hào. Chào mừng đến nhà tôi, ông dạng dỡ, đoạn nắm tay tôi lắc lên lắc xuống như thể ông đang bơm nước lên từ một cái giếng vậy. Cú bắt tay của ông lão 71 tuổi hãy còn mạnh mẽ lắm. Khi còn là một chàng trai trẻ, John từng là lính bảo vệ tư gia tổng thống ở Sài Gòn từ năm 1954 đến năm 1963. Giờ đây ông sống trong một ngôi nhà nông trại có tầng lừng ở mặt Kansas của Kansas City. Ngôi nhà đã là nhà của John kể từ cuối những năm 1970. Ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền câu cá từ Đà Nẵng, nơi mà các binh sĩ Mỹ gọi là Biển Trung Hoa, chỉ ba giờ trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản năm 1975. John đến Hoa Kỳ cùng vợ và 10 đứa con với hai bàn tay trắng một trung úy thân thiết đã khuyên ông hãy đưa gia đình rời khỏi California quá đông đúc. Ông này nói. Vì vậy John đã nhìn vào bản đồ và chọn Kansas vì nó nằm ngay giữa đất nước. Những tiếng kèn co và tiếng tiêu của một show trình diễn trên TV vang vẳng xuống từ căn phòng nhỏ. Tôi nhận được lời chào đầy bẽn lẽn của một đứa cháu đang đi ngang qua và John mỉm cười với thằng bé đang rụt rè đi vào nhà bếp. Xin mời, John vừa nói vừa chỉ tôi chiếc chàng kỳ màu quả đào héo. Ngồi xuống, chúng ta hãy nói chuyện. dồn hơi thấp hơn tôi, vì vậy ngay cả khi đang ngồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ông. Màu trắng của nước da đầu lộ ra qua những lần lược trên mái tóc bạc như cước của ông. Điều đó khiến ông trông có vẻ dễ tổn thương. Tôi đã cố hình dung ông khi còn là một cậu trai 20 tuổi, dẻo dai và nhanh nhẹn. Ông Hẳn đã là một tay xạ thủ cừ khôi để được chọn làm một vệ binh trong dinh phù nhưng thật khó để dung hợp một lão ông tươi cười và ân cần trước mặt tôi với chàng thanh niên cứng cỏi lạnh lùng mà ông đã từng. John đã làm việc cho cùng một bộ máy an ninh quốc gia khét tiếng không kém những đội mật vụ ném người vào những chuồng cọp những xà lim chật ních trên đảo Côn Sơn nơi hàng ngàn người đã bị tra tấn, bỏ đói, và giết chết trong suốt cuộc chiến. Những ông chủ của John, Tổng thống và em trai ông, sống ngay trong dinh phủ gần chốt gác của John. Ông đã dành gần 9 năm để làm việc bên cạnh Ngô Đình Nhu và vợ ông, bà Nhu. Tôi ngồi vào vị trí của mình trên tràng kỳ khi tôi nhìn thấy vật trang trí trên bức tường trước mặt tôi. Chúa giê bị treo trên thập giá vàng, và ngay sát bên ngài, một bức chân dung Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một lá cờ sọc đỏ vàng treo trong góc, ngài Tổng thống đã chết hơn 40 năm, Việt Nam Cộng Hòa đã mất 30 năm, nhưng trong ngôi nhà này, quá khứ hãy còn rất sống động. Tôi trò chuyện với John đến tận chiều, mùi cỏ chanh, giấm và thịt rán xông lên từ nhà bếp. Vợ John bước vào, hay tay đặt trên tạp đề, hỏi chúng tôi có muốn dùng một bát súp không? Bà đã làm món bún bò Huế, một món thịt bò có vị rất cay từ miền Trung Việt Nam. Đang khi tôi húp xì sụp những sợi bún dài lượt thượt, John tiếp tục nói về cuộc sống trong những dinh thự của ông Diệm, nỗi hoài nhớ về quốc gia thời trai trẻ chất chứa trong giọng ông. Trong ngôi nhà này, giê -xu và Diệm đều là những đấng cứu tinh và trường tồn. Sinh ra ở miền Trung Việt Nam vào năm 1901, Ngô Đình Diệm là một học sinh giỏi khi còn là một cậu bé. Nhưng thay vì theo chân các anh đến Pháp hoặc vào học trường dòng, ông đã dấn thân vào những hoạt động chính trị địa phương. Ông Diệm bước chân vào chính quyền tỉnh dưới thời Pháp thuộc với chức quận trường khi ông 20 tuổi. Những cán bộ công chức ở Việt Nam là những sĩ phu trí thức được gọi là quan lại họ là những sản phẩm của sự đào tạo khắt khe và phải vượt qua những kỳ thi của triều đình về các môn viết, văn chương, lịch sử, và toán học. Chỉ trong một vài năm, ông Diệm đã leo lên chức giám sát hành chính. Ông là người thu thuế, quận trưởng và thẩm phán của cả vùng. Chức vụ của ông cho phép ông ngồi xe kéo, nhưng ông Diệm thích cưỡi con ngựa của chính mình do một anh phu dắt đi hơn. Ông đã đề xuất những cuộc cải cách táo bảo cho những cấp quan chức Việt, bao gồm nhiều sự tự quyết hơn trước người Pháp và được giáo dục tốt hơn, nhưng đã bị làm ngơ. Được bổ nhiệm làm tuần vũ Phan Thiết ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam vào năm 1929, ông Diệm đã nổi tiếng là người công bằng và chính trực một cách không thể lay chuyển. Ông ngay thẳng đến đổ khi người Pháp tiếp tục cự tuyệt những cải cách mà ông đã đề nghị, ông trả lại tất cả các tước hiệu, huy chương và lui về ở ẩn. Với ông thì hoặc là tất cả hoặc không gì cả. Một, ông Diệm đã đột ngột rút lui khỏi sân khấu chính trường vào năm 1933 nhưng không phải là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ông vẫn tiếp tục làm việc sau hậu trường đến năm 1954, khi ông xuất hiện trở lại như một nhân vật của công chúng. Ông bà Nhu và ba người con của họ đến sân bay Tân Sơn nhất tại Sài Gòn vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 1954, chỉ để biết rằng chuyến bay đến từ Âu Châu đã bị hoãn lại. Cùng với ông bà Nhu một đám đông vài trăm người đã chờ đợi chuyến bay hạ cánh bao gồm một tướng lãnh cấp cao trong quân đội thuộc địa pháp các thành viên của hoàng gia những nhà ngoại giao nước ngoài và những quan chức trong quân lực việt nam cộng hòa hai chồng bà nhu đã nhất quyết yêu cầu vợ và các con cùng gia nhập phái đoàn gồm một vài trong số những nhân vật quan trọng nhất toàn cõi đông dương đang chờ đợi sự trở lại của anh trai ông nhu cuối cùng Ngô Đình Diệm đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa tại một hội nghị hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong cái mà sau này sẽ được gọi là Hiệp định Geneva, các bên tham dự Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp bằng việc thống nhất chia Việt Nam thành hai quốc gia ngăn cách bởi vĩ tuyến 17. Hồ Chí Minh sẽ làm chủ tịch của quốc gia Cộng sản miền Bắc, từ tổng hành dinh của ông ở Hà Nội. Bảo Đại, cựu hoàng đế sẽ là quốc trường danh nghĩa của nhà nước mới không cộng sản phía Nam, nhưng ông vẫn đang ở Pháp. Quyền lực thật sự của chính phủ sẽ vào tay vị thủ tướng hãy còn khá vô danh mà người Mỹ ủng hộ, người đàn ông trên bức tường của John Phạm và là anh chồng bà Nhu, Ngô Đình Diệm. Dưới thời ông Diệm, miền Nam Việt Nam sẽ được giải phóng, giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân, giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản, nhưng còn giải phóng khỏi cái gì khác nữa thì chưa rõ. Trên lý thuyết, trong vòng 2 năm, vào năm 1956, cả nước sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Người Việt Nam sẽ tự quyết định những gì họ muốn, nhưng cho tới lúc đó, Bắc Việt Cộng sản ở trên vĩ tuyến 17, và một cái gì đó hoàn toàn mới đã được tạo ra ở phía dưới vĩ tuyến ấy. Ba, chờ ông Diệm tại sân bay, bà Nhu ôm bé trai út, Quỳnh, vào lòng để chấn ăn nó. Trong bóng mát nhà chờ máy bay, bà kẹp đưa bé bên hông và liên tục đi qua đi lại trên đôi xăng đan của mình. Chẳng còn tay nào để giữ hai đứa nhỏ còn lại, sau khi quan sát chúng ngọ nguậy không yên và bứt rứt những chiếc cổ áo xinh đẹp của mình, bà gật đầu với bé gái 8 tuổi và em trai 5 tuổi của nó, và chúng chạy đi, lao qua bên kia con đường nhựa sạch bong chơi trò cút bắt. Bọn trẻ đã không cần được gọi lại khi máy bay đến, nó chỉ là một cái chấm đen trên nền trời sáng rỡ, nhưng nó tượng trưng cho một cái gì đó lớn lao và hơi đáng sợ vì nó xa lạc, tự do. Lệ Thủy Việt Trác đã chạy đến đứng bên cha mẹ chúng, và cùng nhau cả gia đình năm người đương đầu với tiếng gầm giống của cỗ máy đang lao đến với đôi tay bịt chặt tay. Một người đàn ông 53 tuổi bước ra khỏi phi cơ và vẫy tay về phía những cái đầu lố nhố. Ông Diệm nheo nheo mắt lẽ nào ông không quen với ánh mặt trời nhiệt đới trói trang trong suốt thời gian xa xứ. Lẽ nào ông thậm chí có thể nhìn thấy họ đang đứng đó đợi ông. Rốt cuộc vào ngay lúc này ông Diệm trông vẫn không giống như người đàn ông trong trí tưởng tượng của nhiều người. Ông có một gương mặt tròn vành vạnh và một cái đầu hầu như dính liền với vai. Mái tóc đen của ông Diệm, bóng bẩy vuốt ngược ra sau như những chiếc lông của con thu ướt lướt thướt, làm nổi bật ấn tượng tổng thể của một chú chim cánh cụt đến từ cái bụng bự của ông, bộ com lê màu da cá mập trắng tiêu biểu, và dáng đi vòng kiềng. Ông thậm chí có lẽ đã trở nên tròn chỉnh hơn sau những chuyến đi của mình bà Nhu đã không nhìn thấy ông Diệm trong 4 năm, kể từ khi ông ra đi khỏi Việt Nam. Ngoại trừ lần ở lại ngắn ngủi với vợ chồng bà Nhu ở Đà Lạt vào cuối những năm 1940, anh trai ông Nhu đã luôn luôn có vẻ là một nhân vật xa cách với bà. Ông hầu như suýt soát tuổi cha bà, và trước chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông Diệm đã quá bận bịu xây dựng một đảng chính trị bí mật dưới cái tên Đại Việt Phục Hưng Hội hơn là quan tâm nhiều đến cô vợ trẻ của em trai mình. Khi người Pháp săn lùng ông vào năm 1944, ông Diệm đã phải trốn chui trốn ngùi. Ông trốn thoát với sự giúp đỡ của viên lãnh sự Nhật, người đã lén đưa ông ra khỏi thành phố bằng cách cải trang ông thành một sĩ quan Nhật. Ông Diệm đã vào lại Sài Gòn trong khi ông bà Nhu vẫn ở lại Huế. Ông được an toàn ở đó cho đến sau khi người Nhật đầu hàng vào cuối thế chiến thứ hai. Giống như bà Nhu, ông Diệm đã bị những người cộng sản cầm tù vào năm 1946 ông bị chặn lại trên một chuyến tàu lửa trở lại huế bị đưa đến một túp lều trên vùng núi xa xôi và bị giam ở đó ba tháng trước khi được đưa tới hà nội lãnh tụ của việt minh ông hồ chí minh đã yêu cầu một cuộc gặp mặt tay đôi bốn hồ chí minh và ngô đình diệm có một vài điểm chung cả hai đều đến từ miền trung việt nam và cả hai đều được cha họ thấm nguồn những phẩm cách của một nhà dân tộc chủ nghĩa chống pháp và chống thực dân Ông Hồ thậm chí đã học tại ngôi trường ở Huế do cha ông Diệm sáng lập. Giống như ông Diệm, Hồ Chí Minh hy vọng rằng người Mỹ sẽ giúp người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông có lý do để nghĩ như vậy, cơ quan tình báo chiến lược OSS, tiền thân của CIA, đã can thiệp vì ông Hồ khi ông bị giam cầm ở Trung Hoa Dân Quốc. Ông đã trích dẫn một phần của tuyên ngôn độc lập Mỹ khi ông tuyên bố nền độc lập của Việt Nam vào tháng 8 năm 1945 và những người lính việt minh của ông đã tham gia vào các sứ mệnh chống nhật của mỹ cùng lúc hồ chí minh là một người cộng sản sắt đá một môn đồ của các marx và là người tin vào cuộc cách mạng vô sản ông những muốn xây dựng một việt nam độc lập xã hội chủ nghĩa nhưng ông cũng biết rằng cơ hội tốt nhất để đưa việt nam đến sự độc lập đó là bằng việc tạo ra một sự nghiệp chung cho những người tư bản chủ nghĩa địa chủ và tư sản chí ít trong một thời gian xét đến sự việc họ sẽ đối đầu với nhau chỉ vừa vặn một thập niên sau không có gì đáng ngạc nhiên khi ông diệm không bao giờ công khai thừa nhận đã từng tiếp xúc với những lãnh tụ việt minh nhưng những nghiên cứu gần đây về những hoạt động của ông diệm trong quãng thời gian đó chứng tỏ rằng trên thực tế ông đã có liên hệ ông diệm đã quan tâm đến việc để ngỏ những lựa chọn của mình càng lâu càng tốt ông đang chờ xem liệu một phương án thứ ba không phải người pháp cũng không phải người cộng sản có khả thi hay không Trước năm 1949 ông Diệm rốt cuộc đã đi đến một quyết định dứt khoát. Ông cự tuyệt Việt Minh và đồng thời tuyên bố sự hợp tác của cựu Hoàng Bảo Đại với người Pháp là không thể chấp nhận được. Đứng một mình thì nguy hiểm thật, nhưng ông Diệm đã chán ngấy những giải pháp nửa vời. Tôi tán thành những cải cách xã hội triệt đề và táo bảo với điều kiện là phẩm giá con người sẽ luôn được tôn trọng và được tự do phát triển. Năm với ý nghĩa này, ông Diệm đã công bố một hiệp ước dưới tên ông vào ngày 16 tháng 6 năm 1949. Hy vọng rằng, theo học giả Edward Miller, tập hợp được mọi người dưới ngọn cờ đại nghĩa của ông. Lời tuyên bố này đã được rất nhiều người Việt Nam đọc và ghi nhớ, nhưng nó đã không tạo ra một làn sóng mến mộ mới mẻ dành cho ông Diệm tác động ngay tức thì của nó là làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn của cả người Pháp và Việt Minh. Ông Diệm đang tuyệt giao với mọi người nhằm bắt đầu lại một cái gì đó mới mẻ. Sau chuyến lưu trú ngắn ngủi với gia đình ông Nhu ở Đà Lạt, ông Diệm xuất dương để tìm kiếm những đồng minh mới, mà đầu tiên, không có kết quả, đến Nhật Bản và sau đó đến Mỹ. Ông Diệm đã nhận ra ông có thể lợi dụng mối ác cảm lịch sử của người Mỹ đối với chủ nghĩa thực dân. Ông đã đến vào một thời điểm không thể thích hợp hơn. Đó là vào thời kỳ đỉnh điểm của nỗi sợ đỏ, những người Mỹ đang xây hầm tránh bom và dạy trẻ em trốn tránh những bức xạ của bom hạt nhân Nga dưới bàn học ở trường. Kỷ nguyên McCarthy là thời điểm hoàn hảo để ông Diệm xuất trình tấm căn cước chống cộng của mình. Ông đã thành công một cách khó tin trong việc tìm kiếm những người có ảnh hưởng đồng cảm với chính nghĩa của ông. Hồng y giáo chủ đầy quyền lực Francis Spellman, cùng với các học giả, hàng tá thành viên quốc hội, bao gồm thượng nghị sĩ trẻ đến từ Massachusetts, John F. Kennedy và ngay cả y. Bill Donovan, người sáng lập ra OS, thầy đều bày tỏ sự khâm phục đối với ông Diệm. Sự ủng hộ và khích lệ tinh thần thực là tốt đẹp và gây phấn chấn, nhưng công việc quyết định thì đang diễn ra ở Việt Nam, như bà Nhu biết rất rõ. Chồng bà, em trai ông Diệm, là người đang đặt nền móng cho sự trở lại của ông Diệm. Chỉ có chống cộng không thôi thì không đủ ở đây còn cần đến một triết lý chính trị thật sự. Ông Nhu đã mô phỏng triết lý nhân vị chủ nghĩa của đạo công giáo sao cho phù hợp với tình hình đặc thù của Việt Nam, một công cuộc đồ sộ gây ấn tượng bởi tính táo bạo hơn là những kết quả của nó. Đảng Cần Lao đã sẵn sàng để trở thành nền tảng thiết thực cho một phong trào chính trị. Ông Nhu liên kết với các nhà hoạt động công đoàn, ủng hộ sự xây dựng các liên minh công nông, và xuất bản một tập san chính trị gọi là xã hội, binh vực các nghiệp đoàn. Bà Nhu đã rời Đà Lạt năm 1953 khi ông Nhu kêu gọi bà và các con chuyển về Sài Gòn để hỗ trợ ông Diệm lên nắm quyền. Họ thuê 5 phòng kề nhau sát bệnh viện ST, -PA. Hai phòng làm nhà in cho tờ tuần san của ông Nhu, và ba phòng còn lại được dùng làm khu vực sinh hoạt cho gia đình 5 người. Bà Nhu đã trang hoàng phòng ngủ bằng những đồ đạc cũ bà tìm thấy ở chợ trời. Những hoa văn chạm trổ trên đồ gỗ làm bà vui thích chúng đủ tao nhã để khiến người ta hình dung rằng một gia đình thực dân khá giả nào đó đã bỏ lại chúng khi họ trốn chạy về Pháp. Đó là sự an ủi đôi chút cho cái đại bản doanh, đầy cứt rồi, mà họ sống trong đó. Bà Nhu mô tả những ngày đầu ở Sài Gòn là vô vị đến mức bà muốn khóc. Nhà văn pháp Lucien Bordet đã từng nhìn thấy khung cảnh lè loẹt rẻ tiền lúc bà còn ở Đà Lạt. Ông tả lại hoàn cảnh ở Sài Gòn của bà thậm chí tồi tệ hơn. Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi băng qua một cái sân bụi bặm phơi đầy quần áo từ một hành lang lợp tôn hiện ra một phụ nữ trẻ mặc áo dài trắng và quần xanh trông cô ta thật lôi thôi lách thếch, bọn trẻ con bám lấy cô ta cô ta tiều tụy bởi nỗi thất vọng biến độ tôi đã không nhận ra cô ta đây không phải là cuộc hôn nhân hay cuộc sống mà cô đã được sửa soạn cho tất cả những gì cô ta phải làm là giặt rũ nấu ăn và tắm rửa cho con sáu một buổi chiều bà Nhu đang thiêu thiêu chợp mắt thì giật mình dậy bởi những tiếng tụi ầm ĩ đến từ phòng in tờ tập san của chồng ở sát bên. Bọn trẻ vẫn đang ngủ nên bà lèn vào bên trong không một tiếng động. Bà nhìn thấy những tấm lưng của tám người đàn ông, mặc quần áo trắng và đội nón rơm giống hệt nhau, trâu đầu xung quanh một cái gì đó dưới đất. Tầm nhìn bị khuất, và bà không thể nhận rõ cái gì đang ở trước mặt họ. Thay vì cảm thấy sợ, bà Nhu điên tiết với ý nghĩ rằng những người lạ đã xâm phạm vào chỗ ở của gia đình bà. Bà sắp sửa hiểu được cái gì đang diễn ra. Bà tháo một chiếc guốc ra, một loại guốc đế mềm bà mang đi trong nhà. Nhưng bây giờ bà sử dụng nó với mục đích khác. Bà đập chiếc guốc vào lưng người đàn ông gần bà nhất. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bà hỏi, bảy người kia dừng cái việc họ đang làm và bước lùi lại đủ để lộ ra một người đàn ông đang cúi thu lù dưới sàn anh ta ngồi thẳng dậy và hạ hai tay xuống khỏi đầu, và đó là lúc bà Nhu thấy rằng họ đang đánh đập người đàn ông mà chồng bà đã thuê để chạy nhà in. Anh ta bò lết trên hai chân, máu chảy xuống mặt. Thay vì nói lời cảm ơn, anh nhô người lên thành một cây nhún vai và cười với bà Nhu một nụ cười gượng gạo. Ồ, không có gì đâu, anh ta nói với tất cả vẻ hờ hững. Anh ta có thể huy động và tự làm mình bận rộn bằng việc rút một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc rúng gió bà Nhu nhìn xung quanh, nhưng không ai khác trong phòng cử động. Người đàn ông này rõ ràng không muốn sự giúp đỡ của bà, nên bà bước lùi lại. Bà có thể làm gì đây? Niềm kiêu hãnh bị tổn thương và nỗi thất vọng trào dâng, bà Nhu mang lại chiếc guốc và sải bước ra khỏi phòng. Bà ra mình trong nhà cho đến lúc chồng về, bà lao vào vòng tay ông, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Những người đàn ông đó là ai? Nhưng ông Nhu không đáp, bà tự thấy mình đang lấy làm kinh ngạc về người đàn ông bà đã kết hôn chẳng phải bà đã cứu người làm của ông khỏi bị thương hay sao chuyện gì xảy ra nếu ông nhu ở trong văn phòng hay đang bày mưu tính kế như thường lệ trong một tiệm cà phê vô danh nào đó liệu họ có làm hại ông ấy không nỗi âu lo của bà nhu rốt cuộc đã khơi ra một câu trả lời nhưng không phải câu trả lời mà bà mong đợi ông nhu giữ một thái độ lạnh nhạt và nở nụ cười tâu toét như thường lệ Hãy lo việc của em và đừng dính vào ông nói và mặc cho nụ cười trên gương mặt ông, bà biết đó là một lời cảnh cáo. Về phần người đàn ông làm việc trong nhà in, người mà bà Nhu biết chắc chắn mình đã cứu mạng anh ta vào ngày đó, anh ta tiếp tục làm việc ở phòng sát bên. Và mỗi lần nhìn thấy anh ta, bà Nhu lại một lần nữa được nhắc nhở về việc giữa bà và người chồng lúc bấy giờ là một khoảng cách xa xôi vời vợi đến thế nào. Ông Diễm, thân thủ tướng đã đối mặt với tất cả mọi loại vấn đề trong lần trở về Việt Nam năm 1954, bắt đầu với sự kiện rằng ông đã kế thừa một hệ thống đổ vỡ. Ngân khố quốc gia trống rỗng, người Pháp đã không đào tạo những nhà quản lý người Việt thạo việc. Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn bị tê liệt về quân sự và chính trị. Những băng đảng thống trị các thành phố, chợ đen mọc lên như nấm, những thành phần chi phối kinh tế là ma túy, cờ bạc và mãi dâm dòng người tị nạn từ miền bắc chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm không có đủ chỗ cho tất cả những người tị nạn sống và làm việc họ dồn nhung nhúc xung quanh sài gòn những gia đình ngủ chen chúc trong những ống xây dựng bằng xi măng sau khi chia đôi đất nước hiệp định geneva có một điều khoản cho phép người dân vượt qua cả hai phía của đường biên giới nhưng mọi sự di cư sẽ phải diễn ra nội trong giới hạn nghiêm ngặt một năm quân đội pháp và hải quân mỹ đã cung cấp phương tiện vận tải hậu cần cho những người miền bắc đang chạy vào nam trong đó hoa kỳ tài trợ hầu như tất cả ngân sách cia cũng gửi một đội quân để thuyết phục càng nhiều người miền bắc di cư vào miền nam càng tốt tạo ra bằng chứng rằng nhân dân đang bỏ phiếu bằng chân cho người của mỹ ông diệm và lời hứa về một việt nam tự do bảy nhưng không ai tưởng tượng được lại có nhiều người đã ra đi như vậy một cuộc di cư khoảng một triệu người từ miền Bắc Cộng sản đổ vào miền Nam. Với tất cả những gì Việt Minh đã làm, lôi cuốn bản năng dân tộc chủ nghĩa nơi nhiều người Việt Nam và thành công trong công cuộc đánh đuổi người Pháp ra khỏi bờ cõi. Một bộ phận dân chúng vẫn quá khiếp sợ chủ nghĩa Cộng sản để nán lại và chứng kiến nó hành động. Có những lời thì thầm về những cái sắp xảy đến, sự thanh trừng giai cấp, cải cách ruộng đất, và sự xâm phạm của nhà nước vào những sự vụ địa phương đó là chưa nói đến tôn giáo đặc biệt những người công giáo đã lũ lượt tháo chạy dòng người đi ngược lại hầu như chỉ là nhỏ giọt những cán bộ cộng sản cao cấp nhất ở miền nam tập kết ra bắc và chính phủ ông hồ chí minh đã triệu hồi những đơn vị quân đội nhân dân nổi bật nhất nhưng kêu gọi những người còn lại vốn đã biểu thị sự tán thành chủ nghĩa cộng sản ở lại ra bắc nghĩa là chiến thắng ở lại miền nam là gặt hái thành công tám những người ủng hộ việt minh ở miền nam lui vào vòng bí mật họ sẽ có ích vào một lúc nào đó khi cuộc đấu tranh tái thống nhất được khởi sự áp lực dân số tức thời trên việt nam cộng hòa đã đe dọa làm sụp đổ chế độ mới ngay cả sự đánh giá của quân đội mỹ về hoàn cảnh mà ông diệm lâm vào cũng đáng lo ngại những vấn đề mà vị tân thủ tướng đối mặt thật quá nhiều và quá khó khăn bản báo cáo kết luận đến độ có lẽ là không khắc phục được chín không lâu sau khi ông diệm trở lại bà nhu nhận ra với nỗi khiếp sợ rằng việc ông lên nắm quyền cai trị việt nam cộng hòa đã là một mưu đồ tinh vi bất kỳ ai đối mặt với tình trạng hỗn loạn này đều chắc chắn phải thất bại và người pháp căm ghét ông diệm đủ để muốn hủy hoại ông ông anh chồng của bà hiển nhiên đã thể hiện một cá tính độc lập và vô ơn đối với sứ mệnh khai hóa của người pháp nếu ông diệm thất bại người pháp có thể biện luận một cách hợp lý việc thay thế ông bằng một ai đó dễ phục tùng ảnh hưởng của họ hơn Bà Nhu không phải đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Người Pháp thật sự đang tìm cách tống khứ ông Diệm, như Edward đều đã xác nhận. đều đã gia nhập quân đội Mỹ sau vụ chân châu cảng và được tuyển mộ vào ngành tình báo quân sự, sau đó là os bởi White Bill Donovan. Ông đã trở nên nổi bật với sự thành công trong những chiến dịch chống nổi loạn và được gửi đến Việt Nam năm 1954 để điều hành sứ mệnh quân sự ở Sài Gòn. Khi các quan chức người Mỹ khác cố truyền đạt những nỗi ngờ vực về vị lãnh tụ Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Dwight D. Eisenhower và Bộ Ngoại giao ở Washington, Landale đã khéo léo lẩn tránh và phản bác lại, xác định một lập trường tái xác nhận sự ủng hộ của Mỹ vào vị lãnh tụ ở Sài Gòn. Một số người nói rằng Graham Greene đã xây dựng nhân vật hảo hán giang hồ và ngây thơ một cách nguy hiểm Odin Pai trong người Mỹ trầm lặng dựa trên Landale, nhưng nhiều người Mỹ nghĩ rằng ông là một người hùng của sự nghiệp chống công. John F. kennedy là một trong số những người coi lendale là một james bon có real map ở bên này đại tây dương nếu có một điều gì nữa về ông thì đều là một nhân chứng về sự can thiệp của người pháp vào chính quyền ông diệm theo quan điểm của lendale người pháp cảm thấy ông diệm là một thứ muối sát vào vết thương nhức nhối của họ việc pháp mất đông dương vào tay của một đạo quân cộng sản đã đủ tồi tệ và giờ thì ông diệm lên nắm quyền một thế kỷ của niềm kiêu hãnh thực dân pháp đang lâm nguy ông lại đang thay tên những con đường theo tên những nhà ái quốc việt nam quốc hữu hóa các ngành công nghiệp của pháp và ra sức làm cho những người pháp còn lại ở việt nam cảm thấy không được hoan nghênh người pháp nhận thấy rằng để tự bảo vệ bản thân và lợi ích chiến lược lâu dài của mình ở đông dương họ cần rũ bỏ ông diệm có những người đã hiểu chuyện nhanh hơn ngay từ ban đầu chồng của bà nhu đã tỏ ra vô cùng lo lắng Việc anh trai ông không ý thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng cực kỳ của tình hình ở Việt Nam khi ông tiếp nhận chức thủ tướng từ Hoàng đế Bảo Đại năm 1954, ông Diệm đã hình thành một nỗi căm ghét mù quáng với người Pháp và với người đã ban cái vinh dự hiểm độc của chức thủ tướng cho ông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyên cáo rằng Bảo Đại đừng bao giờ nên trở lại Việt Nam vì ông sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. 10. Một khi những hàm ý sâu xa đã được hiểu rõ bà nhu coi âm mưu đó là chuyện rất riêng tư sau tất cả những giờ ở bên ông anh họ ở đà lạt vuốt ve niềm kiêu hãnh và đánh bóng cái tôi của ông bà cảm thấy mình bị phản bội bà đã còn dám nghĩ rằng vì bà bảo đại đã trao cho ông diệm một cơ hội làm người vĩ đại bà có thể đã tự hào về chuyện đó khi nhiều điều khác chưa lộ ra giờ đây bà thấy rằng anh họ bà đã lợi dụng bà và gia đình bà bà sẽ không tha thứ cho ông ta lẫn người pháp năm 1954 và 1955, ông bà Nhu đã kết thân với những người Mỹ, và bà Nhu đã trở nên gắn bó với một phụ nữ trạc tuổi bà tên là Virginia Spen. Spen là một nhân viên hợp đồng của CIA mà nhờ nói trôi chảy tiếng Pháp đã được gửi đến Sài Gòn không kinh qua sự huấn luyện tác nghiệp. CIA mô tả tình bạn của cô với bà Nhu là chân thành, và ông Nhu tất nhiên đã khuyến khích vợ theo đuổi nó. Vì tình bạn của họ, bản thân ông Nhu nổi lên trong mắt Spen như kẻ hứa hẹn nhất với một phần số không mấy ấn tượng. Mô tả của cô về ông đầy sự hoài nghi, ông là một kẻ lập mưu bẩm sinh, và bản chất vụng trộm của vai trò ông trong chính quyền ông Diệm dường như đã củng cố phân tích đầu tiên của cô. Cô cũng mô tả ông như một gã thôn quê mù ngờ nghịch có thể mau chóng rước lấy những rắc rối quá sức vào mình. Ông ta hoàn toàn cả tin trước bất kỳ điều gì một người bạn nói ra. Ông có một tư thế chính trị nhất định và một thiên bẩm tuyệt vời trong việc biến không thành ra như có. Vì vậy ông Nhu là một nhà chiến thuật có đôi chút dáng dấp, và theo như Spen nhận thấy, không ai sánh được với Nhu trong tư cách một nhà hoạt động chính trị hiệu quả. Những người bạn Mỹ khác của ông bà Nhu ở Sài Gòn, ông bà Paul Houth, cũng là những nhân viên CIA. Ông bà Haos đã làm cha mẹ đỡ đầu trong lễ thêm sức của con gái lớn nhà ông bà Nhu, lệ thủy các nhân viên cia và ông bà nhu đã có mối quan hệ thân thiết đến độ họ có thể đùa cợt với nhau về hầu hết mọi chuyện ông nhu trêu chọc vợ trước mặt những người bạn mỹ bằng cách gọi bà là một kẻ ngoại giáo vì việc bà cải sang đạo công giáo khá mới đây và bà nhu trêu trả về việc các anh trai của ông nhu trông mới vụng về thô kệch thế nào bà nhu hài lòng bầu bạn với những người mỹ đến ở sài gòn họ là những người thật thà với họ ta có thể dễ dàng hòa thuận mà không có cái gánh nặng thực dân và sự tự phụ kinh kiệu của người Pháp. Giống như người bạn Nhật từ thời thơ ấu của mình, những người bạn mới của bà Nhu cũng là những người ngoại cuộc, vốn làm cho bà cảm thấy dễ chịu khi ở với họ. Bà Nhu thích chia sẻ một chuyện buồn cười về con trai bà, Quỳnh, người mà bà gọi là Quang Quang. Câu chuyện đã bằng cách nào đó vào được những bức điện tín gửi về đại bản doanh CIA. Đứa trẻ có lần đi lang thang vào cuộc họp nội các để tìm bác diệm của nó. Ai đó chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh ở cuối phòng hội nghị và quang quang mở cửa ra, thấy ông thủ tướng đang ngồi. Bắt trước điệu chào theo lễ nghi, quang quang giơ tay và bắt đầu hát quốc ca. 11. Tướng Nguyễn Văn Hinh, thủ tướng Nguyễn Văn Tâm thay cho ông Diệm ở Sài Gòn, người Pháp thật sự mong muốn tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quyền. Ông 38 tuổi và không có kinh nghiệm chính trị nào ngoại trừ việc đã chứng kiến sự nghiệp sụp đổ tan tành của cha ông, Nguyễn Văn Tâm vị Thủ tướng bất lực đã làm việc cho người Pháp trong hai năm 1952 và 1953. Hình là một quân nhân, được đào tạo ở Pháp và đã chiến đấu cùng người Pháp chống lại người Ý và Đức trong Thế chiến thứ hai. Trong suốt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông Hình lãnh đạo quân đội quốc gia Việt Nam, lực lượng người Việt chiến đấu bên phe Pháp chống lại Việt Minh và chống lại cách diễn giải về độc lập của Việt Minh. Người Pháp tin rằng nếu người của họ là ông Hinh cầm quyền. Ông sẽ giữ cho mọi thứ vận hành trôi chảy, trong khi họ chắc chắn là ông Diệm sẽ cố cắt đứt các mối quan hệ với họ. Ông Huynh sẽ tiếp tục sử dụng các kênh giao dịch đã sẵn có các công ty của Pháp và cung cấp tiền trà nước đâu ra đó. Ông Huynh và người Pháp đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực chống Diệm ở Bình Xuyên, một băng thủy tặc điều hành ngành cờ bạc, mãi đầm, và bảo kê ở Sài Gòn. Cùng với nhau, họ bắt đầu lập mưu hạ bệ ông Diệm tất cả họ đều biết rõ là nên đứng về bên nào. Sài Gòn hãy còn là một thành phố nhỏ về nhiều phương diện. Chỉ một vài quán cà phê và nhà hàng mua vui cho những thị hiếu đã âu hóa. Hầu hết những hoạt động kinh doanh cao cấp đều nằm dọc theo con đường mà lúc bấy giờ vẫn được gọi là Caternus, mặc dù ông Diệm đã đổi tên nó thành đường tự do sau khi Pháp bị bại trận và bắt đầu rời bỏ đất nước. Seco Sportif, một câu lạc bộ bơi lội và quần vợt vẫn ở lại hoạt động bằng cách thay đổi lực lượng thành viên là cộng đồng doanh nhân và chính trị người Việt. Bà Nhu biết về những việc làm của tướng Hinh xung quanh thành phố đủ để khiến bà tức giận. Bà biết rằng ông ta đang được chống lưng bởi người Pháp và rằng anh họ bà, Bảo Đại, sẽ ban cho hinh sự hỗ trợ thiết thực hơn là ông ta đã từng cho diệm. Tay tướng quân đội đã công khai khoe khoang với các bạn bè rằng ông ta sẽ hạ gục ông diệm và còn dám nói thêm rằng ông đã có kế hoạch giữ bà Nhu lại làm vợ lẽ của mình như chuyện vẫn thường thấy trong cái thế giới nhỏ bé của Sài Gòn, bà Nhu và tướng Huynh đã giáp mặt nhau tại một bữa tiệc. Bà dướng thẳng hết chiều cao chưa tới mét sáu trên giày cao gót của mình và ném sự khinh miệt vào mặt vị tướng đang giật mình hoảng hốt. Ông sẽ không bao giờ lật đổ được chính quyền này vì ông không có gan, gần như không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Bà Nhu tiếp và nếu ông lật đổ được nó, ông sẽ không bao giờ có được tôi vì tôi sẽ cắt cổ ông trước bà đã công khai tham chiến. 12. Công chúng nhìn nhận ông Diệm là một người ngay thẳng với những chuẩn mực đạo đức vời vợi không dễ dàng bị hù bại và sẽ không tha thứ tội hối lộ. Nếu ông có lỗi gì, đó là việc ông thiếu sự tinh danh đường phố ông không biết thật đầy đủ về hoàn cảnh ông đưa chân vào. Để làm trầm trọng thêm vấn đề, bên cạnh những nỗi gian nan từ bên ngoài mà ông Diệm mới chân ướt chân giáo trở về phải gánh vác một vị tướng được người Pháp bảo trợ, đang tính chuyện táo bảo một triệu người tị nạn vô gia cư, hai giáo phái tôn giáo hùng mạnh, một lực lượng cảnh sát bị băng đảng giật dây và những khốn khổ không nói thành lời của một nền kinh tế ảm đạm ông là một chính khách tôi. Ông đơn giản là không thể kết nối với những người mà ông đã tận tâm ra sức đại diện cho họ. Len đều đã nhận xét từ ngày đầu về việc một quan chức cấp cao Việt Nam có thể hoang phí vốn liếng chính trị của mình một cách bất cẩn đến thế nào. Len đều đã đến Sài Gòn ngay trước ông Diệm, và ông đang háo hức chờ đón vị tân thủ tướng. Nhưng vào ngày ông Diệm trở lại Sài Gòn theo lịch trình, đều tự nhiên quyết định theo dõi sự trở lại thành phố của ngài thủ tướng cùng với dân chúng Việt Nam thay vì gia nhập phái đoàn ngoại giao tại sân bay. Những đường phố đông đúc, những cảm xúc dâng trào, người ta điệu con lên vai để chúng một lần được thoáng nhìn thấy tương lai mới mẻ của Việt Nam. Và chúng tôi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi một cái gì đó xảy ra và bất thình lình vượt qua chúng tôi với tốc độ 60 dặm một giờ là một đoàn mô tô hộ tống một chiếc xe hơi đóng kín cửa. Bạn không thể thấy bất kỳ ai trong đó, có một nỗi thất vọng thật sự giữa những người Việt Nam, những người thậm chí đã không thể thoáng nhìn thấy ông Diệm. Ở đây là nhiệt tình sôi sục của một đám đông dân chúng thân thiện đã không được nhìn thấy xô diễn mà họ mong muốn hay tung hô người đàn ông của họ. Lên đều nghĩ điều đó cứ như thể ông Diệm đã hoàn toàn không muốn gần gũi với dân chúng. 13. Trên thực tế, Len đều đã bỏ lỡ cái điều dự kiến là thật sự đáng xem. Ông Ngưu đã cố gắng hết sức để đánh dấu lần trở về Sài Gòn của anh trai ông như một dịp trọng đại. Để vinh danh ông Diệm, các công chức đã được cho về sớm để gia nhập vào, cùng với hàng trăm người khác, một cuộc tụ họp trước dinh độc lập. Kế hoạch của ông Ngưu đã không sơ sẩy một ly, khi ông Diệm về tới dinh, ngay cả những chiếc loa cũng được lắp đặt hoàn hảo những lời bình luận của ông Diệm gây một tác động tốt đẹp. Ông nhận được sự tung hô vang dội từ đám đông, nhưng điều đó không được các nhà ngoại giao và quan chức chứng kiến bởi họ không có mặt ở đó. Thay vì vậy, họ rời khỏi phi trường với ấn tượng rằng ông Diệm chẳng có gì nổi bật. Đó là may lắm. Một vài người, như Lendale, nghĩ vị tân thủ tướng là kẻ kiêu kỳ lạnh lùng. 14 những toàn tính sai và hiểu lầm giữa anh em nhà họ Ngô với người nước ngoài sẽ còn dai dẳng trong suốt thời gian cầm quyền còn lại của ông Diệm. Thay vì bận tâm về nghi thức ngoại giao hay tưởng tượng ra những phương thế khác để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, ông Diệm dành thời gian tự tay ký tất cả những thị thực xuất nhập cảnh. Sự không sẵn lòng giao phó ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhặt nhất có nghĩa là ông làm việc 16 hay 17 giờ một ngày khi không còn có thể mở mắt bên bàn làm việc ông sẽ đem một chồng giấy tờ lên giường ông diệm là một nhà quản lý tệ hại phần nào vì ông không tin tưởng bộ máy quan liêu mà ông được thừa kế người pháp đã huấn luyện nên những thuộc cấp người việt thụ động và lo chuyện bảo toàn tấm thân hơn là gìn giữ nước nhà ngân khố trống giống của ông diệm và sự thiếu khả năng trả lương cho nhân viên chính phủ càng làm trầm trọng thêm cái hệ thống đã suy sụp tuy nhiên các anh em ông là những người ông biết có thể nhờ cậy Vị Tân Thủ tướng đã không ngợi lên nhiều hy vọng nơi tướng Di, Lorton Colin, đặc phái viên Chính phủ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Colin thấy ông Diệm hoàn toàn cứng đầu cứng cổ, không sẵn lòng tiếp nhận những gợi ý và vận dụng óc suy xét tồi tàn đến độ chính phủ của ông rốt cuộc sẽ thất bại. Thay vì làm cho mọi chuyện tốt hơn, theo quan điểm của Colin, các anh em của ông lượn lờ xung quanh vị lãnh tụ, lôi kéo dày già suốt cả ngày và ông cảnh báo rằng việc gia đình kẹp ngày càng cứng vào chiếc cổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn dĩ đã tàn tệ. 15. Bà Nhu đã dấn thân vào một khoảng trống chính trị tạo ra bởi vị thủ tướng lạnh nhạt suốt ngày cạo giấy và người em trai thậm thụt của ông. Cả hai anh em đều không có khả năng thiên bẩm, không có óc kịch nghệ, và có lẽ không có bụng dạ nào để chiến đấu nữa. Bà Nhu có cả ba có chỗ thử lẫn là đồng khác nỗ lực của óc sáng tạo chính trị đầu tiên của bà đã diễn ra tại một nhà hàng ở chợ lớn, một khu phố người Hoa. Buổi ăn tối được thiết đãi bởi vị tân phó thủ tướng của ông Diệm, người đồng thời là bộ trưởng quốc phòng của ông và anh họ của bà Nhu về đằng cha của bà một người đàn ông tên Nguyễn Văn Xuân. Với bà Nhu và chồng cùng những người Việt khác trong chế độ ông Diệm, khách dự bữa tiệc tối bao gồm hai cố vấn cấp cao ở Tòa Đại sứ Pháp. Bà Nhu đã lợi dụng dịp xã giao này để thúc ép những người Pháp bà biết rất rõ họ không thể thú nhận rằng người pháp muốn hất cẳng ông diệm nhất là tại một bữa tiệc tối được chiêu đãi bởi vị phó thủ tướng và trước mặt cô em dâu của ông diệm nhưng nụ cười xã giao của bà nhu che đậy một trí tuệ chính trị sắc sao vì lẽ gì bà hỏi một cách duyên dáng họ không đẩy tướng huynh qua pháp cho rồi một trong hai vị cố vấn pháp đưa ra thử thách nhẹ nhàng như thể cho một cô bé nữ sinh nếu bà có thể đưa ra năm dấu hiệu cho thấy ông huynh là người thừa họ sẽ đích thân tiễn ông Huynh ra đi. Bà Nhu bỏ qua những tình tiết giao đãi cầu kỳ và ném cái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông. Các ông sẽ có hàng triệu, bà bảo với họ. Những người Pháp có thể vẫn đã cho rằng cuộc trao đổi này chẳng gì hơn là sự tán tỉnh vừa vịt giữa buổi tiệc tối thì bỗng họ kêu lên qua món ăn giang giờ đầu tiên. Nhưng bà thật nguy hiểm, mà thử thách này ắt hẳn sẽ làm khuất phục bất kỳ ai. Nhưng bà Nhu đã có một sứ mệnh. Trong vòng vài giờ của buổi tiệc tối, bà cũng gặp một sự trùng hợp ngẫu nhiên hữu ích. Chồng bà đã giữ im lặng suốt buổi tối, nếu ông có bất kỳ suy nghĩ nào về cuộc trao đổi giữa vợ với những người Pháp, ông giữ nó cho riêng mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng, ông và vợ mỗi người mỗi ngả. Ông Nhu về dinh gặp anh trai, và bà Nhu về nhà một mình như thường lệ. Tại cửa bà gặp hai người đàn ông trông lôi thôi lếch thách. Họ thất thểu và xây xước, tự giới thiệu mình là Quang và Hùng họ đang đợi chồng bà họ giải thích chúng tôi đại diện cho hàng triệu nạn dân đã đến khi chúng tôi nghe ông diệm nhận được quyền bính từ vua bảo đại nhưng tình hình thực tế không thể chịu được vì cảnh sát bình xuyên đã quấy nhiễu chúng tôi ngay cả nếu chúng tôi muốn quay lại cũng không được chúng tôi sẽ làm gì đây đây là thời cơ cho một triệu dấu hiệu mà bà đã hứa tại buổi tiệc tối đừng làm gì trong lúc này bà nhu lạnh lùng trả lời nhưng khi đến lúc các anh hãy nghe và làm chính xác điều tôi nói trong tháng tiếp theo, bà Nhu làm việc trong âm thầm. Bà đã cho in những băng rôn và làm việc để sắp xếp những đám đông dân lánh nạn miền Bắc vào mạng lưới những người tham gia. Bà đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình đại quy mô ủng hộ ông Diệm. Những người tham gia sẽ tuần hành trên đại lộ hứa bồn hòa, rẽ qua đường Chasloploba cũ, và đột ngột đến trước dinh độc lập. Ngay cả người Pháp cũng không thể phủ nhận một sự thể hiện ý muốn rõ ràng như vậy của người dân. Nhưng đến thời điểm bà Nhu đến địa điểm meeting đã định vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 1954, cảnh sát đã có ở đó. Họ là người của tướng Hinh, với những khẩu súng thuê của băng đảng Bình Xuyên. Họ đang cố gắng giải tán một đám đông 4.000 người bằng cách chĩa lưỡi lê và gào thét vào đám dân lánh nạn đang run lẩy bẩy. Bản tường trình của quân đội Pháp mô tả những phát súng nổ, một số người bị thương, và ít nhất một người chết. 16. Bà Nhu trên chiếc xe hơi pan hát nho nhỏ màu lục nhặt len lỏi qua một biển xe xích lô và những vành nón lá bập bềnh của những phụ nữ đang trên đường đến chợ. Bà đã rẽ ngột để tránh những chiếc xe đầy hàng rong, nhưng đó là một cảnh tượng nhốn nháo vô cùng. Bà Nhu nhảy ra khỏi chiếc xe hơi nhưng còn để nổ máy. Xài những bước dài hết mức xẻ đôi của tà áo dài, bà tiến thẳng lại chỗ những gã đàn ông mang vũ trang bà không thể để cho những tên du côn này làm chật đường dây cuộc biểu tình của mình và phải động não thật gấp gáp bà đã làm cái điều mà bà giỏi nhất bà gây một màn cãi vã kịch tính bà nhu bắt đầu nhiếc móc đám người vận dụng hết hơi sức trong buồng phổi hét to các anh là loại cảnh sát gì các anh tính làm gì những người nghèo khổ vô phương tư vệ này các anh có sợ tôi không bất thình lình một đám đông thù địch bình xuyên vây lấy bà khi họ tiến tới gần bà với những khẩu súng vẩy lên bà nhảy vào xe hơi gào to bắt tôi nếu các anh có gan và lái xuyên qua hàng rào những tên ác ôn vai mang súng tiểu liên thompson những hành động rất sân khấu của bà nhu đã làm sao lãng đám lính đủ lâu để cho phép cuộc mít tinh tiếp tục dân chúng diễu hành từ nhà thờ lớn đến dinh răng những biểu ngữ thống nhất và độc lập cho việt nam và đả đảo những kẻ phá hoại nền độc lập quốc gia đám đông hô khẩu hiệu ủng hộ ông Diệm, ông Diệm có vẻ giống như là một người anh hùng đã cứu giúp dân lánh nạn, và tướng Linh bị đẩy vào tình thế bất lợi. Từ nước Pháp xa xôi, vua Bảo Đại không thể công khai ủng hộ ông Hinh mà không tự biến mình thành một quân vương nhẫn tâm và đánh mất chút ít sự tôn kính cuối cùng dành cho ông. Không lâu sau đó, ông Linh bị trục xuất qua Pháp và không bao giờ quay trở lại. Bà Nhu Hưởng nhận tất cả công trạng của việc đạo diễn cuộc meeting và sau đó là một phần công trạng của việc đến giải cứu một cách táo bạo bất chấp đám tay sai của bọn giặc cướp. 17. Những người cùng dự tiệc tối với bà Nhu từ Tòa Đại sư Pháp đã phản đối. Người phụ nữ này, họ nói, đang gây phiền hà. Bày ra một cuộc mít tinh trong một bầu không khí chính trị đã quá nóng bỏng là hoàn toàn vô trách nhiệm. Những người Pháp đã than phiền với người Mỹ, những người này mách lại với ông Diệm, người rốt cuộc đã đồng ý gửi bà Nhu đi xa trong vòng vài tháng. Bà đã nổi giận về việc bị xua đuổi, nhưng đó chỉ là để giữ gìn trật tự an ninh, và chỉ đủ lâu để ông Nhu chấn an ông Diệm. Chi ít, đó là cách giải thích hợp lý mà họ đã đưa ra với bà. Bà Nhu được gửi đến Hồng Kông để hồi phục sức khỏe trong ba tháng tại một nữ tu viện Ý, nữ tu viện The Chanwanis de Kernosser. Các con và chồng bà ở lại phía sau thay vì coi điều đó như là sự trừng phạt, bà Nhu bắt đầu cho việc họ gửi bà đi như là sự thừa nhận quyền lực tiềm tàng của bà. Nếu bà không đáng gờm, ắt họ sẽ để bà ở nhà. Rõ ràng là bà quá nguy hiểm để làm ngơ, cuộc meeting của bà Nhu đã đánh dấu sự khởi đầu một chương mới cho anh chồng bà. Trong vài tháng tiếp theo, chính quyền của ông Diệm sẽ tiếp tục làm việc để thiết lập sự kiểm soát Sài Gòn và miền Nam không ai chờ đợi vị thủ tướng người công giáo đầy nguyên tắc của Việt Nam Cộng Hòa làm điều đó. Kẻ thù không đội trời chung của ông Diệm là sự trụy lạc. Sòng bạc đại thế giới, Grand Monde, mỗi ngày kiếm 10.000 đô la. Trong những buồng kính sáng lóa nhà thổ hạng sang Paradise, Đại La Thiên, là 300 cô gái ăn bận vải lụa hở hang uốn éo và mua vui cho một danh sách khách chơi dài răng rặc những nhà ngoại giao và tướng lãnh chia sẻ với nhau một ống biếu tại những phòng hút á phiện trước khi đi đến các hộp đêm. Vì vậy mọi người đã rất ngạc nhiên khi Ngô Đình Diệm xuất hiện trong dáng dấp kẻ chiến thắng. Ông tỏ ra không nương tay. Cảnh sát của ông đã đóng cửa 500 ổ hút á phiện và tịch thu hàng ngàn ống điếu tre, chất thành một đống củi cao bị thiêu rụi trong một ngọn lửa khổng lồ nhen lên từ những trang tạp chí khiêu dâm xé ra. Ông Diệm đã ra lệnh cho các hộp đêm ở Sài Gòn phải đóng cửa vào 2 giờ sáng và tung ra nhiều quy định cho ngành kinh doanh thoát y vũ của thành phố đến mức đã làm sụp đổ nó. Khoảng chừng 2.000 gái điếm có giấy phép nhẹ nhàng biến mất, làm sụp đổ giường cột của làng chơi Sài Gòn. Ông Diệm đã biến nhà thủ Paradise bóng loáng thành một trung tâm phục hồi cho những cô gái điếm, nơi họ được dạy khâu vá và điều dưỡng. Ông đã quyết định không đóng cửa những nhà thủ ở nông thôn nơi quân đội đồn trú. Ông Diệm biết ông cần cảnh sát và quân đội đứng về phía mình đáng ngạc nhiên nhất trong tất cả mọi điều là sự từ chối thương lượng của ông diệm ông sẽ không nhượng bộ với bất kỳ thỏa thuận chia sẻ quyền lực nào lập trường này đi ngược lại những chỉ thị của nhà vua chủ nhân trên lý thuyết của ông nó cũng đi ngược lại lời khuyên của người pháp mâu thuẫn kịch liệt giữa ông diệm người pháp và bảo đại nằm ở lợi ích chính trị của ông nhưng trong trường hợp này ông cũng tỏ ra rằng ông có thể chịu được áp lực từ bộ ngoại giao hoa kỳ tướng bảy viễn nhóm bình xuyên nhóm bình xuyên xuất thân từ một băng cướp đường sông từ những làng nhỏ ở phía nam chợ lớn phố người hoa ở sài gòn thủ lãnh của họ một người đàn ông tên bảy viễn đã cộng tác với người nhật trong suốt giai đoạn chiếm đóng của họ lập trường chống pháp của băng bình xuyên biến họ thành những đồng minh tình thế của việt minh nhưng mối liên kết này đã không tồn tại lâu sự dạn nứt chính trị giữa họ quá lớn Bảy Viễn đã quay trở lại với người Pháp vào năm 1945, ngay khi điều đó có vẻ có ích lợi. Ông ta đã mua sự nhượng bộ của cảnh sát ở Sài Gòn với giá 40 triệu đồng Đông Dương và sau đó là nhà máy chế biến thuốc viện vốn cung cấp hàng cho chính những ổ hút mà các cảnh sát này có nhiệm vụ đóng cửa. Ngoài những sòng bạc và nhà thổ, băng bình xuyên của Bảy Viễn cũng sở hữu cửa hàng bách hóa sầm uất nhất trong thành phố trên đường Caternus sang trọng. Băng cướp này có một đội tàu thuyền 20 ngôi nhà, và 100 cửa hiệu khắp thành phố. Một con hào đầy cá sấu vây quanh ngôi nhà của Bảy Viễn và Đại Bản Doanh của Băng Bình Xuyên. Ông ta xích một con báo to lớn vào một chốt gác bên ngoài phòng ngủ của mình, và bên trong phòng ngủ là chiếc lồng nhốt một con cọp cái. Người ta đồn rằng Bảy Viễn sẽ cho con cọp cái này ăn thịt bất kỳ kẻ nào trong số 15.000 thuộc hạ dám làm trái ý ông ta địa bàn của bảy viễn rộng lớn và tầm ảnh hưởng của ông ta sâu xa đến độ chỉ một người cứng cỏi và cực kỳ cẩn trọng như ông Diệm mới nghĩ tới chuyện hạ ông ta. Đối với vấn đề bình xuyên ông Diệm tỏ ra không khoan nhượng. Người Mỹ đã thử đề nghị tài trợ 12.000 đồng Đông Dương cho bộ binh và 28.000 đồng Đông Dương cho cảnh sát của Bình Xuyên, để hiệp lực với ông Diệm, và họ đã cố làm cho ông Diệm hiểu ra sự thật là, Bình Xuyên là một thực tế bất hạnh của cuộc sống ở Sài Gòn nhưng ông Diệm đã không thỏa hiệp. 18. Trận chiến cuối cùng nổ ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1955, một ngày sau khi ông Diệm bổ nhiệm một cảnh sát trưởng không chịu sự khống chế của bầy viễn. Lực lượng Bình Xuyên bắt đầu nã pháo vào dinh. Bên trong, ông Diệm chứng tỏ một quyết tâm cứng rắn. Bắn lại, ông ra lệch, tính cả thầy, 4.000 phát đạn cối đã nã về phía nhà của thủ lãnh Bình Xuyên, bảy viễn, và sở chỉ huy của chúng. Đó là một hàng rào hỏa lực cuồng nộ ngay cả trước khi có sự tham gia của không quân. 800 thường dân thiệt mạng, và 20.000 ngôi nhà bị phá hủy. Lực lượng của ông Diệm với lực lượng những tên côn đồ, gangster, cảnh sát do băng bình xuyên chống lưng và, ít công khai hơn, người Pháp, đã tiến hành một trận đánh giáp lá cả trên những đường phố Sài Gòn. Trận chiến với băng bình xuyên đã chứng tỏ khí phách của ông Diệm vị lãnh tụ đã đặt cược vào sự chính trực và giành chiến thắng. Nó cũng chứng tỏ một lần cho mãi mãi rằng ông Diệm đã không cần thậm chí là sự ủng hộ hời hợt nhất của vị hoàng đế. Một vài tháng sau khi triệt hạ băng Bình Xuyên, vào mùa hè năm 1955, ông Diệm đã trục xuất vua Bảo Đại và đứng lên làm lãnh tụ duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Không còn giới hạn bởi chức danh thủ tướng, ông Diệm đã tự xưng là người đứng đầu nhà nước, tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những diễn biến này đã xảy ra để chứng tỏ với người Mỹ, hay chí ít là Len việc người Pháp đã sai lầm chết người, đến thế nào khi đánh giá thấp vị tân thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa, 19. Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cho John Foster Dow đã cung cấp bản toán lược có lẽ là hay nhất về hoàn cảnh mà ông Diệm nhận thấy mình trong đó. Diệm thiếu kinh nghiệm và là người khó thỏa hiệp hơn nữa ông nhất quyết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và hiến mình cho sự nghiệp giành lấy nền độc lập quốc gia đích thực các nhà làm chính sách mỹ có thể nhìn thấy những thiếu sót về cá nhân của người đàn ông này như tính ương ngạnh ư gây bực dọc của ông nhưng chớ trêu thay chỉ một chính quyền thuộc loại như ông diệm mường tượng và nó xứng đáng với sự hỗ trợ của chúng ta mới có nhiều cơ hội đứng vững Viện trợ của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa trong năm tài khoá 1955 lên tới 77 triệu 500 nghìn Mỹ Kim, một ít trong số tiền đó dùng để giúp đỡ dân tị nạn, một ít dùng để hỗ trợ chuyên môn về giáo dục, y tế, và quản trị công. Nhưng phần lớn là để giúp ông Diệm tranh thủ sự ủng hộ của đông đảo công chúng vào một hệ thống chính quyền không cộng sản. Số tiền viện trợ sau đó chỉ có tăng lên mà thôi vị nguyên thủ mặt tròn nhỏ con đã sắp sửa trở thành người đàn ông mà tạp chí Lai Tông Hô là người đàn ông cứng rắn kỳ diệu của Đông Nam Á. Chương 9, gia đình ông bà Nhu đã dọn vào dinh độc lập vào tháng 4 năm 1955, nhưng không có bà Nhu vì bà hiện vẫn đang ở Hồng Kông. Bà Nhu sống khá thoải mái, bà được trao một căn phòng trong nữ tu viện công giáo, có khá nhiều thời gian để trầm tư mặc tường và học tiếng Anh. Môi trường Lai đã quen thuộc với bà hồng kông là sự kết hợp giữa trung quốc và anh quốc và mặc dù bà đã quen với một sự trộn lẫn văn hóa khác việt và pháp sự pha trộn đông tây vẫn tạo cảm giác thân quen và dễ chịu các sơ ân cần cũng như các em học sinh dễ thương ngoan ngoãn mỗi khi xếp hàng vào lớp và ra khỏi lớp đều dành một nụ cười bẽn lẽn cho vị khách thanh lịch đứng giữa chúng bà nhu dành buổi sáng học tiếng anh và đi bộ loanh quanh những khoảnh hoa hình ô van trong khu vườn của tu viện những buổi chiều của bà trôi qua một cách chậm chạp hơn với những giấc ngủ ngắn và việc đọc sách. Bà Nhu sử dụng những giờ tĩnh lặng xa gia đình để suy ngẫm về những việc làm của bà trong 6 tháng đã qua. Những gì mà bà đã xoay sờ để đạt được quả thật là một kỳ công. Cuộc meeting đã bùng nổ thành một làn sóng ủng hộ thật sự dành cho ông Diệm. Sự thể hiện táo bảo là điều mà bà Nhu biết mình có thể làm, nhưng với người khác, đó là một điều đáng ngạc nhiên mặc dù có lẽ với ý định của phạt theo cách nghĩ của bà nhu sự trục xuất qua hồng kông này chứng minh rằng sức ảnh hưởng của bà đã được nhận ra có lẽ ông nhu và ba người con dọn vào dinh trong thời gian vợ ông vắng mặt là vì ông muốn gần gũi với anh trai hơn hoặc có lẽ ông hy vọng điều đó sẽ giữ cho gia đình ông an toàn nếu vậy ông đã lầm trong những đêm đầu tiên của họ ở ngôi nhà mới một cuộc tấn công giữa đêm của băng bình xuyên vào dinh phủ đã đánh bật đôi bức rèm đồ sộ từ những cửa sổ mái trên tầng 2. Một mớ bùng nhùng những vải, lụa, gỗ, và vữa tường đã từ độ cao 3 mét rơi xuống bé Quỳnh, con trai 3 tuổi của ông Nhu. Nó gần như chết ngạt trước khi được cứu thoát và hồi tình. Bà Nhu kinh hãi khi nhận được tin tức, nhưng chẳng những không coi tai nạn xém chết người như một điểm hỏa sắp xảy đến, bà xem việc gia đình dọn vào dinh ở là một bước tiến họ đã dọn từ những ô cửa sổ có chấn xong và mái tôn của bệnh viện Saint Pierre vốn kêu lộp độc mỗi khi trời mưa vào một dãy phòng nằm ở cuối đại sảnh dẫn đến phòng của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi ông Diệm dọn vào và đổi tên thành dinh độc lập, tòa nhà chát vữa vàng đã được gọi là Palais Norodom, đặt theo tên quốc vương Campuchia láng giềng và xây trên một đại lộ cùng tên. Dinh được dùng làm văn phòng và nơi ở của vị toàn quyền Pháp ở Đông Dương một dạng nhà trắng thực dân Pháp. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Asin Antoine Hermeter, người đã xây dựng tòa thị chính Vương giả của Hồng Kông, vẻ hùng vĩ của nó có ý chứng tỏ với người bản xứ quyền lực và sự giàu có vô cùng của Pháp quốc. Đá granite lát nền dinh đã được nhập khẩu từ Pháp, cũng như những khối đá trắng mượt để chạm trổ những hoa văn trang trí mặt tiền. Chỉ những mặt nền ở gian trung tâm là bằng đá cẩm thạch, phần còn lại được lát gạch vuông, một sự nhượng bộ với khí hậu nhiệt đới của Sài Gòn dinh có hình chữ T, với hai dãy cửa sổ vòm cong thanh nhã dọc theo mặt trước, nhìn ra thành phố. Ở tầng 1 là những văn phòng và phòng tiếp tân chính thức, tầng 2 là nơi ở của ngài tổng thống và những căn phòng của gia đình ông Ngưu. Phòng tiếp tân lớn và những phòng khiêu vũ liền kề nhau làm thành chân hình chữ T và nhô ra mảnh vườn cây lá xung xuê. Khi bà Nhu trở lại, bà thấy một căn phòng mà bà rất đỗi ưa thích, những bức rèm nặng trĩu đã được lắp lại và chăn gối trên giường làm từ lông vũ ga trải giường bằng lụa với một tấm màn trướng lớn, thảm trải sàn đẹp. Đồ đạc cực kỳ bóng loáng, một đội quân giúp việc nhà sẵn sàng túc trực để đánh bóng lại ngay khi nó bị ố bẩn. Bà Nhu có thể mở loang những cánh cửa kiểu Pháp nhìn ra ban công rộng vào buổi sáng sớm để hít thở làn gió nhẹ. Mùi đồ ăn cay không còn suốt ngày vương vất qua cửa sổ như trước đây trong căn hộ ở ngang mặt đường của họ. Mùi dầu rán và gừng, thịt và tỏi ở lại trong nhà bếp, chỉ bay ra từ những chiếc đĩa đầy ắp được phục vụ trong phòng ăn vào giờ ăn bà nhu hiểu rằng tất cả những điều này là do một cái gật đầu của ông diệm anh chồng bà thừa nhận những đóng góp của vợ chồng bà nhưng bà nhu không thấy hạnh phúc trong dinh chỉ ít là ban đầu bà đang tìm kiếm ý nghĩa chân chính trong đời mình và bà phải mất một thời gian trước khi nhìn thấy một bước tiến rõ ràng trong vài năm đầu ở dinh ngô đình diệm và chế độ gia đình chị của ông đã làm được rất nhiều việc một triệu dân lánh nạn đã được an cư ở miền Nam. Sản lượng gạo đã tăng từ 2,8 lên tới 4,6 triệu tấn. Sản lượng cao su tăng từ 66.000 lên 79.000 tấn. Những chương trình tín dụng nông nghiệp và cải cách điền địa đã phá bỏ những đồn điền thời thực dân, giúp người dân đầu tư công sức vào đồng ruộng của mình và nỗ lực đa dạng hóa cây trồng. Ba quốc lộ quan trọng đã được hoàn thành, hai trường đại học mới được thành lập và sản lượng điện năng tảng gấp đôi đã đẩy nhanh tốc độ tái thiết cần kiếp sau 9 năm chiến tranh giành độc lập. 51 xí nghiệp sản xuất mới đã được xây dựng, nhiều nhất là trong ngành dệt, ngành mà người Pháp đã luôn luôn kiểm soát. Chi phí nhập khẩu của miền Nam Việt Nam đã giảm hơn 40 triệu Mỹ kim một năm, số tiền đáng kể với một quốc gia hãy còn rất nghèo. Nhưng tất cả những thành tựu này đã đạt được dưới sự che chở của Viện trợ Hoa Kỳ lên tới 150 triệu Mỹ Kim mỗi năm trong 5 năm từ 1955 đến 1960. Con số này nghe có vẻ nhỏ nếu tính theo thời giá đô la hiện nay, nhưng đó là gần 15% ngân sách viện trợ của Hoa Kỳ cho việc phát triển kinh tế và kỹ thuật của tất cả các quốc gia. Một tin tức từ Sài Gòn đặc biệt đáng khích lệ khi so sánh với những thông tin ảm đạm có thể thu thập được về điều kiện sống dưới chế độ cộng sản ở miền Bắc, vốn chịu đựng lũ lụt và đói kém triền miên lối khoa trương đậm nét dân tộc chủ nghĩa của việt minh đã quay mắt về phía tả sau hiệp định geneva phần nào vì hà nội đang nhận sự giúp đỡ từ trung hoa của mao nhưng sự chuyển biến này bao nhiêu phần do áp lực từ trung hoa và bao nhiêu phần do khả năng lãnh đạo của việt minh để cuối cùng nó đã rũ bỏ mọi sự vờ việt rằng nó là cái gì khác hơn một đảng cộng sản trong thực chất để củng cố quyền hành những người cộng sản phải đập tan quyền lực truyền thống của tầng lớp cai trị những chiến dịch đấu tố để thanh trừng khỏi hàng ngũ Việt Minh mọi thành phần, xấu, tức giai cấp thượng lưu. Dân chúng được yêu cầu tố giác những hàng xóm, thậm chí các thành viên gia đình, và tình hình này đã dễ dàng bị lợi dụng cho những trò trả thù. Có những vụ xét xử, hành quyết và một chương trình tái phân phối ruộng đất gây đổ vỡ tan hoang. Không giống với những khoảnh đất rộng lớn ở miền Nam, ruộng đồng ở miền Bắc tương đối nhỏ hẹp. Dụng đất được đo theo đơn vị gọi là mẫu ở miền Nam một người phải có 50 mẫu để được coi là địa chủ trong khi ở miền Bắc thì chỉ cần 5. Mức độ chênh lệch giữa người thuộc giai cấp này với giai cấp khác rất nhỏ bé. Điều đó làm cho sự phân phối lại đất đai trở thành chuyện đau đầu ngay cả với những điền chủ quy mô nhỏ. Nó cũng khiến cho những người hàng xóm quay ra chống đối nhau. Người ta tìm cách hãm hại lẫn nhau vì những mối lợi nhỏ nhất. Nhưng với tất cả những diễn văn say xưa của mình ông Diệm cũng không lãnh đạo một quốc gia tự do. Bất kỳ cái gì giống với một nền dân chủ đích thực đơn giản chỉ là vẻ ngoài lòe loẹt giả dối. Theo những điều khoản của Hiệp định Geneva năm 1954, sự phân chia Việt Nam thành hai quốc gia Nam Bắc với các thủ đô lần lượt là Sài Gòn và Hà Nội chỉ là tạm thời. Một cuộc tổng tuyển cử được dự định sẽ diễn ra vào năm 1956 ở cả hai miền đất nước để tái thống nhất chung dưới sự lãnh đạo của một tổng thống được chọn nhưng chính quyền việt nam cộng hòa của ngô đình diệm đã từ chối tổ chức tổng tuyển cử với lý do rằng chính quyền việt nam cộng hòa của ngô đình diệm đã không thật sự ký vào hiệp định geneva họ đã chỉ được ban cho một địa vị quan sát viên chế độ ông diệm cũng cáo buộc rằng những người cộng sản không có khả năng tham gia một cuộc bầu cử trung thực không chỉ có những người miền bắc sống dưới chế độ cộng sản đối mặt với vấn đề này miền nam vẫn là nơi ở của những du kích quân có vũ trang cựu việt minh những người cộng sản trung thành và rút vào bí mật, chờ thời cơ để lại trỗi dậy. Chế độ miền Nam có một lý do tốt hơn nữa để không tổ chức bầu cử, ông Diệm sẽ thua. Ông không cách gì có thể thắng được người đã dẫn dắt quân đội Việt Nam đánh bại người Pháp và đi đến nền độc lập. Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng mọi cuộc tranh chấp về lòng mến mộ. Vào tháng 10 năm 1955, ông Nhu đã giúp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam Việt Nam cho ông Diệp để chốt phế cựu vương bảo đại mãi mãi. Trong một chiến thắng long trời lở đất, ông Diệm đã chốt bỏ lớp vỏ bọc của mình như là thủ tướng được bảo đại bổ nhiệm và trở thành quốc trưởng chính thức và tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Sự chênh lệch hoàn toàn áp đảo gần 6 triệu so với 63.000. Các báo cáo dò dỉ từ những điểm bỏ phiếu tiết lộ những thủ đoạn đe dọa và áp bức. Những phong bì đỏ biểu thị một lá phiếu cho ông Diệm, đã được lèn vào những thùng phiếu dưới cặp mắt những người giám sát của ông Nhu, và những kẻ bất tuân có nguy cơ bị ăn đòn. Ông Diệm được 98% số phiếu, nhưng chiến thắng ở Sài Gòn của ông thậm chí còn gây sốc hơn, con số 605.025 phiếu của ông vượt qua số cử tri được đăng ký của thành phố đến hơn 1 phần 3. Hai, bà Nhu đã được bầu vào quốc hội vào ngày 4 tháng 3 năm 1956 bà cùng với 122 thành viên khác, hầu hết là nam giới, nằm trong cơ quan lập pháp của chính quyền mới. Bà Nhu phủ nhận việc chạy đua vào chức vụ này là ý của bà, khăng khăng rằng một người nặc danh đã đề cử tên bà để đại diện cho những nạn dân miền Bắc mà bà đã bênh vực một cách anh hùng. Và bà chế diễu cái ý tưởng rằng bất kỳ cái gì khác ngoài niềm cảm phục thật sự đã thúc đẩy việc bầu cho bà. Ba, tuy vậy, có một kiểu mẫu dễ nhận thấy đến mức khó chối cãi. Những người nắm quyền kiểm soát Việt Nam Cộng hòa hoặc là thành viên gia đình họ Ngô hoặc có quan hệ với họ qua hôn nhân. Cha của bà Nhu, Trần Văn Trương, được giao phụ trách lĩnh vực kinh tế và tài chính, sau đó ông và vợ được bổ nhiệm làm nhà ngoại giao và được phái đến Hoa Kỳ. Ông Trương là đại sứ Việt Nam Cộng hòa của chế độ ông Diệm, trong khi bà Trương là quan sát viên tại Liên hiệp quốc của Việt Nam Cộng hòa. Chú của bà Nhu phụ trách đối ngoại em họ của cha bà làm phó tổng thống của ông Diệm, và chồng của chị gái bà, Nguyễn Văn Châu, là một trong những cố vấn được tín cẩn nhất của ông Diệm trong một thời gian. Thành thế mới của bà Nhu thậm chí đã đảm bảo một chiếc ghế cho em trai của bà, ông Khiêm. Em trai bà đã được nuông chiều, bao bọc và hư hỏng trong thời niên thiếu, và có lẽ vì vậy, ông đã là một sinh viên hải ngoại rất tệ. Ông theo học một trường ở Paris trong một thời gian nhưng bỏ học trước khi lấy bằng sau đó cũng không hoàn tất nổi các lớp hàm thụ về ngành luật. Khi người Pháp rời khỏi Việt Nam năm 1954, ông Khiêm đang có một cuộc sống phóng túng du thủ du thực ở một vùng duyên hải Algeria cùng một người vợ Đức. Sự đời thật chéo ngoay lắm nỗi, đứa con trai mà ông bà Trương luôn nâng niu ấp u trở thành một nỗi thất vọng đến vậy. Và người chị giữa của ông có lẽ là người đã làm xoay chuyển tình thế bằng cách gọi ông trở về Việt Nam và bổ nhiệm làm phát ngôn viên của dinh tổng thống khi vị tân đệ nhất phu nhân việt nam cộng hòa vẫy tay ông khiêm chạy đến mau chóng bỏ lại người vợ của mình phía sau việc xoay sở được một điều mà ngay cả mẹ cũng không thể làm ắt hẳn đã khiến bà nhu rất lấy làm thỏa mãn bên cạnh bản chất gia đình chỉ, chế độ họ ngô còn phân biệt đối xử với những người không công giáo thành kiến này có thể được giải thích hợp lý từ bối cảnh của những năm tháng tuổi trẻ cộng đồng thiên chúa giáo đã cung cấp cho ông Diệm và Nhu một khối cử tri chống cộng nhiệt thành nhưng anh em họ Ngô đã đẩy nó đi tới chỗ cực đoan. Có những câu chuyện về những người cải sang đạo công giáo chỉ để tranh thủ sự ủng hộ chính trị và được thăng tiến. Rào rậu xung quanh với các thành viên gia đình và những tín đồ công giáo cùng khuynh hướng đồng nghĩa với chế độ này đang tự cách ly nó khỏi những người có quan điểm thật sự khác biệt nhưng đời sống chính trị ở việt nam luôn là như vậy ở một chừng mực nào đó nhiều thế kỷ trải qua nền quân chủ việt và sự cai trị của thực dân pháp đã để lại một di sản chính trị coi trọng sự tuân phục và dưới thời điểm sự trung thành triệt đề với một tư duy độc nhất càng được củng cố có một ý thức đã hẳn sâu giữa những chính trị gia rằng sự bất đồng hoặc xa rời nguyên trạng thậm chí là việc áp dụng sáng kiến đưa đến rủi ro cho sự nghiệp những cô vấn Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã gây áp lực với Diệm để mở cửa chính quyền của ông và tạo ra một môi trường đa nguyên chính trị, nhưng Diệm đã cự tuyệt. Có quá nhiều thứ để đánh mất, cuộc hành trình đến với nền dân chủ sẽ là một hành trình bắt buộc và câm lặng. Chế độ nói nó cần sự ổn định trước khi nó có thể xây dựng một nhà nước mạnh mẽ. Bà Nhu đã biện luận những khuynh hướng hẹp hòi của nhà họ Ngô với ký giả người Úc Donny Warner. Khi giải thích, nếu chúng tôi mở toang cửa sổ. Không chỉ có ánh mặt trời, mà nhiều thứ tồi tệ cũng sẽ bay vào. Một sự bất dung hòa đích thực sớm đã nổi bật lên giữa hình ảnh ông Diệm như một con người đạo đức, chính trực và bầu không khí sợ hãi đã bắt đầu tràn ngập khắp Sài Gòn. Những người không hợp tác với chế độ đã bị bịt miệng bằng cách này hay cách khác. Họ có thể bị gửi đi xa, tới những vùng thân cộng sản xa xôi hẻo lánh, nơi họ có thể bị giết hại họ có thể bị cảnh sát chìm bắt bớ và đánh đập hoặc bị giam cầm đến khi đã học được bài học của mình. Những tin đồn về sự tra tấn và bỏ tù lan truyền khắp nơi. Người ta không ngớt thầm thì bàn tán về cái tên của em trai ông Diệm, Ngô Đình Ngu, Dôn Phạm, vệ sĩ của ông Diệm, xác nhận nhiều nét thánh thiện đã được mô tả trong tiểu sử của ông Diệm. Ngài Tổng thống có một cuộc sống khổ hạnh như thầy tu những căn phòng riêng của ông trên tầng hai tòa cổ dinh của pháp có sàn gỗ trơ trụi và giường ngủ của ông là một chiếc đệm dơm chỗ ngủ của ông liền kề văn phòng nơi ông trải qua hầu hết thời gian khi thức đồ đạc bao gồm một chiếc bàn cà phê tròn bằng gỗ và một chiếc ghế da mòn về ông dịp ăn tại bàn giấy trong khi làm việc qua những bữa sáng trưa và tối vào buổi sáng ông uống cà phê với đường và thường ăn cháo với cá kho cá nhỏ bốn những bữa trưa và tối của ông cũng rất đơn giản, gồm cơm và rau cải, thịt heo ba chỉ rán hoặc một loại cá nào đó. Để tráng miệng, ông dùng hai trái bắp với đường. Ông Diệm có những sở thích giản dị. Ông ăn gần như cùng một thực đơn trong mọi ngày với chỉ món cá thay đổi. Ông không uống rượu vang hay whisky, chỉ có trà nóng. Nhưng ông hút thuốc liên tục, vừa tắt điếu này đã lại đốt điếu khác. Ông Diệm bập bập từng hơi ngắn và chờ cho tàn thuốc dài ra trước khi giày vào gạt. Ông hút nhiều đến độ những ngón tay ám khói vàng ếch. Ông Diệp ăn một mình trong hầu hết thời gian, những bữa ăn và giấc ngủ của ông rất thất thương vì giờ giấc làm việc của ông. Đôi khi ông nhịn ăn cho đến 4 giờ sáng, từ chỗ của mình, ông có thể kéo một cái chuông để gọi nhà bếp. Hai hoặc ba người hầu được phân công túc trực suốt ngày đêm, nhưng ông luôn luôn rất rộng lượng với những người làm việc cho mình. John kể với tôi rằng ông Diệm thậm chí đã dùng tiền lương của mình cho các nạn dân để giúp họ ổn định cuộc sống. Là người tận hiến cuộc đời cho quốc gia, ông Diệm không có thì giờ cho những mối quan hệ cá nhân bên ngoài gia đình mình. Ông là người đàn ông độc thân, nhưng từ này ngụ ý một lối sống thảnh thơi vô tư lự vốn hoàn toàn không có trong tính cách của Ngài Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sự quyến luyến cá nhân duy nhất của ông là với khu vườn. Sau khi làm việc, ông diệp sẽ tản bộ qua những mảnh vườn tược của dinh khi những chức sắc ngoại quốc tham viếng mang theo trái cây và những thứ cao lương mỹ vị như một món quà từ xứ sở họ ông diệp để dành phần ngon cho những vệ sĩ của mình ông chỉ kêu họ đưa lại hạt để ông trồng chúng trong khu vườn của mình người phụ nữ duy nhất ngài tổng thống gặp gỡ thường xuyên sống cách ông có một vài cánh cửa vợ em trai ông bà nhu có một tin đồn rằng khi còn trẻ Ông Diệm đã đính hôn với một cô gái ở quê nhà ngoài Huế, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt khi ông quyết định theo đuổi hoạt động chính trị thay vì cuộc sống gia đình. Chính trị là một trò chơi nguy hiểm dưới thời Pháp thuộc, nhưng đó dường như vẫn là một lý do kém thuyết phục để không lấy vợ. Tránh văn phòng của ông Diệm nghĩ rằng ngài tổng thống chưa bao giờ có các mối quan hệ giới tính, và một bức tiểu sử sơ lược năm 1955 của ông Diệm trên tạp chí Tam cho hay rằng ông đã có lời thề sống trinh bạch từ lâu sự mô tả tính cách ông Diệm là nhút nhát và không thoải mái khi ở với phụ nữ có thể đã xui khiến vị tránh văn phòng của ông tiết lộ rằng ngài Tổng thống thích giữ những người đàn ông ưa nhìn xung quanh ông thay vì phụ nữ. Năm, sự thật vẫn là ông Diệm cần một nữ gia chủ để giúp ông trong các nghĩa vụ xã giao, một người với sự duyên dáng trong giao tế và một nụ cười xinh xắn. Ông Diệm có thể đã lựa chọn một trong những em gái hoặc vợ của các anh hay em trai ông nhưng ông đã chọn bà Nhu, bà là người quan hệ rộng rãi, xinh đẹp, và thông minh, nhưng quan trọng hơn hết, bà đã có săn ở đó. Có lẽ bà Nhu đã luôn luôn dự định kết quả này. Vì gia đình ông bà Nhu đã sống trong dinh, có vẻ như là điều khôn ngoan khi giữ cho vợ của em trai ông luôn bận rộn. Vị tránh văn phòng người đã nhận xét rằng ông Diệm thích có những người đàn ông điển trai làm việc cho mình, đã mô tả mối quan hệ của ông Diệm với bà Nhu là khá thoải mái bà duyên dáng, nói chuyện với ông, làm ông vơi bớt căng thẳng, tranh luận với ông, châm chọc ông và như một người vợ Việt Nam, bà quán xuyến mọi việc trong gia đình. Ông ví mối quan hệ của Tổng thống Diệm với bà Nhu giống như giữa Hitler và Eva Braun vậy. Sóng, vệ sĩ Dôn Phạm không đồng ý, ông kể với tôi rằng ông Diệm không hoàn toàn thích bà Nhu. Ông nghĩ cô em dâu của mình, trông như một quý cô nóng bỏng, quá huynh hoang mọi điều về tính cách phô trương của bà đều trái ngược với bản tính trầm lặng của ông Diệm, nhưng ông vẫn kiên nhẫn chịu đựng bà. Ông nhận ra rằng ông mắc nợ cậu em Nhu về tính cách thực tế chính trị của ông về việc làm những điều cần phải làm nhưng có thể phương hại tới những chuẩn mực đạo đức khắt khe của ông. Theo quan điểm của John Phạm, ông Diệm không nói toạc những gì không hay về bà Nhu vì ông không muốn gây phiền hà cho em trai mình. John nhớ lại với một nụ cười về cái lần ông nhìn thấy ông Diệm không thể gian lòng. Đó là vào tháng 10 năm 1956. Một tấm hình sắp sửa được chụp trước dinh với tất cả những thành viên của chính phủ. Người thợ chụp ảnh đã mất nhiều thời gian để căn chỉnh mọi thứ đâu vào đó, vì bản thân sự sắp xếp những người đứng xung quanh tổng thống là cả một sự thương lượng chính trị. Mọi thứ trong hoàn cảnh ngày hôm đó rất đỗi căng thẳng. Bà Nhu thấy mọi người bị sao lãng tâm trí và đã lợi dụng khoảnh khắc này bà rón rén đi lên tầng 2 của Dinh và đứng vào một trong những ô cửa sổ, xoay sở làm sao để lọt được vào khung hình. Khi tấm hình được rửa và đưa cho vị Tổng thống xem, ông Diệm điên tiết. Khi tôi hỏi liệu có phải bà ấy không xứng để được xuất hiện trong khung hình, John trông có vẻ bối rối. Bà ấy luôn muốn quá nhiều, quá nhanh, ông nói với một cái lắc đầu. Mặc dù vẫn bị bùa vây bởi sự đấu đá chính trị và những thách thức từ băng bình xuyên và những giáo phái tôn giáo ông diệm và chế độ mới của ông là những cục cưng của thế giới chống cộng tự do hiểu theo nghĩa như vậy họ có một thể diện ngoại giao rất cao để gìn giữ ở dinh đã diễn ra những bữa tiệc tối và lễ tiếp tần bất tận bao gồm những bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước phức tạp dành cho các nhà ngoại giao đến viếng thăm những khoảnh vườn trong công viên đằng sau dinh treo đèn kết hoa và những lối đi lung linh bởi những lồng đèn giấy sau khi những vị khách mời đi hết con dốc đôi dẫn vào sảnh đường Bà Nhu chào đón họ với một nụ cười duyên dáng và chìa bàn tay đeo găng thon thả. Tiếng nhạc Việt truyền thống và những chiếc ly lanh canh hỏa theo khi bà sánh bước với ông Diệm quanh phòng, hòa lẫn vào giữa các thành viên của ngoại giao đoàn và dừng lại tán gẫu với các vị khách danh dự trước khi ngồi vào chiếc ghế bà chủ tiệc đầy thanh thế và cực kỳ nổi bật tại bàn ăn bài trí trang nhã. Bà đã thực hiện ngay lập tức những bổn phận của một đệ nhất phu nhân, như mở những trường tiểu học mới, tổ chức những cuộc triển lãm hoa và viếng thăm các trại mồ côi ở khắp miền Nam. Bà Nhu đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi khổng lồ tại dinh cho hơn 1.000 học sinh và đi chu du khắp thế giới trong sứ mệnh ngoại giao. Tại một bữa tiệc tối dành cho gia đình Nhu ở Rangoon được chiêu đãi bởi Thủ tướng Miến Điện, bà đã tán gẫu với vợ của nhà lãnh đạo, bà U Ngu, về niềm say mê các loài hoa. Khi bà Nhu đã sẵn sàng rời khỏi Rangoon trên một chuyên cơ không lực Việt Nam bay về lại Sài Gòn họ nhìn thấy trên máy bay một món quà đặc biệt từ vị nữ chủ nhân một cây hoa giấy bơ ma đang trổ nhiều hoa trắng dành cho bà nhu để bà trồng trong vườn bảy ở bồ đào nha tây ban nha pháp và áo bà được đại diện của những hội phụ nữ chào đón bà nhu thậm chí đã bằng cách nào đó gợi cuộc trò chuyện với vị đại biểu nga tại liên minh nghị viện thế giới khi họ phát hiện từng ngồi gần nhau ở brazil vị đại biểu người nga bà lebedeva là một phụ nữ chắc nịch được biết đến với cách xử sự lỗ mãng, nhưng bà Nhu đã cuốn hút bà ta vào một cuộc tranh luận ở Pháp về nhu cầu kinh tế của sự đầu tư nước ngoài. Và ở Washington, D.C., nhân một chuyến viếng thăm bán chính thức cùng chồng vào tháng 3 năm 1957, bà Nhu đã được mời ăn trưa ở thượng viện. Bà quan sát những thượng nghị sĩ tranh giành nhau một chỗ ngồi tốt tại bàn và nhận xét với người ngồi sát bên về cái vẻ cực kỳ trẻ con của nghi thức bữa trưa này vị chính khách nghe được lời bình luận của bà và cười xòa là một thượng nghị sĩ trẻ từ Massachusetts, John F. Kennedy, nhân viên CIA hộ tống ông bà Nhu, người bạn cũ của họ, Paul Howard. Nhớ lại rằng bà Nhu đã gây một tỷ vết duy nhất trong một chuyến đi đáng ra đã rất thành công. Bà đã, trẻ chén say xưa, giữa bao cặp mắt chú ý của Alan Đau và những nhân sĩ từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng trong một bữa tiệc tối chiêu đãi tại cầu lạc bộ Alibi một ngôi nhà gạch ba tầng cách nhà trắng vài khối nhà. Tư cách thành viên ở đây vẫn giới hạn trong thành phần tinh túy nhất 50 người quyền lực nhất Washington và những thành viên mới chỉ được nhận vào sau khi một thành viên cũ chết. Có lẽ bà Nhu đã say xưa quá chớn với thanh thế của mình, vì lẽ đó chồng bà đã không hài lòng với bà. Ông không vui với sự phô bày vẻ yêu kiều, duyên dáng, và sự thông thạo tiếng Anh của vợ bà đã là ngôi sao của buổi tối và ông Nhu ắt hẳn đã coi đó là chuyện nhắm vào cá nhân ông. Theo quan điểm của Haus, bà không phải là vấn đề, mà là một chuyện giật gân, tám, ông Nhu có vẻ như đã nghiêng theo quan điểm của những người chỉ trích vợ mình. Những người không thích bà Nhu nói rằng bà đang lợi dụng sự xa lạ với phụ nữ của ông Diệm. Vậy thì còn căn cứ nào nữa để ông phải nghe bà? Bà có thể làm cho bộ ngực phập phồng vì xúc động. Bà có thể đá lông nheo ngôn ngữ thân thể của bà hiệu quả đối với ngài tổng thống họ nói hơn cả một kho vũ khí bà có những phương chước khác tùy nghi sử dụng mà ông không biết phải đối phó cách nào như những cơn hờn rỗi và vui giận thất thường đồng thời họ buộc tội bà lợi dụng sự nữ tính của mình như một thanh gươm bén họ nói bà cũng có thể dùng nó như một chiếc khiên để đỡ gạt những luận điệu cho rằng bà mới là người đàn ông đích thực trong gia đình bà nhu đã học cách nhún vai coi khinh sự soi mói bà có những chuyện hay hơn để làm thay vì lo lắng người khác nghĩ gì về bà bà đang dốc lòng tạo dựng cho mình một vai trò trong chính quyền một vai trò hơn cả việc được phục vụ như một nữ chủ nhân xinh đẹp những người cộng sản ở việt nam đã tìm mọi cách khơi dậy ý thức chính trị nơi nữ giới hứa hẹn với họ rằng họ có một mục đích và nhắc nhở họ về việc xã hội phong kiến cổ xưa chưa nói đến xã hội thực dân đã ngược đãi họ như thế nào họ cũng đã cho phụ nữ những công việc thật sự để làm sự nghiệp cộng sản coi trọng sự đóng góp của họ và mở rộng lời hứa về sự bình đẳng một lỗ hồng toang hoác trong những diễn văn khoa trương cách mạng của anh em họ ngô những nữ cán bộ tin theo sự nghiệp cộng sản đã vào ra các ngôi làng một cách dễ dàng tuyên truyền giữa nơi họp chợ như thể họ chỉ đơn giản đang tán chuyện tấm phào với bạn bè hay đang mua đồ về cho bữa ăn gia đình trên thực tế họ đang kích hoạt một mạng lưới bộ binh những người phụ nữ này là chuỗi cung ứng của cái mà về sau sẽ trở thành mặt trận giải phóng dân tộc. Học giả nghiên cứu về Việt Nam Douglas Pye đã hoàn toàn thể hiện sự kính trọng khi ông gọi những người phụ nữ này là những con trâu của cuộc cách mạng. 9. Bà Nhu đã quyết nhận trách nhiệm đua tranh với những sự tiến bộ mau lẻ mà những người Cộng sản đang thực hiện cho người phụ nữ. Nếu họ giải phóng phụ nữ, bà cũng sẽ làm vậy. Bà Nhu chỉ có một lý do duy nhất để tự coi mình là một chuyên gia về chủ đề này bà cũng là một phụ nữ bà sẽ kêu gọi những người giống như mình chung tay hành động nhưng vấn đề của bà lại chính ở điểm này bà nhu không bao giờ là một phụ nữ việt nam điển hình bà nói tiếng pháp tại bàn ăn và dạo quanh thành phố trong một chiếc xe hơi có tài xế riêng chuyến đi bị cưỡng ép bởi người cộng sản qua vùng nông thôn đã là một sự gian khổ ghê gớm đối với bà nên bà đơn giản không thể sẻ chia những kinh nghiệm của những người phụ nữ đã gánh chịu quá nhiều nỗi bất công dưới chế độ thực dân và quá nhiều đau khổ trong những thập niên đói kém và chiến tranh trước đó. Bà Nhu tuy vậy vẫn nỗ lực, bà đã dùng cương vị đại biểu quốc hội để hứa với các chị em rằng bà sẽ chăm sóc cho họ. Bà sẽ làm cho tiếng nói của họ được nghe thấy và bảo vệ họ. Vào tháng 10 năm 1957, bà Nhu đã đưa ra bộ luật gia đình khi có hiệu lực vào tháng 6 năm 1958, nó đặt ra ngoài vòng pháp luật tục lệ đa thê và việc lấy vợ lẽ. Nó cũng cho phụ nữ quyền kiểm soát tài chính của họ sau hôn nhân, họ có thể mở tài khoản ngân hàng, sở hữu của cải, và thừa kế tài sản. Những tiếng cầu nhỏ từ một vài thượng nghị sĩ nam đồng nghiệp của bà Nhu là điều được chờ đợi. Họ nói những quyền mới này dành cho phụ nữ là quá nhiều và quá sớm. Sẽ có sự chọn lọc lâu dài, tại nhiều điều khoản khác nhau của dự luật. Bà Nhu đã nêu giả thuyết là những vị nam đồng nghiệp của bà sở dĩ chống lại bộ luật này là vì họ muốn giữ lại những thê thiếp của mình, và có tin đồn rằng bà đã gọi vị chủ tịch quốc hội là con lợn. Có một lúc người ta đã đưa ra đề nghị trì hoãn bộ luật đã được đề xuất, nhưng không ai có khả năng chống đối bà Nhu đủ lâu. Khi bà khẩn khoản yêu cầu ông Diệm, ông dùng tư cách tổng thống gây áp lực lên cơ quan lập pháp và luật gia đình đã được phê chuẩn với chỉ một đại biểu duy nhất chống lại, người có vẻ như đại đa số dân chúng Việt Nam hoan nghênh một pháp chế cải thiện thân phận người phụ nữ trong bộ luật ngoại trừ một điều. Bộ luật của bà Nhu cũng cấm ly dị, mục nhỏ này đã khiến cho toàn thể bộ luật bị nhiều người phê phán vì lẽ như một người hóng chuyện ngồi lê đôi mách bất chợt nhất ở Sài Gòn biết rõ, bà Nhu có một câu chuyện riêng tư quan trọng trong vấn đề này. Chị của bà Nhu, Lệ Chi đã sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cha mẹ của bà đã lựa chọn Nguyễn Hiễu Châu, một luật sư trẻ đang lên làm việc cho ông Trương ở Hà Nội, làm chồng bà. Đôi vợ chồng trẻ đã kết hôn năm 17 tuổi. Nhưng sự cộng tác với người Nhật của ông Trương đã đẩy sự nghiệp người con rể mới của ông vào nguy hiểm. Để tồn tại về mặt nghề nghiệp, anh ta đã phải lần lút trong cảnh tăm tối. Phải chăng lệ chi đã bực bội với việc em gái bà đã có cuộc hôn nhân tốt hơn? Ông Nhu nguyên là quản thủ thư viện, giờ đây là người điều hành quốc gia trên thực tế. Bà Nhu đã đảm bảo sao cho mọi họ hàng của bà đều có vị trí trong chính quyền mới. Ông Châu giờ đây đang cặm cụi soạn thảo luật pháp cho chế độ mới, tiếp nhận mệnh lệnh từ cô em gái của Lệ Chi. Thay cho lòng biết ơn vì chồng đã được chiêu cố, Lệ Chi cảm thấy phẫn nộ vì bà đã bị làm lu mờ. Có lẽ đó là lý do vì sao bà ít nỗ lực đến vậy trong việc giữ bí mật chuyện ngoại tình của mình. Tình nhân của Lệ Chi là một người đàn ông Pháp, một thợ săn thú rừng tên Etienne Auxerre, người đã giết nhiều voi ở vùng cao nguyên Việt Nam để lấy ngà, cũng như là nhiều hổ và min, một loài bò rừng nặng nề ở Đông Nam Á. Ngay khi bắt đầu gặp người phương Tây, Lệ Chi đã thay đổi về ngoài của mình. Bà dùng son môi sáng màu và đánh phấn mí mắt màu trắng để làm cho đôi mắt trông to hơn. Và thay vì vấn tóc theo mốt của những quý bà trong xã hội Sài Gòn. Bà đã đề xóa thành một mái tóc thẳng, dài và mượt mà. Theo ý bà Nhung, đó là một hành xử đáng xấu hổ và không thể chấp nhận từ một người thân cận với dinh tổng thống đến như vậy. Đài Caternus đã ngay lập tức khai thác câu chuyện. Đó không phải một đài phát thanh thật sự mà chỉ là cách nói diễu cợt về những trận huyên thuyên không ngớt lan truyền khắp Sài Gòn. Những lời đồn đãi rộ lên trong những nhà hàng và quán bar trên đường Caternus cũng. Trong một chớp mắt, chúng truyền sang nhiều đôi tai đôi môi, khi những kẻ ngồi lê đôi mách di chuyển từ ghế này sang ghế khác trong quầy ba. Bà, bà Nhu và gia đình bà là một đề tài được ưa thích. Có vẻ như mọi người đều đưa ý kiến về việc liệu bà Nhu có ngủ với ông Diệm không. Một số nêu giả thuyết rằng bà giống mẹ của mình hơn, chuyên mồi trài những người Mỹ mà hình như đã bất thình lình hiện diện khắp nơi. Họ chỉ vào số tiền viện trợ đang đổ vào những kết bạc của Việt Nam Cộng Hòa như là bằng chứng rằng những ân huệ xác thịt của bà được đền bù. Thậm chí còn có một câu chuyện rằng một vị tướng lãnh trẻ tuổi đã từng là một trong những nhân tình của bà Nhu đến khi vợ anh ta phát giác ra và bắn bà Nhu trúng cả hai cánh tay. Dường như không có ai bận tâm tới chuyện bà Nhu không hề có vết băng bó nào. Thoạt đầu, Dinh Tổng thống đã cố gắng chặn đứng những chuyện ngồi lê đôi mách. Họ đăng những thông cáo trên báo chí và công khai phủ nhận mọi cáo buộc từ tham nhũng cho tới những mối tình tay ba, 11. Nhưng bà Nhu không thể làm ngừng lại những lời đồn đại bà than thở về điều đó với charlie moore của tạp chí tam nếu một người đàn ông được thăng chức và anh ta không quá xấu trai người ta liền nói một gã được bà nhu che chở nhưng việc thanh minh cho từng lời đồn đoán dường như chỉ làm thổi bùng thêm ngọn lửa vì vậy vợ chồng bà nhu dừng lại bà nhu tự dặn mình không quan tâm nhưng mớ bỏng bong với lệ chi là một vấn đề thực sự đối với bà nhu bà có thể đã bớt lo lắng đi chút ít nếu chị bà không tuyên bố Etienne Oxery không chỉ là một cuộc vui thoáng qua. Lệ Chi khẳng định ông ta là tình yêu của đời bà. Chồng bà, từng là một thành viên được trọng vọng trong nhóm giật dây của chính quyền, đã mất tất cả uy tín và lòng tự trọng, bị tước bỏ mọi ảnh hưởng. Ông đã bị giáng cấp là một công chức bình thường. 12. Giờ đây ông muốn một vụ ly dị. Và điều đó đặt ra một mối đe dọa ông Châu biết quá nhiều về những hoạt động trong đảng chính trị của ông Nhu, cách thức nó vận hành, và nó được tài trợ ra sao. Người ta kháo nhau lời đồn đoán rằng bà Nhu muốn cấm việc ly dị để ngăn ông Châu nói những điều có hại cho gia đình. Tuy nhiên, công chúng không biết rằng cuộc hôn nhân của bà Nhu đang đến hồi dạn nứt. Với người bảng quan, vợ chồng bà Nhu là một cặp đôi quyền lực ghê gớm nhưng nỗi thất vọng cá nhân của bà Nhu đã thâm đẫm những trang nhật ký mà bà bắt đầu viết từ năm 1959. Tôi để ý tới quyền nhật ký vào tháng 8 năm 2012, khi James Văn Thạch, một đại úy về hưu của quân lực Hoa Kỳ, đã bắt liên lạc với tôi. Ông chạc tuổi tôi, sống ở Bronx, và đã tìm thấy tôi qua Google Search. Giống như tôi, James quan tâm đến lịch sử chiến tranh Việt Nam, nhất là câu chuyện về bà Nhu. Tôi đã hoài nghi khi James nói với tôi rằng anh có quyền nhật ký của bà Nhu. Việc một quyền nhật ký 50 tuổi giờ đây xuất hiện trong tay một cựu đại úy quân lực Hoa Kỳ 36 tuổi ở New York có vẻ, chà, hơi lạ thương. Hơn nữa, bà chưa bao giờ đề cập về nó, tuy vậy tôi vẫn đến nhà song thân của James ở Queen. Đó là một ngôi nhà phố có mặt tiền phẳng với lớp vữa ngoài màu nâu khác lạ. Cơn bão Sandy đã quét qua vùng lân cận hai tuần trước nhưng chỉ làm thiệt hại có ba cây xanh ở đây. Những đám người vẫn đang ở ngoài trời dọn dẹp đống ngổn ngang. Cha của James ở đâu không thấy khi tôi bước vào cửa. Là một cựu quân nhân Mỹ, giờ đây ở tuổi bát tuần, ông đã có hai chuyến đi đến Việt Nam, nơi ông đã gặp mẹ của James. Bà trẻ hơn ông, chỉ mới qua tuổi 60 bà thật sự đã bước cách quãng xuống những bậc tam cấp để gặp tôi nhưng dùng mình ớn lạnh khi gió luồn qua những khe hở chiếc áo len mỏng manh của bà. Bà cao hơn hầu hết phụ nữ Việt Nam một cái đầu, với mái tóc đen dài xóa xuống vai. Những móng tay của bà được sơn phết, và đôi môi cong, mềm mại như vẽ lại những đường nét bên dưới chiếc áo len dài tay. Hồi còn thiếu nữ bà đã từng là một vận động viên nhảy cao trong đội Olympic Việt Nam Cộng Hòa trước khi bà rời Việt Nam năm 1974. Bà đi vừa đúng lúc, miền Nam đã thất thủ trước miền Bắc không đầy một năm sau khi bà ra đi, và phải mất một thập niên làm giấy tờ trước khi bà có thể bảo lãnh những thành viên khác trong gia đình và đưa họ rời đi. James đã không, hoặc không thể, giải thích nhiều về việc làm thế nào anh có quyền nhật ký nhưng nó có gì đó liên quan đến những thành viên trong gia đình đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa năm 1963. Dêm lắc đầu, từ chối kể bất kỳ chi tiết chính xác nào hơn với tôi ngoài cầu, tôi đã đến tuổi trưởng thành, và tôi có quyền nhật ký. Tôi không chắc liệu là anh ta sợ đâm đầu vào rắc rối khi cho tôi biết nơi anh tìm được quyền nhật ký hay đó chỉ do căng thẳng mà thôi. Dêm đã kể với tôi rằng việc có nó trong tay khiến anh bồn chồn bất an cứ như thể tôi mang tấm bia mục tiêu trên lưng mình. Anh không đọc được nó nó viết bằng tiếng Pháp, nhưng anh hy vọng tôi sẽ cho anh biết những trang viết nói gì. Tôi thật khó mà tưởng tượng được James có thể sợ sệt bất kỳ cái gì. Anh có một dáng dấp nhà binh mạnh mẽ, với chiều cao L, 88 m và cuồn cuộn cơ bắp, nhưng những lần bị thương ở Iraq và Afghanistan đã khiến anh bị tàn tật suốt đời. Anh bị hành hạ bởi những cơn đau nửa đầu và mất trí nhớ ngắn hạn do chấn thương sọ não, bị tổn thương dây thần kinh, và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bất chấp những điều đó, James có vẻ tràn trề hy vọng vào tương lai. Những khoản tiền từ lương hưu và trợ cấp tàn tật sẽ được gửi đến hàng tháng và anh có thể xoay sở ổn thỏa. James lái chiếc xe tải Mercedes màu trắng và mang một chiếc cặp da Louis Vuitton bên tay không cầm gậy. Anh đưa mẹ đến một tiệm xoa bóp gần bên và đỏ mặt nói về một chuyến đi sắp tới về Việt Nam cùng dì anh để gặp gỡ một cô em họ xa. Cô ấy chỉ mới 17, nhưng những việc như thế này thế tất phải làm vì đó là cách thức truyền thống Việt Nam. Anh giải thích. Dêm cho phép tôi xem lướt qua quyền nhật ký tại một quán cà phê Starbucks trên đại lộ Jamaica. Nó có cỡ chừng 13x18cm kích cỡ hoàn hảo để đốt nhanh vào ngăn kéo bàn sau khi ghi đôi dòng trong ngày và đủ nhỏ để nhét vào giải thắt lưng bộ đồng phục để đưa lén ra ngoài dinh. Giấy cạc tông ố vàng do thời gian tạo thành bìa trước và bìa sau, được buộc lại bởi một băng vải mà mỗi lần lật sang trang mới liền như muốn rứt khỏi gáy sách. Nét chữ thảo nghiêng sang phải choán đầy 300 trang giấy bằng thứ mực viết máy màu nâu, mực bút bi xanh, và đôi chỗ là bút chì. Một vài mục trông như đã được viết bằng bút chì sắp đỏ loại mà mẹ tôi dùng để đánh dấu đồ khâu vá của bà. Nhưng tất cả đều hoàn toàn khớp với nét chữ viết tay của bà Nhu. Để cho chắc, tôi đã kiểm tra chéo những thời điểm, nơi trốn nhất định mà tôi biết bà đã ở đó, những sự việc và những người mà tôi biết bà đã gặp. Ông Nhu, ông Diệm, và các con là những nhân vật chính trong câu chuyện của bà Nhu kể từ tháng riêng năm 1959 cho đến mục cuối cùng vào tháng 6 năm 1963 quyển nhật ký này của bà, tôi chắc chắn, quyển nhật ký này ắt hẳn là nơi bà nhu chốt nỗi lòng mà không phải đối mặt với sự chỉ trích hoặc áp lực sống theo những kỳ vọng. Bà ắt hẳn đã ở vào thời kỳ đẹp nhất đời mình khi bà khởi sự quyển nhật ký như một đệ nhất phu nhân. Là người mẹ trẻ quyến rũ và xinh đẹp của ba đứa con, bà tìm thấy sự thoải mái trong hầu hết những sự việc thường nhật. Bà nhu yêu những bộ phim Hollywood và tiểu thuyết Nga bà thích đi nghỉ lễ với các con ở miền biển và miền núi. Bà sợ bị già nua, bà sợ cuộc đời trôi qua lạnh lùng. Và trong những trang viết nguệch ngoạc, bà để lộ nỗi bất hạnh của cuộc sống làm vợ ông Nhu. Bà Nhu đã hy hiểm những vấn đề hôn nhân giữa họ sẽ tốt lên một khi họ đã sống với nhau trong dinh. Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân của mình, bà đã có thể chờ đợi chồng về nhà. Ông đã làm việc cật lực để đưa anh trai vào dinh tổng thống và bà nhu cảm thấy bà đã chứng tỏ giá trị bản thân với chiếc ghế trong quốc hội và với tư cách bà chủ nhà của ông diệm bà đã chờ đợi mọi thứ khác bắt nguồn từ đó sự hỗ trợ về tình cảm tình yêu xác thịt rằng ông nhu sẽ bỏ thuốc lá và tử tế với bà nhưng điều đó không đến đã có những cuộc cãi vã hung bạo và những cánh cửa đóng sầm bà nhu đã chán ngán việc phải ngoan ngoãn chờ đợi chồng bà nói vì lẽ ông không bao giờ gọi thoạt đầu bà không thể hiểu tại sao bà hãy còn trẻ trung và xinh đẹp ông nhu ắt hẳn đã quá già để thích thú với điều đó bà viết ban đầu bà hình như thấy thương xót ông sự thiếu quan tâm đến tình dục của ông là một mất mát của sự già nua nhưng trong những mục khác bà nhu bày tỏ nỗi buồn tủi cho bản thân mình bà bị gắn vào đời một lão già bất lực và phải nghĩ ra những phương cách để làm dịu bớt ngọn lửa ham muốn hừng hực thiêu đốt có một bằng chứng sinh học cho thấy ông Nhu đã gần gũi bà ít ra một lần, vì bà Nhu lại mang thai năm 1959, nhưng điều đó dường như là một ngoại lệ trong cuộc sống cô đơn đầy thất vọng của bà. Khi bà Nhu mang thai đứa con út tháng thứ bảy, bà phát hiện ra ông Nhu rốt cuộc vẫn có thể thức dậy ham muốn tình dục, nhưng là bởi ai đó khác. Bà Nhu miêu tả chi tiết cuộc tranh cãi giữa họ khi bà đối chất với ông Nhu về tội ngoại tình của ông. Bà nổi sung thiên với ông không vì tội ngoại tình cho bằng việc đã làm điều đó với một kẻ thô tục và hèn hạ đến như vậy. Bà Nhu không bao giờ viết tên cô gái trong quyền nhật ký, chỉ đề cập đến cô bằng từ, kẻ đó. Ông Nhu đã biện hộ cho ông và người yêu, cô gái ấy dịu dàng và tốt bụng, và không hèn hạ chỉ phải tội nghèo, và hơn thế nữa. Cô không có gì giống với vợ ông, vì bà làm tôi sợ, ông nói. Cuộc chiến tiếp theo thật khốc liệt, nhưng nó kết thúc vài ngày sau với một ghi chép lạnh lẽo bà nhu và chồng bà đã đồng ý rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ tốt hơn nhiều khi họ cách mặt nhau nhiều hơn bà nhu thấy mình nằm thao thức trên giường cố nén những giọt nước mắt người đàn ông lạ lùng này sẽ ngủ với ai sau cô ta đây tình yêu như trên phim ảnh tình yêu như những gì bà đọc thấy trong những quyển sách sẽ chẳng bao giờ đến với bà để cứu vãn cuộc hôn nhân này bà sẽ phải dừng giả vờ như nó từng khá hơn thế bà nhu đã nghĩ bà có thể trói buộc ông nhu với tuổi trẻ sắc đẹp sự duyên dáng xã giao của bà hay thậm chí với việc bà là mẹ của các con họ nhưng bà gần như là kẻ vô hình đối với ông trong dinh tổng thống thật sự thì không hề có cái nguy cơ rằng ông sẽ rời bỏ bà ông quá sùng đạo và bà thì sẽ không rời khỏi ông vị trí của ông đằng sau ngai vàng đảm bảo sự an toàn cho bà cho các con và gia đình mở rộng của họ không có ông bà còn là cái gì trong bối cảnh đó lệnh cấm ly dị của bà nhu có vẻ đáng trách bà không muốn người chị của mình thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh nếu bản thân bà bị mắc kẹt trong đó một câu chuyện được tiết lộ rằng sau khi lệ chi nghe nói về luật này bà đã lái xe đến dinh với cổ tay bị cắt bà nhu từ chối gặp bà chuyện cần làm đã làm rồi bà nói lệ chi chạy sồng sộp vào dinh nhỏ máu xuống khắp nền sàn đá lát bà nhu đã sai lính bảo vệ dinh đưa chị đến bệnh viện và giam giữ bà ở đó bà nhu đã không viết về nỗ lực tự sát của chị bà trong quyền nhật ký nhưng bà quả quyết rằng bà đã làm những gì phải làm để bảo vệ chị mình vị tổng thống của quốc gia không thể bị dính líu đến một vụ tai tiếng như thế về sau chị của bà nhu đã kể lại với các ký giả các sự kiện theo cách nhìn của mình năm cảnh sát chìm ăn mặc như bảo vệ bệnh viện đã canh gác bên ngoài cửa phòng bà suốt ngày đêm bà đã viết một bức điện tín cho mẹ và thuyết phục một y tá thông cảm lén đưa nó ra ngoài bệnh viện mẹ bà từ hoa kỳ đã trở về để giải cứu lệ chi và lợi dụng việc bà là mẹ của bà nhu để bác bỏ ý muốn của đệ nhất phu nhân giam cầm lệ chi trong phòng có vẻ như những người lính canh đã đủ cảm động hoặc có lẽ họ thật sự lúng túng để mặc cho người bệnh được đưa ra khỏi cửa bệnh viện bất luận những sự kiện gì đằng sau câu chuyện này chiếc máy phao tin đồn sài gòn không ngừng làm việc ngày đêm nhưng vẫn bỏ sót những dấu hiệu về một cuộc hôn nhân bất hạnh trong dinh tổng thống thay vì vậy người ta suy xét việc liệu bà lệ chi đã bị tống giam hay ở trong bệnh viện có phải bà trương đã bay về từ washington để lén đưa cô con gái lớn của bà ra khỏi đất nước phải chăng bà nhu đã thật sự nói với chị mình với hai cổ tay vẫn đang bị băng bó tôi chỉ có một hối tiếc duy nhất là chị đã không tự sát thành công Dinh Tổng thống đã cố gắng làm cho tất cả chuyện đó trôi vào quên lãng. Mặc dù là một cố vấn giỏi trong nhóm giật dây của ông Diệm, chồng bà Lệ Chi vẫn bị đuổi đi, đến Paris. Etienne Auxerre nhiều năm sau đã xuất bản một hồi ký khẳng định rằng bà Nhu đã sai ai đó tiêm virus dịch tả vào người ông. Có lẽ đó là điều bà Nhu muốn nói khi bà viết rằng bà đã làm những gì phải làm. Auxerre đã trải qua một thời gian trong nhà tù Việt Nam Cộng Hòa trước khi được dẫn độ về Pháp và từ đó ông đã theo chân chị bà Nhu đến Mỹ. Năm 1963, tổng thống Diệm vẫn còn than phiền về Lệ Chi. Ông sợ bà ta đang hành xử như một con điếm ở Washington, gây tai tiếng ở Georgia Town và thậm chí vồ vập những thầy tu. Nhưng ông không biết gì về tình yêu đích thực của bà. Lệ Chi đã lấy người đàn ông Pháp và mặc cho cái kết cục khủng khiếp đã xảy ra với những thành viên gia đình còn lại của bà vợ chồng bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau ở Bắc Carolina vào thời điểm những dòng này được viết. 13. Với việc ông Châu đã bị trục xuất đến Paris và lệ chi dưỡng thương ở Mỹ, xì căng đan về vụ ly dị rốt cuộc đã chìm xuống yên ắng, và luật gia đình vẫn không bị suy xuyên. Đứng về mặt luật pháp, phụ nữ ở Nam Việt Nam có cùng những quyền như đàn ông. Phụ nữ có sự bình đẳng với chồng, cha, và anh. Nhưng trong dinh thì không bà nhu vẫn cảm thấy bất hạnh một cách sâu sắc những căn phòng ẩm ĩ người người không ngớt chạy ra chạy vào và những tấm trần cao và kích thước đồ sộ càng khuếch đại những tiếng ồn chẳng có mấy sự thanh bình bên trong nhưng với bà nhu việc bước ra ngoài ở sài gòn đang trở nên ngày một khó khăn bà không thể chỉ cần khoác bộ đồ tắm và đi bơi tại sepco sportive với những phu nhân khác trong chính giới bà cũng không thể chơi bài hoặc nói chuyện phiếm với bạn bè edward lendell sĩ quan tình báo mỹ đã phát triển một mối quan hệ rất tốt đẹp với ông diệm và nhu đã nhìn thấy tình cảnh của bà nhu trong bi kịch của dinh tổng thống bà biết tất cả những thái độ xã giao cần có của một nữ chủ nhân trong một ngôi nhà giàu có và văn hóa vì vậy bà đã được đào tạo để trở thành một phu nhân thanh nhã biết cách mời mọc khách khứa và gợi những cuộc trò chuyện bên bàn ăn có thể tiêu khiển bên cây đàn piano và sống cuộc sống đầy nét quyết rũ thanh bình Bà đã lấy một người đàn ông trông như thế đây sẽ là cuộc đời dành cho ông. Bà bước vào một căn phòng trong dinh nơi mọi người tụ tập và hỏi liệu có ai thích nghe bà chơi dương cầm giữa cuộc hội họp không? Chồng bà thì bận bịu với anh trai, có một chuyện khủng khiếp nào đó đang diễn ra, có thể có những loại lính tráng nào đó chạy sồng sộc vào với những vấn đề hệ trọng và có thể là một tiếng chuông báo động rằng dinh tổng thống sắp bị đánh bom hay một cái gì đó rất khốc liệt đang xảy ra, một điều gì đó rất không hợp với các quý cô. Và những người đàn ông sẽ nói không, giờ chỉ cần để chúng tôi một mình. Vậy là bà không thể sắm vai trò đích thực mà bà đã được đào tạo cho cuộc sống sau này. 14. Sẽ dễ dàng hơn đối với bà Nhu khi bà hoàn toàn xa cách dinh tổng thống. Mỗi khi có thể, bà trốn tránh về miền Sơn Cước ở Đà Lạt và mơ mộng về một ngôi nhà chân quý bà sẽ xây ở đó, nơi bà có thể bơi trong bể bơi của mình, tản bộ trong khu rừng của mình, tìm được sự ẩn náu và tĩnh mịch mỗi khi cần. Đang khi giấc mơ đó vẫn được xây dựng và còn mất nhiều năm nữa, bà Nhu đã tận dụng một ngôi biệt thự Pháp nhìn ra bờ biển ở Nha Trang. Các con bà có thể chạy chân chấn trên bờ biển, nô giỡn với sóng, và học câu cá. Sau những trò vui, chúng chạy lại ôm mẹ, bà hít ngửi mùi hương của chúng. Chúng mang mùi của nước biển và mồ hôi và một cái gì ngọt ngào, có thể là những quả dứa trên bờ bãi, hoặc có lẽ đó chỉ là mùi của trẻ thơ. Nó là một cái gì cuộc sống ở Sài Gòn không cho họ nếm trải quá thường xuyên. Điều duy nhất bà Nhu và chồng có thể đồng tình là mối quan tâm chung của họ dành cho các con. Lớn lên trong dinh, với quá nhiều kẻ hầu người hạ và không có bạn chơi cùng, là một tuổi thơ kỳ quặc, tuổi thơ mà họ lo lắng sẽ để lại những tác động lâu dài cho các con của họ. 15. Lệ thủy sáng dạ nhưng nghiêm nghị. Điều đó khiến cô có vẻ chững chạc hơn buồn bã hơn là dáng vẻ của một cô bé 13 nên có. Các em trai cô là cả một vấn đề nan giải, chắc nhút nhát và ủ rột ở trường, ở nhà nó câu véo em trai Quỳnh và chọc thằng nhỏ khóc. Nhưng Quỳnh, bà Nhu nhận xét, vẫn dễ thương, chạy đuổi theo anh trai và nài xin được chú ý, kể cả điều đó đến dưới hình thức của một sự ngược đãi. Bà đã cố nói chuyện với hai đứa con trai, cố thi hành kỷ luật với Trác, và cố khuyên quỳnh biết tự bảo vệ mình nhưng những gì hai đứa con trai cần là được ở bên cha nhiều hơn chúng thậm chí không biết chúng đang nhớ ông ông nhu đã vắng mặt hầu hết thời gian sau khi các con trai chào đời ở đà lạt ông đã lại ra đi khi gia đình lần đầu tiên đến sống ở sài gòn và giờ đây thì ông luôn luôn vắng bóng đi về miền nông thôn thăm viếng các anh em hoặc làm việc trong văn phòng của mình để thư giãn ông lại ra đi để săn bắn hay đi thăm tình nhân của ông ả à, đó chẳng bao lâu sau họ đã có một em bé nữa đứa con thứ tư để chăm sóc và lo lắng một chút hy vọng trong bà nhu mách bảo rằng đứa con út này chào đời vào một thời điểm trọng yếu như vậy trong lịch sử quốc gia và trong lịch sử gia đình họ có thể thay đổi mọi chuyện và có lẽ một khi việc sinh nở này xong xuôi bà nhu sẽ thử một cách khác để thu hút sự chú ý của chồng một cách dựa vào đầu óc hơn là sắc đẹp của bà. Vào tháng 7 năm 1959, bà Nhu đã hạ sinh đứa con út. Đó là một bé gái, và bé gái này, Lệ Quyên, trông rất giống cha. Họ có cùng một đôi mắt nghiêng xuống và cùng một nụ cười chênh trách. Bà Nhu cho cô con gái út mặc đồ ngắn và tạo kiểu tóc như một cậu thị đồng. Những bộ quần áo tomboy nhỏ nhắn này tất nhiên là dễ xoay sở hơn những đầm váy và nơ con bướm đầy kiểu cách và chúng làm nổi bật sự giống nhau của đứa bé với cha. Ông Nhu dường như vẫn không chú ý, gần như hàng đêm, ông đơn giản nói, tôi phải làm việc, và đẩy chiếc ghế xa khỏi bàn ăn, buông đôi đũa tựa vào vành chén cơm trên những miếng thức ăn giang dở. Ông Nhu đi cầu thang xoắn ốc xuống một tầng và trải qua nhiều giờ trong văn phòng với cánh cửa đóng im ỉm. Từ sàn lên tới trần tràn ngập sách vở và giấy tờ. Đôi khi ông bàn bạc với anh trai nhưng ông Ngu không chỉ xuống đó để làm việc ông kiếm chỗ hút thuốc. Bà Ngu đã hối thúc ông bỏ thuốc trong nhiều năm, bà căm ghét mùi khói thuốc lâu ngày, nó làm hôi hám hơi thở, tóc và không khí xung quanh ông. Ngay cả những ngón tay ông cũng ố vàng, bà đã thử mềm mỏng khích lệ, sau đó là nhẹ nhàng chiêu chọc. Khi họ trượt vào dinh, sự phản đối của bà trở nên kiên quyết. Dinh đủ rộng để ông có thể tìm được chỗ nuông chiều thói quen của mình. Bà không cho phép ông hút thuốc trên lầu trong chỗ sinh hoạt riêng tư của họ. Ông Nhu Tuân theo nhưng không từ bỏ. Ông giấm dúi hút sao cho bà Nhu không thể nổi giận gay gắt với ông vì đã phá vỡ quy tắc của bà, nhưng ông vẫn thể hiện rõ rằng những phép tắc của bà sẽ không làm thay đổi thói quen của ông. Cuối những buổi chiều trong văn phòng, ông Nhu sẽ chút cả gạt tàn đầy vào một phong bì và đưa nó cho bảo vệ đi đổ bỏ. Bà Nhu không thể làm gì nhiều về chuyện đó. Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, khi những tiếng pháo lốp bốp từ xa đánh thức bà Nhu. Âm thanh nghe hoan hỉ một cách lạ kỳ, giống như tiếng pháo hoa hoặc tiếng khui sầm banh, không rõ lắm vì nó hãy còn xa quá. 3 giờ sau, tiếng nổ đanh giòn của súng trường đã xé tan ảo tưởng rằng đây chẳng phải là một chuyện nghiêm trọng chết người. Sau đó tin tức tràn vào dinh nói rằng hai cháu trai nhà họ ngô, các con trai của em gái họ đã bị bắn chết. Những con đường ngay bên ngoài cổng thật hỗn loạn, bà Nhu rất díu những đứa trẻ giấu dưới tầng hầm dinh tổng thống. Ông Diệm và ông Nhu đã được báo cho biết tình hình. Ba tiểu đoàn lính dù đã làm phản, được dẫn đầu bởi một nhóm quân nhân và dân sự đã oán hận chế độ ngày càng sâu sắc. Họ đã chán ngán chủ nghĩa gia đình chị, họ đã phát ốm với việc gia đình cai trị này luôn luôn ngờ vực họ những người lính dù đã chiếm các trung tâm chính phủ then chốt ở Sài Gòn và bây giờ đang lên kế hoạch tấn công vào Dinh. Các anh em họ ngô cực kỳ bàng hoàng. Họ bàn bạc trong văn phòng ông Diệm với những bộ pyjama vẫn còn trên người. Chỉ có Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn còn trung thành, nhiều địa điểm quân sự then chốt đã nằm trong tay bọn phiến loạn. 28 thường dân đã bị giết, một nhóm chủ yếu là thanh niên trai tráng tụ tập bên ngoài cổng vào lúc dạng đông họ không có tình cảm đặc biệt dành cho phía nào họ chỉ đơn giản hiếu kỳ về những gì đang xảy ra và ai sẽ thắng cảnh sát cũng chẳng đứng về bên nào chỉ làm mỗi việc hướng dẫn dòng giao thông vẫn đang bình thường một cách kỳ quái ra khỏi làn giao tranh điều điên tiết nhất với anh em họ ngô giữa cảnh bao vây này là sự thiếu phản ứng từ phía mỹ các đồng minh lẽ ra không tỏ ra trung lập như vậy ông diệm và ông nhu đang tính nước thoái lui một người hầu sẽ đều đặn chạy lên lầu báo cáo diễn biến mới rồi quay lại nơi bà nhu và bọn trẻ đang chui giúp với nhau dưới tầng hầm để cho hay tình hình hiện tại tổng thống giờ đây đang họp với tướng nguyễn khánh họ nói mắt bà nhu rực lên bà tự hỏi người đàn ông này đã ở phía nào đêm đó bà nhu biết quá rõ về nguyễn khánh để có thể tin tưởng ông ta mẹ của ông ta điều hành một hộp đêm ở đà lạt mua vui cho những người pháp cha ông ta từng là một địa chủ giàu sụ ở miền nam có tình nhân là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Khánh đã gia nhập Việt Minh trước khi chạy sang phía Pháp, có lẽ vì là một người lính trong quân đội Pháp hưởng bổng lộc nhiều hơn. Ông ta đã vào học viện quân sự ở Pháp và quay lại chiến đấu cho phe Pháp trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Ông ta thích khoe khoang rằng mình đã từng phục vụ dưới trướng của tướng Pháp nổi tiếng Jean de la de Tassigny, người mặc quân phục may bởi Lang Vanh, một nhà thiết kế thời trang lừng danh ở Paris, để đánh trận một chút oai nghiêm nào đó của vị tướng lãnh Pháp đã chuyển sang ông ta. Nguyễn Khánh để tròm dâu dê và đi đứng ngây ngang ở Sài Gòn như một chú gà trống chân vòng kiềng lượn quanh chuồng gà. Đã gần một thập niên kể từ khi Nguyễn Khánh hộ tống bà Nhu và vua Bảo Đại trong những chiều giã ngoại ở Đà Lạt. Bà Nhu nhớ lại rằng trong lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, Nguyễn Khánh đã để ý cặn kẽ những gì bà chọn trong giỏ picnic và nhìn trong chọc vào từng cử chi của bà. Lần tiếp theo họ ở với nhau, ông ta mang đến những thứ bà nhu thích nhất và ra mặt chiều lòng bà thay vì coi những hành vi ấy là đáng mến bà nhu nhận thấy nguyễn khánh thâm hiểm việc nguyễn khánh trừng mặt tại dinh giữa cơn binh loạn khói lửa làm cho bà nhu nghi ngờ bà rất lo ông ta sẽ đánh liều gây tổn hại tới nơi nương náu quý giá của mình ông ta hẳn đã có sự bảo vệ của những kẻ âm mưu đảo chính bà lý luận vì vậy bà Nhu giao phó việc chăm sóc bọn trẻ cho bà bảo mẫu người Hoa đang ẩn nấp với chúng dưới tầng hầm và một mình đi băng băng qua các hành lang tĩnh lặng để tìm ông Nhu. Trong ánh sáng đang lên buổi sớm mai, bà nhìn thấy một con hươu chết trên chảng cỏ trong dinh. Nó đã bị bắn xuyên đầu và bằng cách nào đó đã nằm bẹp bụng xuống, bốn chân nó xoạc ra một cách khủng khiếp cảnh tượng cây chết quá gần dinh tổng thống gây choáng váng hơn rất nhiều so với tất cả những lời cảnh báo trừu tượng về sự nguy hiểm đưa đến tai bà khi bà đang co rúm trong tầng hầm. Con thú chết đã khơi dậy một bản năng nguyên thủy, vốn đã thức dậy đúng lúc ngay khi bà tìm thấy chồng và ông Diệm trong văn phòng ở tầng 1, đang suy tính nước đi kế tiếp. Ông Diệm đã bắt đầu đàm phán những điều kiện với những kẻ âm mưu đảo chính. Ông đã hứa hẹn với họ một chính phủ mới và thay đổi, và khi bà Nhu vào đến văn phòng ông, ông thậm chí đã đến đài phát thanh để tuyên bố điều đó. Ngài Tổng thống qua đỗi mềm lòng, bà nhận ra, một ai đó sắp sửa phải gánh lấy trách nhiệm. Hòa giải là dấu hiệu của sự yếu đuối, cũng như ông Diệm đã tỏ ra mạnh mẽ khi đối mặt với những tên cướp bình xuyên, giờ đây ông cần phải đứng vững. Bà Nhu xài bước về phía ông Diệm, bà không che giấu nỗi thất vọng, trong những cuộc phỏng vấn sau này bà nói rằng khi Tổng thống cư xử như một đứa trẻ, bà đã muốn tát ông ta. Trong nhật ký của mình, bà đã cáo buộc ông Diệm hành động như một đứa bé. Bà cũng viết, tôi chán ghét ông ta, ông ta không có lòng tin vào chính mình và đã hạ thấp bản thân qua việc nói chuyện với bọn phản loạn. Một mô tả đã được công bố về tình thế đối đầu sáng hôm đó vẫn xác nhận rằng bà Nhu thật sự đã tát ngài Tổng thống. Cây tát mạnh vào giữa mặt, trước khi nắm lấy đôi vai nghiêm của ông và lắc mạnh trong cơn giận dữ. Nhưng điều đó nghe giống như một câu chuyện đã được thêu dệt qua những kẻ ngồi lê đôi mách bên bàn cà phê trước khi nó xuất hiện trên tờ ST, Louis Cosdispat 3 năm sau. Ngay cả khi bà Nhu không tát ông Diệm, những lời của bà đã có một tác động lâu dài. Chỉ giữ lại đây những người cần thiết để bảo vệ dinh, bà ra chỉ thị. Phái những người còn lại đi tái chiếm đài phát thanh những đơn vị quân đội vẫn còn trung thành với ông Diệm đang di chuyển nhanh hết mức có thể từ những vị trí ở vùng nông thôn, nhưng họ tính toán rằng để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào những kẻ âm mưu đảo chính sẽ phải mất 12 giờ. Tình trạng ở trong đó thế nào? Một binh sĩ trung thành đã đánh điện hỏi vị đại úy phụ trách bảo vệ dinh. Bà Nhu rất cứng rắn, vị đại úy trả lời. Bà muốn chiến đấu kể cả phải chết. Ông Nhu im lặng. Ông hình như không biết phải làm gì, 16, nhưng ông Nhu đã nhận ra điều đó đủ nhanh và thuyết phục ngài Tổng thống rằng vợ ông đúng. Họ cần đứng vững trước bọn phản loạn. Các anh em họ nghe theo chỉ thị của bà Nhu từng ly từng tí. Một vài giờ sau, đúng như bà Nhu đã tiên đoán, người của ông Diệm đã chiếm lại những trung tâm then chốt trong thành phố. Những kẻ phản loạn cả tin, lơ là phòng bị khi chúng họ gieo ăn mừng dự định đầu hàng đã được công bố của ngài Tổng thống, đã bị nghiền nát bà nhu đã cứu hai anh em tại một thời điểm quyết định mỗi lần ông diệm nhận được lời chúc mừng ông gật đầu với cô em dâu và ân cần cảm ơn bà c'est grâce à madame tiếng pháp đó là nhờ madame nhìn vào mớ giấy tờ lộn xộn tràn như thác xuống bàn và vào bức tường sách bừa bộn trong văn phòng chồng bà nhu nhận ra rằng bà đã có một chỗ trong chế độ này sự biểu lộ lòng biết ơn của hai anh em đã xác nhận điều đó bà không chỉ còn là một gương mặt xinh đẹp trong dinh tổng thống nữa. Không có bà, anh em nhà họ Ngô trở nên quá đỗi ngây thơ, quá đỗi trí thức và xa rời hiện thực. Suy cho cùng họ là những người không vững vàng, bà cảm thấy trách nhiệm là mũi thép nhọn trong mọn roi của chế độ đã đặt lên vai mình. Đó là một niềm xác tín kỳ lạ, nhưng bà chắc chắn về nó. Mãi cho đến lúc ấy, bà nói với ký giả New York Times David Halberstam năm 1963 họ chưa hề coi trọng tôi nhưng từ đó họ đã bắt đầu chú ý đến tôi